Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bảo Khánh Review. Các bạn đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video để ủng hộ team mình nhé. Dù trước kia Hạo Tiên Tông có mỏ linh thạch đấy, nhưng nó cũng hoàn toàn khô kiệt rồi, hiện tại hoàn toàn là miệng ăn núi lở. Đây cũng là lý do vì sao Hạo Tiên Tông muốn có chỗ đứng vững vàng tại Thánh thổ. Nếu tình trạng như vậy vẫn còn tiếp diễn thì Hạo Tiên Tông cũng sắp không duy trì nổi nữa rồi. Tốt, quy củ cũ, muốn mở đại trận truyền tống cự ly cực xa một lần cần 100 viên linh tinh. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, giao luôn 100 viên linh tinh ra. Chỗ này tương đương với một vạn viên linh thạch. Đám người Lục Trường Sinh đứng trong đại trận truyền tống cự ly cực xa. Mỗi lần sử dụng, trận pháp truyền tống cự ly cực xa này chỉ có thể truyền tống một số lượng người nhất định. Tối đa cũng chỉ có thể truyền tống mấy chục người. Nhưng đoàn người của Lục Trường Sinh cũng chỉ có 11 người, vẫn dư sức truyền tống đi. U u, sau một khắc, trận pháp truyền tống cự ly cực xa khởi động. Một luồng sáng trắng hiện lên, trong pháp trận, chỉ trong nháy mắt đám người lục trường sinh đã biến mất không thấy bóng dáng lúc này bầu không khí ở cổ vực thiên tông có chút nặng nề bảy lão tổ thần thông đã hội tụ hết tại đây chỉ trong một thời gian ngắn không ai có thể ngờ rằng thế cục lại có nhiều thay đổi đến như vậy cổ vực đã an bình rất nhiều năm thế mà giờ gió nổi mây phun trở nên hỗn loạn không gì sánh được chư vị hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt liên quan tới sự tồn vong của toàn bộ cổ vực Ai có thể ngờ rằng ở cổ vực còn sót lại một trận pháp truyền tống cự ly cực xa chứ? Hơn nữa còn bị một thế lực trong thành thiên quang của thánh thổ phát hiện và sửa chữa lại. Giờ thế lực gọi là thương hội hắc quang của thành thiên quang kia đã thông qua trận pháp truyền tống cự ly cực xa để điều động rất nhiều cao thủ tới cổ vực chúng ta. Nơi bọn chúng đi qua, kẻ thuận thì hưng thịnh, kẻ nghịch lại tiêu vong, ngay cả một số tiên tông đều đã bị chúng tiêu diệt. Trong đó nghe nói có cả người nắm giữ đại thần thông ra tay mặc dù còn chưa tới cổ vực thiên tông chúng ta thế nhưng tình thế hiện nay đã vô cùng nguy hiểm giờ chúng ta phải thương lượng ra một cách nào đó sắc mặt từng người trong bảy lão tổ thần thông đều rất nặng nề người nắm giữ đại thần thông thương hội hắc quang có người nắm giữ đại thần thông bọn hắn đều là võ giả thần thông từng sông sáo tại thánh thổ tất nhiên ai cũng hiểu rõ người nắm giữ đại thần thông có ý nghĩa như thế nào thương hội hắc quang của thành thiên quang chúng ta đều từng sông sáo thánh thổ nên hẳn là cũng biết tới thế lực này Thương hội Hắc Quang thích nhất tìm kiếm những khu vực mới như man hoang, sau đó bóc lột đến tận xương tủy, thậm chí không tiếc tàn sát sinh linh khắp cả một vùng để ép khô tiềm lực của cả vùng đó. Đúng là cổ vực chúng ta giờ đã hoàn toàn xuống dốc, nhưng chúng ta đã từng huy hoàng nên vẫn có thể ép ra một chút đồ tốt. Với tình hình thế này, trông cậy vào việc thương hội Hắc Quang chủ động rời đi cổ vực là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Tình hình đã thế này chúng ta chỉ có thể rút lui, có lẽ chúng ta phải rút về Bắc vực Thiên Tông. Rút về Bắc vực Thiên Tông thì làm được gì? với phong cách hành sự của thương hội hắc quang sau khi quét ngang cổ vực nhất định chúng cũng sẽ quét ngang năm vực khác đến lúc đó dù là ở nơi nào cũng không thể may mắn thoát khỏi tai nạn bảy vị lão tổ đều trầm mặc đối mặt thương hội hắc quang dù đó chỉ là một thương hội thôi nhưng toàn bộ cổ vực đều bó tay không làm gì được hơn nữa bọn họ cũng đều biết thương hội hắc quang không chỉ có người nắm giữ đại thần thông mà còn có võ tôn kinh khủng hơn nữa chính là thương hội hắc quang có cả võ thánh tọa chấn cổ vực lấy gì để ngăn cản một thế lực kinh khủng thế đây đối phương tùy tiện phái ra một người nắm giữ đại thần thông cũng đủ để quét ngang toàn bộ cổ vực rồi thật ra các lão tổ của cổ vực thiên tông còn có một biện pháp nhưng không có một ai nói ra biện pháp này đó chính là rời đi cổ vực thiên tông tiến về thánh thổ biện pháp này hoàn toàn có thể thực hiện nhưng trận pháp truyền tống cự ly cực xa của hạo tiên tông mỗi một lần chỉ có thể truyền tống mấy chục người còn phải hao phí rất nhiều linh thạch bọn hắn không có nhiều linh thạch như vậy đã vậy mỗi lần cũng chỉ có thể truyền tống rất ít người một khi bọn hắn rời đi vậy có nghĩa là bọn hắn cũng đã từ bỏ toàn bộ cổ vực thiên tông. Cổ vực thiên tông là gốc rễ của bảy vị lão tổ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Vù, lúc này, đá truyền tin của một vị lão tổ rung lên. Hạo tiên tông truyền tin. Hạo tiên tông triệu tập tất cả tông môn và thế lực ở cổ vực, hội tụ tất cả võ giả cảnh giới thần thông, chuẩn bị đại chiến một trận với thương hội hắc quang. Chúng ta có đi không? Các lão tổ cũng thầm giật mình. Hạo tiên tông đã truyền tin tới rồi rõ ràng đối với toàn bộ cổ vực mà nói thật sự đã đến thời khắc mấu chốt liên quan đến sinh tử tồn vong đi nhất định phải đi người nắm giữ đại thần thông tất nhiên rất mạnh nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào đánh bại hạo tiên tông có đại pháp trận cực kỳ mạnh mượn nhờ pháp trận hộ tông có lẽ thật sự có thể chống lại người nắm giữ đại thần thông của thương hội hắc quang hạo tiên tông chính là tiên tông lớn nhất cổ vực thậm chí cũng là thế lực đệ nhất nơi này nếu như hạo tiên tông sụp đổ vậy thì toàn bộ cổ vực hoàn toàn chẳng còn hy vọng nào nữa hơn nữa điểm mấu chốt là trận pháp truyền tống cự ly cực xa để tiến về thánh thổ nằm ngay tại Hạo Tiên Tông. Một khi Hạo Tiên Tông bị thương hội Hắc Quang nắm trong tay thì ngay cả hy vọng chạy trốn tới thánh thổ của chúng ta cũng không có. Vừa nhắc tới trận pháp truyền tống cự ly cực xa, bảy vị lão tổ đều cảm thấy trong lòng căng thẳng. Đúng vậy, Hạo Tiên Tông không phải tiên tông bình thường. Nó còn nắm giữ trận pháp truyền tống cự ly cực xa. Một khi Hạo Tiên Tông bị thương hội Hắc Quang công phá, võ giả thần thông ở cổ vực thậm chí sẽ không có cách nào trốn tới thánh thổ được. Vậy có nghĩa là hy vọng duy nhất của bọn hắn cũng không còn. Nhất định phải giữ lại Hạo Tiên Tông, bảo vệ được trận pháp truyền tống cự ly cực xa. Được, để một vị lão tổ ở lại, sáu vị lão tổ xuất phát tới Hạo Tiên Tông. Nếu như chúng ta bại, vậy để các đệ tử của Cổ Vực Thiên Tông trốn được bao xa thì trốn đi. Bảy vị lão tổ của Cổ Vực Thiên Tông đã quyết định như vậy. Lúc này, trong Hạo Tiên Tông đã hội tụ hơn 10 vị lão tổ thần thông cùng kim đan chân nhân. Sắc mặt ai nấy đều rất nghiêm trọng. Báo, tông chủ Trưởng lão, sáu vị lão tổ thần thông của cổ vực Thiên Tông đã đến Sơn Môn. Có đệ tử đến đây báo cáo. Tốt, cho mời sáu vị lão tổ của cổ vực Thiên Tông. Tông chủ Hạo Thiên Tông dừng một chút rồi lập tức cảm thán. Cổ vực Thiên Tông có tất thảy bảy vị lão tổ thần thông, giờ có tới sáu vị lão tổ tới, chỉ còn sót lại một vị lão tổ tọa chấn Sơn Môn. Xem ra cổ vực Thiên Tông nhìn nhận vấn đề rất thấu triệt đấy. Trận chiến này liên quan đến tồn vong của cổ vực, chỉ có thể thắng, không có khả năng bại. Chẳng bao lâu sau sáu vị lão tổ cổ vực Thiên Tông đã đến và chia nhau ra ngồi xuống hai bên đại đường. Các tông môn võ đạo tỷ như Hoàng Thiên Tông và Cổ Vực Thiên Tông không ưa gì nhau, nhưng bọn họ vẫn phải mấy vị lão tổ thần thông đến đây, trên cơ bản có thể coi như đã dốc hết toàn bộ lực lượng. Trước nguy cơ sinh tử tồn vong của Cổ Vực, một chút mâu thuẫn giữa các môn phái trước đó đều không đáng gì cả. Chư vị, Thương hội Hắc Quang có người nắm giữ đại thần thông, tên kẻ đó là Âu Dương Du. Tên Âu Dương Du này chính là người nắm giữ đại thần thông đã từng một mình tiêu diệt 13 vị lão tổ thần thông, có thể nói là hung uy hiền hách. Chúng ta hội tụ nhiều cao thủ như vậy tại Hạo Tiên Tông chính vì muốn hỏi một chút rằng đại trận hộ sơn của Hạo Tiên Tông có thể chống đỡ được đại thần thông của Âu Dương Du hay không. Một vị lão tổ thần thông của Hoàng Thiên Tông lên tiếng hỏi tông chủ Hạo Tiên Tông. Ánh mắt mọi người lập tức đều tập trung về phía tông chủ Hạo Tiên Tông, người nắm giữ đại thần thông. Thật ra đây cũng chính là điểm mà Đông đảo lão tổ thần thông cùng với Kim Đan chân nhân chú ý nhất nếu như không thể nào gánh được đại thần thông của Âu Dương Du vậy hết thảy đều vô nghĩa, có thể. Đại thần thông của Âu Dương Du đúng là lợi hại nhưng pháp trận hộ sơn được truyền thừa nhiều đời của Hạo Tiên Tông ta chỉ cần có đầy đủ linh thạch, hơn nữa còn có kim đan chân nhân chấn giữ, như vậy việc chống đỡ một đợt tấn công của người nắm giữ đại thần thông cũng không thành vấn đề gì. Thậm chí một khi đối phương tấn công trong thời gian dài mà không thể dứt điểm thì đại trận còn có thể vây khốn đối phương, sau đó chính lúc trừ vị ra tay chỉ cần đồng tâm hiệp lực cùng chém giết âu dương du như vậy cổ vực chúng ta sẽ được bảo vệ rồi tông chủ hạo tiên tông không chỉ muốn điều đơn giản là giữ vững hạo tiên tông hắn muốn diệt âu dương du mặc dù thương hội hắc quang rất mạnh thế nhưng nếu tổn thất một người nắm giữ đại thần thông như vậy thương hội hắc quang sẽ phải cân nhắc về việc rốt cục thì tiếp tục cường công cổ vực có đáng giá hay không có lẽ đây là hy vọng duy nhất của cổ vực chư vị những gì chúng ta có thể làm cũng chỉ có như vậy hiện giờ phải xem bao giờ người của thương hội hắc quang tới cứ yên tĩnh chờ đợi thôi là đủ rồi tông chủ hạo tiên tông vừa dứt lời thì một tiếng rầm vang lên bỗng nhiên một làn sóng dao động linh lực kinh người xuất hiện truyền khắp toàn bộ hạo tiên tông cùng lúc đó trên bầu trời của hạo tiên tông chỉ trong nháy mắt đã có một đạo linh trụ phóng lên tận trời tách ra tầng mây trắng trên không dao động kinh khủng và hùng hậu đó trùng trùng điệp điệp truyền khắp bốn phương tám hướng chuyện gì xảy ra thế xảy ra chuyện gì thế này chẳng lẽ người của thương hội hắc quang đánh lên sơn môn rồi ư phương hướng này hình như là đại trận truyền tống cự ly xa có rất nhiều lão tổ thần thông và kim đan chân nhân nghị luận ẩm ý vụt tông chủ hạo tiên tông đột nhiên đứng bật dậy phương hướng đó là nơi hắn quá quen thuộc hơn nữa hắn cũng quá quen thuộc với đợt sóng dao động này đây là dao động khi trận pháp truyền tống ở cự ly cực kỳ xa được mở ra nhưng cũng không phải là có người truyền tống rời đi vậy thì chỉ có thể là có người truyền tống đến thậm chí những lần truyền tống tầm thường rõ ràng không thể so sánh với lần truyền tống này được. Truyền tống càng nhiều người càng mạnh thì pháp trận chấn động lại càng lớn. Động tĩnh lần này quá lớn, chắc chắn người truyền tống tới là kẻ không hề đơn giản. Đó là tiếng trận pháp truyền tống ở cự ly cực kỳ xa khởi động, có người từ Thánh thổ truyền tống đến Hạo Tiên Tông. Chư vị, không bằng cùng đi xem rốt cuộc là ai từ Thánh thổ truyền tống về tới. Trong đầu tông chủ Hạo Tiên xuất hiện rất nhiều hình bóng khác nhau, nhưng hắn lại cảm thấy đều không có khả năng chẳng lẽ là thúy huyền chân nhân nhưng dù sao đi chăng nữa vào lúc thế này còn có người từ thánh thổ trở lại hạo tiên tông vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn được cùng đi xem thế nào đi thế là tông chủ hạo tiên tông dẫn theo hơn 10 vị lão tổ thần thông và kim đan chân nhân đi tới ngọn núi nơi đặt pháp trận cự ly xa trên núi có thể nhìn thấy pháp trận vẫn đang thực hiện việc truyền tống trận pháp truyền tống cự ly cực kỳ xa nhìn như chỉ dao động trong nháy mắt nhưng đó chỉ là lúc bắt đầu truyền thống mà thôi trên thực tế Muốn khởi động trận pháp truyền tống cần phải có một khoảng thời gian nhất định, một khi khởi động trận pháp truyền tống thì đầu bên kia của pháp trận sẽ có động tĩnh. Tình huống hiện tại chính là như vậy. Trên núi, vầng sáng của pháp trận càng ngày càng rực rỡ, thậm chí hư không cũng đang ẩn ẩn chấn động, đến rồi, Tông chủ Hạo Tiên Tông hiểu rõ ràng về pháp trận truyền tống cự ly siêu xa này. Sau khi nhìn thấy hư không chấn động, hắn lập tức nhận ra hẳn là quá trình truyền tống đã bắt đầu. Quả nhiên, Tông chủ Hạo Tiên Tông vừa dứt lời, hư không bên trong vầng hào quang trói sáng của pháp trận mơ hồ vặn vẹo một hồi. Sau đó có rất nhiều bóng người xuất hiện, xẹt, ánh mắt mọi người lập tức tập trung vào những thân ảnh này. Sao lại có nhiều người như vậy? Hình như có 11 người. Rốt cuộc là ai? Người này có vẻ rất quen thuộc, hắn. Một vài lão tổ thần thông và kim đan chân nhân đều đã trông thấy 11 bóng người kia. Nhất là 6 vị lão tổ của cổ vực thiên tông, sau khi nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc trong số 11 người, bọn họ lại càng không dám tin. Người đó là Lục Trường Sinh. Đúng, chính là Lục Trường Sinh, sao lúc này hắn lại trở về? Giờ mới qua bao lâu chứ, sao Lục Trường Sinh lại quay về cổ vực? Không đúng, khi tức trên người Lục Trường Sinh, hắn tấn thăng cảnh giới thần thông rồi. Sáu vị lão tổ lập tức đều cảm thấy kinh hỉ không gì sánh được. Cảnh giới thần thông. Lục Trường Sinh đã tấn thăng cảnh giới thần thông rồi ư. Bọn hắn biết Lục Trường Sinh đã ngưng tụ ra đạo quả thần thông. Thế nhưng bọn hắn cũng biết, đạo quả thần thông muốn triệt để lột xác thành thần thông sẽ cần rất nhiều thiên linh thủy. Dựa theo kinh nghiệm khi trước bọn hắn sông sáo ở thánh thổ, lục trường sinh muốn thu hoạch đủ thiên linh thủy rồi tấn thăng cảnh giới thần thông thì ít nhất cũng phải tốn thời gian mấy năm thậm chí mười mấy năm. Nếu như không thuận lợi, thậm chí còn có khả năng cần thời gian mấy chục năm mới có thể thu hoạch đầy đủ thiên linh thủy, như đó tấn thăng cảnh giới thần thông. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng lúc này mới qua mấy tháng, còn chưa đến thời gian một năm mà lục trường sinh đã tấn thăng cảnh giới thần thông. Thật sự không thể tưởng tượng nổi hơn nữa mấu chốt là sáu vị lão tổ biết lục trường sinh ngưng tụ được thần thông đạo quả màu vàng màu vàng đại biểu cho vô lượng thần thông một khi lục trường sinh tấn thăng cảnh giới thần thông vậy cũng sẽ có vô lượng thần thông còn siêu việt cả đại thần thông lục trường sinh ngươi sáu vị lão tổ bởi vì bất ngờ thậm chí nói năng lộn xộn không nói thành lời làm sao bọn hắn có thể không kích động được cơ chứ là vô lượng thần thông đấy ừm lục trường sinh ngẩng đầu nheo mắt hắn hơi khó hiểu không phải chỉ là thông qua trận pháp truyền tống cự ly cực xa trở lại cổ vực thôi sao sao lại có nhiều người nghênh đón hắn thế này hắn nhìn thoáng qua ước chừng có khoảng mấy chục vị lão tổ thần thông và kim đan chân nhân thậm chí còn có cả sáu vị lão tổ thần thông của cổ vực thiên tông ở đây nhiều người nghênh đón hắn thế này chẳng lẽ là vì tin tức của hắn ở thánh thổ đã truyền về cổ vực rồi nhưng chuyện này có vẻ không đúng lắm để truyền tin từ thánh thổ đến cổ vực cũng cần mở ra trận pháp truyền tống cự ly cực xa mỗi lần mở trận pháp chí ít cũng tốn tới 100 viên linh tinh, tương đương với một vạn viên linh thạch, có thể mua được một giọt thiên linh thủy. Thúy Huyền chân nhân sẽ tùy tiện lãng phí một giọt thiên linh thủy để mở ra trận pháp truyền tống cự ly cực xa. Việc này rõ ràng là bất khả thi. Nơi này chính là cổ vực sao? Lục Tôn, thiên địa linh khí ở cổ vực quá mỏng manh, ở nơi linh khí mỏng manh thế này mà có thể sinh ra một tồn tại như Lục Tôn sao? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy đấy, với thiên địa linh khí mỏng manh như vậy dù là luyện võ chỉ sợ rất khó ngưng tụ pháp tắc ngay cả trở thành võ giả đạo cơ cũng khó khăn càng đừng nói tới cảnh giới thần thông đã vậy càng thêm không thể tưởng nổi chính là những kẻ tu tiên vô cùng ỷ lại vào thiên địa linh khí thế mà còn có thể sinh ra kim đan chân nhân ta nhìn thấy không chỉ một vị kim đan chân nhân chỉ sợ cổ vực này cũng từng có thời huy hoàng nội tình không cạn mười vị võ giả thần thông do lục trường sinh đưa tới cũng nhìn một màn trước mắt ai nấy đều cảm thấy rất là mới mẻ bọn hắn đều lớn lên ở thánh thổ. Đã bao giờ bọn hắn gặp được nơi thiên địa linh khí yếu ớt như vậy đâu. Bọn hắn thậm chí khó mà tưởng tượng ra được ở nơi linh khí yếu ớt như vậy, lục trường sinh phải làm thế nào để ngưng tụ ra được vô lượng thần thông. Rồi đám kim đan chân nhân kia ngưng tụ ra kim đan kiểu gì vậy? Mười người của Thánh Thổ Thiên Tông vừa mở miệng đã lập tức nhận được sự chú ý của tất cả mọi người ở cổ vực. Ngay từ đầu bọn hắn đều tập trung ánh mắt trên người Lục Trường Sinh. Dù sao tại cổ vực này Lục Trường Sinh cũng không phải hạng người vô danh. Bọn hắn rất nhanh biết thân phận của Lục Trường Sinh. Thế nhưng 10 người sau lưng Lục Trường Sinh cũng không hề đơn giản. Với khả năng của mọi người ở cổ vực, tất nhiên bọn hắn có thể lập tức nhận ra thực lực của 10 người này. Cảnh giới thần thông, 10 người này đều là võ giả thần thông ư? Tại sao Lục Trường Sinh lại dẫn theo 10 võ giả thần thông? 10 võ giả thần thông này đều đến từ Thánh thổ sao? Lục Trường Sinh mang theo bọn hắn trở lại cổ vực thế này, rốt cuộc hắn có mục đích gì? Ngay lập tức, sắc mặt mọi người ở cổ vực đều thay đổi. 10 võ giả thần thông. Đội hình như vậy tại Thánh thổ đương nhiên không đến mức kinh ngạc, thế nhưng nếu là ở cổ vực thì lại khác hẳn. Đội hình như vậy đã không kém cạnh bất cứ tông môn võ đạo đỉnh cao nào. Tỷ như cổ vực Thiên Tông, tổng cộng bọn họ cũng mới chỉ có 7 vị lão tổ thần thông mà thôi. Nếu như tính cả 11 võ giả cảnh giới thần thông mà Lục Trường Sinh đưa tới, cộng thêm 7 vị lão tổ của cổ vực Thiên Tông nữa, tất thảy sẽ có 18 tôn võ giả thần thông. Đội hình như vậy đã có thể quét ngang toàn bộ cổ vực cũng khó trách đám người ở cổ vực sẽ khẩn trương như vậy. lục trường sinh những người này là lão tổ lục thông của cổ vực thiên tông lên tiếng hỏi hắn khá thân quen với lục trường sinh lục trường sinh dẫn theo 10 võ giả cảnh giới thần thông đi ra khỏi pháp trận hắn bình tĩnh nói lão tổ lục thông bọn họ đều là thái thượng trưởng lão của thánh thổ thiên tông tông môn do ta thành lập ở thánh thổ xem như cùng gốc rễ với cổ vực thiên tông hà thánh thổ thiên tông hơn nữa còn là thái thượng trưởng lão lục trường sinh Ngươi đã thật sự thành lập tông môn ở Thánh thổ, có chỗ đứng thực sự vững chắc ở đó rồi sao?" Lục Thông trở nên cực kỳ kích động, thậm chí mặt hắn cũng đỏ bừng lên. Thành lập Thánh thổ Thiên Tông ở Thánh thổ, đây là chuyện mà vô số lão tổ của Cổ vực Thiên Tông đều tha thiết ước mơ. Bây giờ chuyện này đã có thể trở thành hiện thực trong tay Lục Trường Sinh. Đã vậy trong tình hình này đối với Cổ vực Thiên Tông mà nói đó là việc cực kỳ có lợi. Dù sao một khi Cổ vực Luân Hãm thì người của Cổ vực Thiên Tông chí ít còn có một đường lui, có thể tiến về Thánh thổ Thiên Tông. Ha ha, Lục Trường Sinh, ngươi trở về thật đúng lúc. Lục Thông nhịn không được mà phá lên cười. Những tông môn khác, tỉ như Hoàng Thiên Tông rồi Hạo Tiên Tông vân vân, sắc mặt cả đám tương đối phức tạp. Ai có thể ngờ Lục Trường Sinh có thể đứng vững ở Thánh thổ cơ chứ? Thậm chí hắn còn thành lập cả Thánh thổ Thiên Tông. Lão tổ Lục Thông, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao Hạo Tiên Tông lại hội tụ nhiều cường giả như vậy? Lục Trường Sinh hiển nhiên cũng đã nhận ra điều bất thường. Những người này không phải tới đón tiếp hắn hẳn là có chuyện gì đó mới khiến bọn hắn hội tụ tại hạo tiên tông trường sinh chuyện là như thế này đột nhiên có một đám khách không mời mà đến cổ vực chúng gọi là thương hội hắc quang lục thông nhanh chóng kể hết những chuyện phát sinh ở cổ vực thời gian gần đây cho lục trường sinh biết thương hội hắc quang của thành thiên quang à là bọn hắn sao vậy quả thực là có chút phiền phức thương hội hắc quang có võ thánh tọa chấn mà cao thủ còn nhiều như mây thực lực mạnh hơn thương hội lý thị rất nhiều cái tên âu dương du kia ta cũng biết đó là một trong những người nắm giữ đại thần thông của thương hội hắc quang nghe nói hắn đã rất gần với võ tôn thậm chí nếu không phải lúc trước bại bởi một võ tôn chân chính thì âu dương du cũng sớm có danh hào võ tôn rồi chẳng những thế trong thương hội hắc quang còn có võ tôn chân chính mạnh hơn cả âu dương du mười thái thượng trưởng lão cảnh giới thần thông của thánh thổ thiên tông vừa nghe được là thương hội hắc quang thì sắc mặt cũng có chút thay đổi điều này cũng chứng tỏ bọn hắn đều hiểu rất rõ về thương hội hắc quang nếu quả thật là thương hội hắc quang vậy thì chuyện này rất khó giải quyết cái gì thương hội hắc quang mạnh như vậy sao trước đó chúng ta chỉ là nghe nói về qua thương hội hắc quang biết đó là một thế lực lớn ở thành thiên quang thế nhưng không một ai nghĩ chúng lại mạnh như vậy chúng ta ngăn cản võ giả còn mạnh hơn cả âu dương du thế nào đây âu dương du cũng không phải võ giả cảnh giới thần thông mạnh nhất của thương hội hắc quang vậy dù cho chúng ta lần này ngăn trở được âu dương du đi chăng nữa thì cũng có ý nghĩa gì đâu không vẫn có ý nghĩa nhất định chứ chỉ ít để thương hội Hắc Quang biết rằng cổ vực chúng ta cũng không phải nơi tùy tiện có thể xâm chiếm, tất nhiên chúng ta sẽ khiến thương hội Hắc Quang phải trả một cái giá thật lớn, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta phải ngăn cản được Âu Dương Dù đã. Đúng lúc này có đệ tử của Hạo Tiên Tông đến đây bẩm báo. Báo, tông chủ, khoảng cách tông môn trăm dặm có một đoàn võ giả lạ mặt xuất hiện, có khả năng là cường giả cảnh giới thần thông của thương hội Hắc Quang đang tiến đến sơn môn. Nghe được đệ tử báo cáo, đám người lập tức chấn kinh. Bọn hắn tới nhanh như vậy sao? nghĩa là thương hội Hắc Quang biết chúng ta đều tụ tập tại Hạo Tiên Tông, nhưng trước đó bọn hắn lại vẫn không ngăn cản, đây là muốn trực tiếp một mẻ hốt gọn ư? Thương hội Hắc Quang này sớm không đến trễ không đến, hết lần này tới lần khác cứ tới đúng lúc chúng ta đều hội tụ tại Hạo Tiên Tông, rõ ràng đây là hành động cố ý của thương hội Hắc Quang, mục đích là muốn chúng ta đều hội tụ đến cùng một chỗ, từ đó một mẻ hốt gọn, giải quyết triệt để cổ vực chúng ta đây mà. Hừ, thương hội Hắc Quang đã tới vậy thì cứ dốc toàn lực đánh một trận đi cứ chém Âu Dương Du trước đã, để xem có đúng là thương hội Hắc Quang sẽ phái ra người mạnh hơn nữa không. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ẩm ý, bọn hắn cũng không quá sợ hãi. Cổ vực tụ tập nhiều cao thủ như vậy, mục đích đúng là để chặn đánh Âu Dương Du. Bọn hắn đã có sự chuẩn bị tâm lý nhất định rồi. Tông chủ Hạo Tiên Tông lập tức dẫn người tiến về trước Sơn Môn, bắt đầu khởi động đại trận hộ Sơn bảo vệ Hạo Tiên Tông. Lúc này Lục Thông nhịn không được hỏi, trường sinh, đạo quả của người lục trường sinh biết lục thông muốn hỏi cái gì nhưng hắn lại lắc đầu đáp giờ không phải lúc để nói những việc này tình thế trước mắt đang rất nghiêm trọng cứ giải quyết đợt tấn công của thương hội hắc quang đã rồi nói sau lục thông khẽ gật đầu hắn có cảm giác thực lực của lục trường sinh bây giờ nhất định rất mạnh dù sao đây cũng chính là vô lượng thần thông thế nhưng việc lục trường sinh có vô lượng thần thông cũng chỉ có người của cổ vực thiên tông được biết bản thân lục trường sinh không nói tất nhiên bọn hắn cũng sẽ không chủ động nhắc tới Chẳng lẽ để Lục Trường Sinh đi ngăn cản thương hội Hắc Quang ư? Căn bản không có khả năng. Bọn hắn không ngu như vậy. Giờ cứ xem tình hình ra sao trước đã. Ngược lại 10 võ giả cảnh giới thần thông của Thánh Thổ Thiên Tông đều không hề lo lắng. Bọn hắn chính là những người đã tận mắt nhìn thấy trận chiến giữa Lục Trường Sinh và Kiếm Tôn Trần Bằng. Lục Trường Sinh dùng một chiêu thần thông đã lấy mạng Kiếm Tôn Trần Bằng rồi. Uy lực của vô lượng thần thông khủng bố như vậy đấy. Trong thương hội Hắc Quang, Trừ tên võ thánh kia ra còn ai có thể là đối thủ của lục trường sinh chứ? Âu Dương Du không làm được, võ tôn mạnh hơn Âu Dương Du cũng không làm được. Bởi vậy có lục trường sinh ở đây thì bọn hắn vô cùng an tâm. Lục tôn, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta cũng sẽ ra tay. Người của thánh thổ thiên tông đều nhỏ giọng nói ra. Bọn hắn đều là võ giả cảnh giới thần thông. Dù không ai có thể ngưng tụ ra đại thần thông nhưng một thân thực lực cũng không hề yếu. Nhất là khi so sánh với lão tổ cảnh giới thần thông ở cổ vực, thực lực của 10 người này tuyệt đối có thể chiếm thế thượng phong. Không vội, cứ quan sát trước đã. Lục Trường Sinh bình thản đáp lại. Nếu như Hạo Tiên Tông có thể giải quyết được thương hội Hắc Quang thì Lục Trường Sinh sẽ không dính vào làm gì. Hơn nữa lần này cũng là một cơ hội. Để hắn nhìn xem nội tình của cổ vực rốt cuộc có bao nhiêu. Nhất là Hạo Tiên Tông, nơi này khá thần bí. Thương hội Hắc Quang có thể ép ra toàn bộ nội tình của Hạo Tiên Tông. Vèo, rốt cục mọi người đã tới trước Sơn Môn mà bên ngoài sơn môn lúc này có hơn 10 đạo quang mang chớp mắt đã phóng tới. Hơn 10 bóng người này đều đứng giữa hư không. Phần lớn đều là võ giả cảnh giới thần thông. Nhưng trong số đó cũng có cả kim đan chân nhân. Đã vậy không phải chỉ có một vị mà là hai vị kim đan chân nhân. Kim đan chân nhân chính là nhân vật cực kỳ tôn quý tại thánh thổ. Ai nấy đều giàu chảy mỡ. Không ngờ trong thương hội hắc quang thế mà lại có không ít kim đan chân nhân chẳng qua mười mấy cường giả này cứ đứng bên ngoài sơn môn như vậy chứ không hề sốt ruột tấn công thật bất ngờ kẻ cầm đầu lại chính là âu dương du người nắm giữ đại thần thông uy danh hiển hách ở thánh thổ âu dương du đứng giữa hư không từ trên cao nhìn xuống sơn môn của hạo tiên tông cũng nhìn qua mấy chục võ giả thần thông và kim đan chân nhân bên trong sơn môn hắn tỏ thái độ kiêu căng lạnh lùng nói ra những người này hẳn là mạnh nhất ở cổ vực rồi đấy nhỉ chỉ sợ bảy tám phần cường giả đỉnh cao đều đã hội tụ tại hạo tiên tông một khi công phá Hạo Tiên Tông, toàn bộ cổ vực trên cơ bản chính là vật trong túi chúng ta. Vũ Hư chân nhân, phía dưới là pháp trận hộ sơn của Hạo Tiên Tông, ngươi có đầu mối gì không? Vũ Hư chân nhân được hỏi tới, kỳ thật bắt đầu thử nghiệm phá trận từ sớm, nhưng thời gian quá ngắn. Hơn nữa hắn chính là đại sư trận pháp nên chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra chỗ lợi hại của pháp trận này. Loại pháp trận này muốn phá trận, hoặc là không ai duy trì, hoặc là lấy sức phá trận, không có cách khác hiện tại hạo tiên tông có kim đan chân nhân duy trì pháp trận xem ra cũng chỉ có thể lấy sức phá trận mà thôi vụ hư chân nhân trầm giọng nói có rất nhiều pháp trận về cơ bản không hề có sơ hở gì đáng nói ngay cả đại sư trận pháp cũng không có gì biện pháp tốt hơn lấy sức phá trận đúng không được vậy ta sẽ lấy sức phá trận âu dương du tiến lên một bước cười lạnh một tiếng nói các ngươi muốn dựa vào xác rùa đen này để ngăn cản thương hội hắc quang ta ư ừ. vô tri các ngươi vốn dĩ không hiểu được sức mạnh vĩ đại của đại thần thông. Âu Dương Du cũng không nói thêm lời uy hiếp nào. Không có ý nghĩa gì, đã đến bước này, nếu thật sự muốn đầu nhập vào thương hội Hắc Quang thì đã sớm quy phục rồi. Những người hiện tại hội tụ ở Hạo Tiên Tông rõ ràng còn ôm một tia hy vọng hão huyền, còn có huyễn tưởng. Đã như vậy hắn sẽ đánh nát huyễn tưởng của những người này. Uỳnh, sau một khắc, Âu Dương Du phóng ra thần thông. Giữa hư không xuất hiện một luồng phong bạo đáng sợ, phong bạo che khuất bầu trời kéo dài vài dặm. Như thể đất trời đều bị quấy tung lên. Khi thế đang sợ đè ép xuống. Đại thần thông. Đây chính là đại thần thông. Loại sức mạnh vĩ đại này quả thật kinh thiên động địa. Đây không phải thứ mà tiểu thần thông có thể so sánh. Pháp trận hộ sơn, tên. Tông chủ hạo tiên tông lập tức mở ra pháp trận. Thậm chí các kim đan chân nhân của hạo tiên tông cũng súng lại cùng một chỗ để khống chế pháp trận, muốn lấy sức mạnh của pháp trận cứng đối cứng với đại thần thông của Âu Dương Du. Đại thần thông, cụ phong âu dương du hét lớn một tiếng gió lốc khủng khiếp lập tức trùng trùng điệp điệp cuốn tới phàm là những nơi nó đi qua cho dù là một ngọn núi cũng sẽ bị gió lốc thổi đi tựa hồ không có cái gì có thể ngăn cản cơn gió lốc khủng khiếp này ẩm ẩm rốt cục gió lốc hung hăng cuốn tới va chạm với pháp trận của hạo tiên tông pháp trận của hạo tiên tông chấn động kịch liệt mấy vị kim đan chân nhân rõ ràng đều cảm thấy áp lực cực lớn quang mang của pháp trận hộ sơn không ngừng lấp lóe Phảng phất sau một khắc nữa thôi chúng sẽ hoàn toàn tán loạn. Thế nhưng pháp trận hộ sơn này trung quy cũng được Hạo Tiên Tông hoàn thiện vô số năm rồi. Nó đã hoàn toàn trở thành một thể với Hạo Tiên Tông. Lại thêm có mấy kim đan chân nhân cùng duy trì, sức mạnh không ngừng rót vào pháp trận, kéo dài không dứt. Thật sự nó đã có thể kháng trụ được đại thần thông của Âu Dương Du. Ngăn cản được rồi, ha ha, ngăn cản được thật rồi. Ngay cả đại thần thông cũng không làm gì được pháp trận hộ sơn của Hạo Tiên Tông, không hổ là tiên tông lớn nhất cổ vực ta đạo thống của hạo tiên tông không tầm thường pháp trận hộ sơn lại càng cường hãn âu dương du muốn tùy tiện đánh tan pháp trận sơn môn của hạo tiên tông quả thực là không có khả năng một khi âu dương du không chống đỡ nổi hoặc là tiêu hao quá lớn lúc đó chính là cơ hội cho chúng ta còn hiện giờ hãy cứ chờ xem đã rất nhiều người đều cảm thấy hưng phấn rốt cục cũng ngăn cản được rồi chết tiệt sao lại ngăn cản được cả đại thần thông của ta chứ âu dương du sầm mặt hắn từ thương hội hắc quang đến cổ vực này những nơi hắn đã đi qua đều là dễ dàng đánh đâu thắng đó tung hoành vô địch vậy mà đến lúc này hắn lại gặp phải một pháp trận không thể đánh vỡ việc này khiến một kẻ tâm cao khí ngạo như âu dương du cảm thấy rất khó chịu lần này xem như hắn dẫn đội kết quả thì sao nếu như không có cách nào để quét ngang cổ vực đó mới thật là làm trò hề cho thiên hạ nhất là sẽ khiến tên kia có cơ chế diễu tiếp tục đi âu dương du không cam tâm hắn lại tiếp tục phóng ra tất cả thần thông thế nhưng vẫn không có tác dụng gì cả. Một khi không đánh vỡ được pháp trận vậy có nghĩa là thật sự không có cách nào đánh vỡ nó. Phong thích bao nhiêu thần thông cũng vô dụng mà thôi. Nếu hắn và hạo tiên tông so tiêu hao, nơi này chính là hạo tiên tông, thế nên các kim đan chân nhân không hề sợ hãi. Nội tình của hạo tiên tông cũng vô cùng thâm hậu. Coi như mài chết Âu Dương Du thì hạo tiên tông cũng không có vấn đề gì. Cùng sông lên đi. Âu Dương Du hét lớn một tiếng. Phía sau hắn là hơn 10 võ giả cảnh giới thần thông, tất cả cùng nhau nhau động thủ. Ngay cả Kim Đan chân nhân cũng phóng ra pháp bảo, phô thiên cái địa đập về phía Hạo Tiên Tông, ầm ầm. Pháp trận hộ sơn của Hạo Tiên Tông thật sự không tầm thường, mặc cho đám người Âu Dương Du oanh kích thế nào thì pháp trận hộ sơn cũng không có bất cứ dấu hiệu hư hỏng nào. Ngay cả 10 tên trưởng lão cảnh giới thần thông của Thánh thổ Thiên Tông cũng nhịn không được cảm thán, cổ vực cằn cỗi mà không ngờ tới còn có đại tông tiên đạo như Hạo Tiên Tông này. Pháp trận hộ sơn xem ra là thật sự cường hãn, âu dương du cũng không phải kẻ yếu thế mà cũng không thể oanh phá pháp trận của hạo tiên tông xem ra đạo thống của hạo tiên tông không tầm thường ngăn cản đại thần thông và nhiều thần thông oanh kích như vậy thế mà pháp trận hộ sơn lại không có chút dấu hiệu sụp đổ nào đây cũng không phải pháp trận hộ sơn bình thường đâu đạo thống của hạo tiên tông rốt cuộc là gì không phải là đạo thống nguyên anh đâu nhỉ lục trường sinh không nói gì hắn chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm một bóng người đang đứng sau lưng âu dương du một nhóm gồm mười mấy người của âu dương du gần như đều đã ra tay chỉ có một tên võ giả áo đen cứ như vậy lẳng lặng đứng giữa hư không thờ ơ lạnh nhạt nhìn hết thảy tựa hồ không hề có ý định ra tay nhưng người này lại không hề đơn giản ngừng rốt cục âu dương du cũng ngừng lại sắc mặt của hắn âm trầm thấy rõ nhưng hắn có cách nào đâu không đánh tan được chính là không đánh tan được cho dù cả đám người liên thủ oanh kích cũng không có bất cứ tác dụng gì được rồi lui ra đi lúc này người áo đen kia bỗng nhiên mở miệng hắn vừa lên tiếng đám người lập tức lui lại có vẻ như thân phận của người áo đen này rất cao ngay cả âu dương du dù không có cam lòng nhưng vẫn nghe lời lui về phía sau mấy bước chu liệt để cho ngươi chế diễu rồi ta lần đầu tiên dẫn đội nhưng không ngờ tới chỉ là đại trận hộ sơn của một tông môn tiên đạo mà cũng không công phá được thật sự là nực cười âu dương du không cam tâm thậm chí mục tiêu mà hắn một mực đuổi theo chính là người áo đen trước mắt này võ tôn duy nhất của thương hội hắc quang đao tôn chu liệt ừm hắn là chu liệt đao tôn chu liệt của thương hội hắc quang nhất định là hắn khi thế thật là đáng sợ hắn cứ như là một thanh đao trước đó ẩn giấu tới giờ mới ra mặt khi thế này thật sự đáng sợ đao tôn chu liệt là võ tôn chân chính ta nhớ trong hơn trăm trận chiến lúc trước kiếm tôn trần bằng gần như chưa từng bại trận thế nhưng từ đầu đến cuối trần bằng lại chưa từng khiêu chiến đao tôn chu liệt bao giờ có người từng nói đao đạo đại thần thông của đao tôn chu liệt còn đáng sợ hơn kiếm đạo đại thần thông của kiếm tôn trần bằng không ngờ chu liệt cũng đến đây đã vậy hắn còn ẩn nấp trong đội ngũ của âu dương du sắc mặt các thái thượng trưởng lão của thánh thổ thiên tông đáng đứng sau lưng lục trường sinh bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi bọn hắn chưa từng gặp qua đao tôn chu liệt nếu không trước đó dat nhận ra từ sớm rồi nhưng bọn hắn biết đao đạo đại thần thông của đao tôn chu liệt khí thế cỡ này tuyệt đối sẽ không sai không phải võ tôn thì không thể có khí thế khủng bố như vậy khí thế mạnh hơn nhiều so với Âu Dương Du khi nãy. Kết hợp với thương hội Hắc Quang, như vậy thân phận của Chu Liệt tự nhiên là không khó để đoán được. Chu Liệt mặc đồ đen toàn thân, lạnh nhạt như là băng tuyết vạn năm. Hắn bước từng bước một tới trước sơn môn của Hạo Tiên Tông, từ từ nhấc chuôi đao trong tay. Cây đao này đã đi theo Chu Liệt cả trăm năm. Chu Liệt thành danh rất sớm. Trong trăm năm, số lần mà Chu Liệt dung đao được cho là có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng lần này hắn nhất định phải ra tay hắn không ra tay thì âu dương du không làm gì được đại trận hộ sơn của hạo tiên tông mọi người cẩn thận hắn là đao tôn chu liệt kẻ còn mạnh hơn cả âu dương du là vị võ tôn mạnh nhất dưới võ thánh tông chủ hạo tiên tông trầm giọng hô lên ánh mắt của hắn cực kỳ nghiêm túc lúc này những người khác không có tác dụng gì cả đại trận hộ sơn vừa vỡ trước hai vị võ giả có được đại thần thông đáng sợ thế này bọn hắn lấy gì để chặn lại đây nếu như chỉ có một mình âu dương du thì còn có thể liều một phen nhưng lại thêm cả đao tôn chu liệt không biết cổ vực phải lấy gì ra để liều mạng đây đại trận hộ sơn vỡ hạo tiên tông cũng xong đời cổ vực cũng xong đời cho nên bọn hắn nhất định phải ngăn cản đối phương chu liệt không nói gì tay của hắn cầm chuôi đao sau đó đột nhiên rút đao đen chu liệt rút đao ra đao quang lập lòe giữa hư không phảng phất hết thảy đều ảm đạm phai mờ chỉ có đạo đao quang sáng trói kia đây không phải đao quang đơn thuần mà nó ẩn chứa đao đạo đại thần thông đao đạo đại thần thông này vô cùng thuần túy chỉ có gió mà thôi cơn gió bá đạo ẩn chứa hủy diệt so với kiếm tôn trần bằng lúc trước độ chính xác của phong mang còn cao hơn rất nhiều dầm một đao này hung hăng chém xuống pháp trận hộ sơn của hạo tiên tông pháp trận hộ sơn lập tức rung động dữ dội quang mang không ngừng lấp lóe cũng trong nháy mắt đó phốc phốc quang mang của đại trận hộ sơn vụt tắt phá đại trận hộ sơn của hạo tiên tông bị phá rồi mấy vị kim đan chân nhân toàn thân chấn động sắc mặt bọn hắn lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy đại trận bị phá bọn hắn cũng phải chịu phản phệ thế nhưng chút phản phệ ấy không đáng gì cả nguyên nhân khiến tinh thần bọn hắn chấn động là bởi chu liệt đại trận bị phá bọn hắn lấy gì ngăn cản chu liệt đây xong rồi pháp trận hộ sơn cũng đỡ không nổi chu liệt hạo tiên tông xong rồi cổ vực chúng ta cũng xong rồi rất nhiều người mặt như cho tàn lời nói hùng hồn khi nãy hiện tại cũng tiêu thất vô tung chỉ còn lại cảm giác bất lực sâu sắc. Bọn hắn đều thấy được một đao khi nãy của Chu Liệt. Loại uy lực kinh khủng kia không có cách nào giải quyết được. Mặc cho bọn hắn có bao nhiêu người, một khi cứ cố cường chống một đao kia thì hẳn sẽ mất mạng ngay. Đây chính là võ tôn. Tồn tại trên tất cả võ giả thần thông, gần với bá chủ một phương như võ thánh nhất. Ngay cả người nắm giữ đại thần thông như Âu Dương Du cũng còn một khoảng cách nữa mới đạt tới cấp độ võ tôn chân chính, cạch, chu liệt thu đao. Hắn từ trên cao nhìn xuống, quan sát tất cả mọi người ở hạo tiên tông cho các ngươi hai lựa chọn thần phục hoặc là chết thanh âm của chu liệt rét lạnh như băng khiến đông đảo võ giả thần thông và kim đan chân nhân có mặt tại hạo tiên tông lạnh đến tận cốt tủy chết hoặc là thần phục bọn hắn còn có lựa chọn sao thôi đây là kiếp nạn của cổ vực chúng ta dù có đấu tới ngọc nát đá ta với thương hội hắc quang thì cũng không thể nào đả thương đối phương được rất nhiều võ giả cảm thấy trong lòng đáng chát trường sinh chúng ta lão tổ của cổ vực thiên tông thực sự nhịn không được mà mở miệng nhưng lời còn chưa nói hết lục trường sinh đã phất tay ngăn cản lão tổ lục thông an tâm chớ vội dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng không sao cả bởi vì ta sẽ ra tay lục trường sinh nói xong trực tiếp sải bước ra dưới chân của hắn phảng phất dẫm lên từng bậc thang vô hình từng bước một từ từ đi tới giữa hư không cùng đao tôn chu liệt cách không rằng co ngươi là người phương nào chu liệt lạnh lùng nói ánh mắt lục trường sinh tĩnh lặng hắn đứng chắp tay sau lưng từ tốn đáp thánh thổ thiên tông lục trường sinh lời này vừa dứt con ngươi của chu liệt bỗng nhiên co rụt lại ánh mắt nhìn chòng chọc lục trường sinh thánh thổ thiên tông chu liệt chính là võ tôn của thương hội hắc quang tin tức của thương hội hắc quang rất nhanh nhạy bởi vậy trong đầu hắn lập tức hiện lên một thông tin hóa ra trước mặt ta là lục tôn của thành thiên thánh giọng điệu của chu liệt lần đầu tiên xuất hiện dao động không sai chính là lục mỗ lục trường sinh đứng chắp tay sau lưng thong dòng đáp lại tách sắc mặt từng người trong số hơn 10 vị võ giả thần thông và kim đan chân nhân của thương hội hắc quang đột nhiên hoàn toàn biến đổi là hắn dù chúng ta đi vào cổ vực nhưng tin tức ở thánh thổ vẫn liên tục được chuyển tới gần đây thành thiên thánh xuất hiện một võ tôn kinh thiên động địa dùng sức một mình khiêu chiến kiếm tôn trần bằng một đòn chém giết kiếm tôn đúng vậy người đã thành lập thánh thổ thiên tông chính là lục trường sinh nhưng vì sao lục trường sinh lại tới cổ vực lục trường sinh có chút thần bí hắn đột ngột xuất hiện ở thành thiên thánh trước đó không có một chút tin tức nào có người suy đoán lục trường sinh đến từ một nơi vắng vẻ bên ngoài thánh thổ hiện tại xem ra suy đoán này là thật rồi lục trường sinh hẳn là đến từ cổ vực lần này phiền toái rồi đây có thể chém giết kiếm tôn thậm chí nghe đồn lục trường sinh còn nắm giữ vô lượng thần thông có hắn ở đây thì sợ rằng thương hội hắc quang chúng ta rất khó chiếm đoạt cổ vực này rồi làm sao bây giờ rõ ràng là đám người của thương hội hắc quang đều biết thân phận của lục trường sinh thánh thổ thiên tông lục trường sinh võ tôn uy danh hiển hách người nắm giữ vô lượng thần thông thậm chí hắn đã từng chém giết kiếm tôn trần bằng dùng thi thể một vị võ tôn để trèo lên vị trí võ tôn đây chính là chiến tích thực sự dù thanh âm nghị luận của đám người âu dương du không lớn nhưng tất cả mọi người ở hạo tiên tông đều là lão tổ thần thông hoặc là kim đan chân nhân tất nhiên bọn hắn cũng nghe được nhưng càng nghe được bọn hắn lại càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bọn hắn nói cái gì cơ lục trường sinh là võ tôn của thánh thổ thiên tông chính là võ tôn mà chúng ta hiểu ấy à hùng bá một phương gần với võ thánh được xưng là võ tôn thậm chí lục trường sinh không chỉ là võ tôn bình thường mà hắn còn chém giết kiếm tôn lấy thi thể kiếm tôn để trèo lên vị trí võ tôn chuyện này đây là sự thực sao khó có thể tưởng tượng nổi rằng cổ vực chúng ta có thể sinh ra cường giả như vậy thậm chí hắn còn có khả năng đã ngưng tụ ra vô lượng thần thông, sao cổ vực Thiên Tông chẳng để lộ ra chút tiếng gió nào thế? Trong lúc nhất thời, đông đảo võ giả thần thông và kim đan chân nhân của cổ vực đều nhìn về phía Lục Trường Sinh, nhìn về phía các lão tổ cảnh giới thần thông của cổ vực Thiên Tông như Lục Thông. Có một số quen biết người với cổ vực Thiên Tông cũng lén lút nghe ngóng trong âm thầm. Lão tổ cảnh giới thần thông của cổ vực Thiên Tông cũng chỉ trả lời lập lờ nước đôi, nhưng họ không hề phủ nhận. Không phủ nhận vậy trên cơ bản chính là thật vô số người tâm thần chấn động, khi bọn hắn còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Lục Trường Sinh lại lên tiếng, "Đao Tôn Chu Liệt, mặc kệ Thương hội Hắc Quang đi vào cổ vực bằng cách nào, phát hiện ra cổ vực như thế nào. Nhưng cổ vực là cố hương của Lục Mỗ, ta không cho phép bước chân của bất cứ thế lực bên ngoài nào đến đây." Vậy nên Lục Mỗ cũng cho Thương hội Hắc Quang hai sự lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là tự rời khỏi cổ vực. Lục Trường Sinh dứt lời, đám người lập tức xôn xao. Bên phía cổ vực, mọi người cảm thấy lời này rất hả giận vô cùng có khí phách. Mà bên thương hội Hắc Quang thì ai nấy lòng đầy cam phẫn, cảm thấy phẫn nộ không gì sánh được. Người của thương hội Hắc Quang đã bao giờ phải nhận uy hiếp như vậy đâu. Bọn hắn chính là thế lực có cả võ thánh chấn giữ. Lục Trường Sinh, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Đúng vậy, dù cho ngươi là võ tôn thì thế nào? Thương hội Hắc Quang chúng ta có võ thánh tọa chấn, một khi chọc giận võ thánh, hắn có thể san bằng toàn bộ cổ vực chỉ trong nháy mắt. Muốn chi dù cho có là võ tôn nhưng chẳng lẽ đao tôn lại kém ngươi một bậc hay sao? Âu Dương Du không nói gì. Nhưng ánh mắt hắn lại nhìn chầm chầm lục trường sinh, võ thánh, lục trường sinh không nói gì. Thậm chí ngay cả 10 vị thái thượng trưởng lão của thánh thổ thiên tông cũng không lên tiếng. Nói đùa cái gì thế? Dùng võ thánh là có thể hù dọa lục trường sinh à? Căn bản không có khả năng. Thương hội Hắc Quang là thế lực thuộc về thành thiên quang. Mà thánh thổ thiên tông thuộc về thành thiên thánh huống chi lục trường sinh cũng không chỉ là võ tôn bình thường lục trường sinh có quan hệ mật thiết với gia tộc lý thị mà gia tộc lý thị cũng có võ thánh tọa trấn dùng võ thánh để uy hiếp lục trường sinh chẳng khác nào nói đùa vèo âu dương du sải bước tới bên cạnh đao tôn chu liệt chu liệt nếu chúng ta liên thủ liệu có thể chém giết kẻ này hay không âu dương du trầm giọng hỏi chém giết kẻ này chu liệt khẽ nheo mắt âu dương du có được đại thần thông bởi vậy kỳ thật hắn chỉ kém nửa bước nữa là tới võ tôn lại thêm chu liệt hắn đường đường đao tôn tự nhận là tuyệt đối không thể kém hơn kiếm tôn cả hai liên thủ thì hạng người nào dưới võ thánh mà bọn hắn không thể chống lại đây nếu chỉ vẻn vẹn có một câu của lục trường sinh mà muốn khiến bọn hắn lùi bước căn bản không có khả năng động thủ đi dùng toàn lực ứng phó không cho lục trường sinh một cơ hội nào hết rốt cục chu liệt truyền âm đáp lại đen sau một khắc chu liệt động thủ không có bất cứ dấu hiệu nào hắn cứ như vậy rút đao trong nháy mắt đã vậy một đao này chém xuống tựa hồ còn có uy lực kinh khủng hơn so với đao mà trước đó hắn dùng để chảm phá pháp trận hộ sơn của Hạo Tiên Tông. Đám người chỉ đứng ở khoảng cách gần một chút xíu thôi cũng có thể cảm nhận được phong mang sắc bén. Cứ như chỉ với một chút phong mang là có thể chém chết bọn hắn rồi. Đây chính là đao tôn. Đây chính là đao đạo đại thần thông. Uy lực còn khủng bố hơn so với những gì bọn hắn tưởng tượng rất nhiều nếu không có pháp trận hộ sơn thì phe bọn hắn dù có nhiều võ giả thần thông và kim đan chân nhân tới mấy đối mặt một đao này cũng hẳn phải chết ngay lập tức dầm cùng lúc đó âu dương du cũng ra tay đại thần thông cuồn cuộn hướng về phía lục trường sinh hèn hạ hai người vây công một mình lục trường sinh lấy nhiều bắt nạt ít cùng xông lên đi ít nhất phải ngăn âu dương du lại nhìn thấy âu dương du cũng cùng ra tay tông chủ hạo tiên tông gần như cũng động thủ ngay lập tức các lão tổ thần thông và kim đan chân nhân còn lại đều không suy tính quá nhiều. Bọn hắn cũng đồng loạt ra tay. Bọn hắn vừa động thủ, hơn 10 võ giả cảnh giới thần thông cùng kim đan chân nhân của thương hội Hắc Quang cũng lập tức xuất chiều. Ngay lập tức, khắp nơi trong hư không đều là thần thông cùng pháp bảo lóng lánh. Còn có các loại pháp thuật. Đây hoàn toàn là đại hỗn chiến của cảnh giới thần thông. Hoàn toàn là đại hỗn chiến cấp bậc kim đan. Thế nhưng bất luận có bao nhiêu kim đan hỗn chiến, bất luận có bao nhiêu thần thông hỗn chiến thì tất cả mọi người đều hiểu rõ rằng tiêu điểm của trận chiến này là lục trường sinh và đao tôn chu liệt thắng bại của hai người kia có thể trực tiếp quyết định thắng bại của trận hỗn chiến này chu liệt đã sớm động thủ trùng trùng điệp điệp đao quang chém về phía lục trường sinh thậm chí còn có cả gió lốc đại thần thông của âu dương du chúng cùng nhau chiếm cứ ưu thế cuốn về phía lục trường sinh lục trường sinh ngẩng đầu nhìn một cái hắn thấy được gió lốc cũng nhìn thấy đao quang hai đại thần thông Việc này còn kinh khủng hơn so với lúc trước hắn phải đối mặt kiếm tôn Trần Bằng. Nhưng có thể làm gì được đây? Lục Trường Sinh rất bình tĩnh. Tiểu thần thông gì chứ, đại thần thông gì chứ? Lại có thể thế nào? Thần thông, tinh thần hắc động, tâm niệm của Lục Trường Sinh vừa động. Hắn đưa tay ra, khẽ chỉ một cái. Chỉ với một cái chỉ tay này, hư không tựa hồ lập tức đều đen lại. Chuyện gì xảy ra thế này, tại sao trời lại đen kịt như thế? Trên đỉnh đầu, trên đỉnh đầu có một cái vòng xoáy. Không không phải vòng xoáy đó là hố đen tại sao ta không khống chế nổi tinh thần của mình thế này a à, đây là vô lượng thần thông kỳ thật mặc kệ là võ giả thần thông của cổ vực hay là võ giả thần thông của thương hội hắc quang đi nữa khi bọn hắn nhìn thấy lỗ đen to lớn giữa hư không che khuất bầu trời bao trùm cả khoảng trời kia thì đều cảm thấy chấn kinh tâm thần mọi người kịch liệt chấn động lỗ đen to lớn kia bao trùm hư không phảng phất như thái sơn đổ xuống mang đến cho người ta một loại áp lực tinh thần cực mãnh liệt đối với võ giả thần thông và kim đan chân nhân mà nói đây chỉ vẻn vẹn là áp lực mà thôi nhưng với âu dương du và đao tôn chu liệt đang chiến đấu mà nói đây chính là đà kích mang tính hủy diệt là tử vong giáng lâm rầm, lỗ đen ập xuống giờ phút này vô số thần thông vô số pháp bảo đều ảm đạm phai mờ trước mặt lỗ đen to lớn trong hư không kia võ đạo thần thông ai là đỉnh vô lượng vừa ra đều thành không giờ khác này tất cả mọi người đã tự mình cảm nhận được cái gì mới là vô lượng thần thông Nhờ thế bọn hắn mới biết hai chữ vô lượng là như thế nào. Vì sao đằng trước hai chữ thần thông còn muốn có thêm vô lượng? Đó là bởi vì vô lượng thần thông viễn siêu tất cả thần thông. Trước mặt vô lượng thần thông, bất luận thần thông nào cũng đều là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. A, à, Âu Dương Du kêu thảm một tiếng. Tinh thần hắc động đã ập xuống. Trong nháy mắt đã chôn vùi tinh thần của Âu Dương Du. Đường Đường là người nắm giữ đại thần thông, nhưng khi thi thể rơi bịch một tiếng xuống mặt đất, hơi thở sinh mệnh của hắn cũng hoàn toàn biến mất. Mà Đao Tôn Chu Liệt nắm giữ Đao Đạo Phô Thiên cái địa kia, Đao Đạo Đại Thần Thông của hắn cũng vỡ vụn thành từng khúc, tiêu tán trong hư không. Đao Tôn Chu Liệt chống cự lâu hơn Âu Dương Du được một tích tắc, nhưng cũng chỉ là một tích tắc mà thôi. Trong mắt hắn mang theo kinh dị, không cam lòng cùng vô vàn hối hận, nhưng tất cả đều đã vô dụng rồi. Tinh thần hắc động cuốn một cái, cho dù là tinh thần của Võ Tôn cũng sẽ bị chôn vùi chỉ trong nháy mắt, chết rồi, Đao Tôn Chu Liệt chết rồi. Âu Dương Du, người nắm giữ Đại Thần Thông cũng đã chết rồi giữa hư không thậm chí tinh thần hắc động vẫn vắt ngang ở đó giờ khác này trong lòng đông đảo võ giả thần thông của thương hội hắc quang trào lên nỗi sợ hãi không gì sánh được vô lượng thần thông đây mới thật sự là vô lượng thần thông không thể đối đầu được đâu trốn đi mau trốn đi mau trở về thánh thổ trở về thành thiên quang cổ vực này là cấm địa không thể tới được đâu những võ giả thần thông của thương hội hắc quang này ai nấy đều đã cảm thấy run sợ trong lòng càng không còn lòng dạ nào nghĩ đến việc khác bây giờ bọn hắn chỉ muốn chạy trốn thật nhanh mà thôi thế nhưng lục trường sinh lại lắc đầu tâm niệm hắn vừa động tinh thần hắc động trùng trùng điệp điệp nghiền ép xuống trong nháy mắt đã bao trùm mười mấy võ giả thần thông và kim đan chân nhân bịch bịch nương theo từng tiếng kêu thảm là thi thể lần lượt rơi xuống đất mãi cho đến khi không có bất cứ người nào của thương hội hắc quang còn sống mới thôi thu lục trường sinh thu hồi thần thông tinh thần hắc động lại có thần thông tinh thần hắc động của hắn ở đây chính là sự áp chế không hề khác biệt giữa tất cả võ giả thần thông cũng như kim đan chân nhân phàm là người có tinh thần có ý thức thì sẽ phải nhận áp chế điểm khác nhau chỉ là áp chế lớn hay nhỏ mà thôi bởi vậy đông đảo võ giả thần thông và kim đan chân nhân của cổ vực khi nãy cũng đồng dạng cảm nhận được áp chế đáng sợ từ thần thông của lục trường sinh trong lòng bọn hắn cảm thấy rung động bây giờ nhìn thi thể đầy đất đúng là càng xem càng giật mình chết rồi mười mấy võ giả thần thông và kim đan chân nhân hết thảy đều đã chết đây chính là vô lượng thần thông sao thật là đáng sợ ai có thể nghĩ tới việc lục trường sinh có thể ngưng tụ ra vô lượng thần thông chứ dưới loại thần thông này nhiều người hơn nữa hay nhiều võ giả thần thông hơn nữa cũng có ý nghĩa gì đâu lục trường sinh thật đúng là trấn áp toàn trường không quan tâm cái gì đại thần thông cái gì võ tôn trước mặt vô lượng thần thông của hắn tất cả đều không có bất cứ tác dụng nào vô lượng thần thông vừa ra đã trấn áp toàn trường nhưng cổ vực chúng ta rốt cuộc cũng được cứu rồi lần này nếu không phải lục trường sinh trở lại cổ vực đúng lúc chỉ sợ hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi rất nhiều người đến giờ vẫn còn sợ hãi bọn họ nhìn theo bóng lục trường sinh sắc mặt có chút phức tạp từ trước tới nay cổ vực chưa từng gặp phải loại nguy cơ này không nghĩ tới giờ lại tao ngộ nguy cơ lớn như vậy còn chưa kết thúc đâu thương hội hắc quang nắm giữ trận pháp truyền tống khoảng cách cực xa đi thông về phía cổ vực bọn hắn có thể điều động cao thủ liên tục tiến vào cổ vực nếu không muốn cổ vực luôn nằm trong tình trạng bị thương hội Hắc Quang ngấp nghé thì nhất định phải phá hủy pháp trận khoảng cách cực xa kia. Vậy chư vị có ai biết trận pháp truyền tống khoảng cách cực xa mà thương hội Hắc Quang nắm giữ ở đâu không?" Lục Trường Sinh hỏi. Đám người nao nao. "Đúng là như thế, chuyện này còn chưa kết thúc được. Thương hội Hắc Quang nắm giữ trận pháp truyền tống cự ly cực xa, thế nên chúng có thể đi vào cổ vực bất cứ lúc nào. Cổ vực giờ vẫn đang nằm trong trạng thái nguy hiểm. Việc này Chúng ta thật sự không biết trận pháp truyền tống mà thương hội Hắc Quang nắm giữ ở đâu cả. Nhưng chúng ta biết phạm vi đại khái lúc trước người của thương hội Hắc Quang xuất hiện, chỉ cần tốn một chút thời gian điều tra hẳn là có thể tìm được trận pháp truyền tống cự ly cực xa kia. Với chuyện này, các phe phái thế lực đều có thể phái ra một ít nhân thủ để điều tra tại toàn bộ phạm vi của cổ vực, chắc chắn có thể tra ra pháp trận khoảng cách cực xa kia. Sau khi trầm ngâm một hồi, tông chủ Hạo Tiên Tông chậm rãi mở miệng nói, đây cũng là biện pháp duy nhất lúc này họ cần thời gian điều tra lục trường sinh nhẹ gật đầu cũng không tiếp tục nói nữa chuyện điều tra không cần đến hắn với đông đảo thế lực ở cổ vực việc điều tra ra trận pháp truyền tống hẳn sẽ không có vấn đề đến lúc đó hắn chỉ cần phá hủy pháp trận là đủ chuyện này phải làm thật nhanh dù võ thánh của thương hội hắc quang trên cơ bản không có khả năng ra tay nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ nguy cơ từ tên võ thánh đó được cho nên nhất định phải đề phòng tất thảy có thể nhanh chóng phá hủy pháp trận lúc nào thì lúc ấy cổ vực sẽ sớm có thêm một phần an toàn. Được rồi, Lục mẫu về cổ vực Thiên Tông trước đã. Nói xong Lục Trường Sinh trực tiếp dẫn theo 10 vị trưởng lão của Thánh thổ Thiên Tông, trong nháy mắt hóa thành một luồng sáng, rồi đi Hạo Tiên Tông. Mấy vị lão tổ cảnh giới thần thông của cổ vực Thiên Tông cũng đều cáo từ những người có mặt ở Hạo Tiên Tông, tiện thể còn mang cả thi thể của các cường giả thương hội Hắc Quang đi rồi lập tức rời khỏi Hạo Tiên Tông. Toàn bộ Hạo Tiên Tông chỉ còn lưu lại vết tích của trận đại chiến người của cổ vực thiên tông rời đi nhưng các thế lực khác thì chưa đám người sững sờ nhìn nhau nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi rồi lại hồi tưởng đến tình cảnh vừa nãy tất cả chỉ thoáng qua như một giấc mộng người nắm giữ đại thần thông võ tôn hơn 10 vị cường giả thần thông và kim đan chân nhân đám nhân mã đông đảo của thương hội hắc quang với khí thế hùng hổ như muốn quét ngang toàn bộ cổ vực kết quả thì sao đều đã chết cả rồi việc này thật đúng là không thể tưởng tượng nổi Lục Trường Sinh mới thành tựu đạo cơ được bao lâu cơ chứ? Thế mà bây giờ hắn đã trở thành cường giả cảnh giới thần thông, hơn nữa còn có thể chém giết đao tôn, đó là một vị võ tôn chân chính. Lục Trường Sinh còn thành lập Thánh Thổ Thiên Tông, đây mới thực sự là đứng vững ở Thánh Thổ. Hy vọng biết bao nhiêu năm của cổ vực chúng ta thế mà lại được đặt ở trên người Lục Trường Sinh. Thánh Thổ Thiên Tông, nếu Lục Trường Sinh đã đứng vững tại Thánh Thổ vậy chúng ta phải ngẫm lại chuyện về sau. Trong lúc nhất thời, cường giả của rất nhiều tông môn đều như có điều suy nghĩ. Được rồi chư vị, Trước tiên phải dốc toàn lực tìm kiếm trận pháp truyền tống cự ly cực xa mà thương hội Hắc Quang nắm giữ đi đã. Nếu không, một ngày chưa tìm được trận pháp truyền tống là một ngày cổ vực chúng ta sẽ không được an bình." Tông chủ Hạo Tiên Tông nói xong, đông đảo võ giả thần thông cũng đều nhao nhao cáo tử. Cho một người đi gọi Thúy Huyền chân nhân trở về một chuyến. Chúng ta phải biết tình hình của Lục Trường Sinh tại Thánh thổ." Trong mắt Tông chủ Hạo Tiên Tông lóe ra một tia sáng. Lục Trường Sinh lại trở về cổ vực Thiên Tông. Bảy vị lão tổ thần thông ngồi phía bên trái mười vị trưởng lão thánh thổ thiên tông ngồi phía bên phải vị trí chính giữa là của lục trường sinh rõ ràng cổ vực thiên tông cũng vậy mà thánh thổ thiên tông cũng thế tất cả đều hiểu rất rõ vị trí của mình bây giờ lục trường sinh chính là trung tâm của hai đại thiên tông lục lục tôn lão tổ lục thông cũng xưng hô với lục trường sinh là lục tôn giống như các trưởng lão thánh thổ thiên tông mặc dù hơi không quen nhưng ở cổ vực kỳ thực chính là cường giả vi tôn chỉ cần một chút thời gian để làm quen là tốt rồi huống chi lúc ở hạo tiên tông lục trường sinh đã cho thấy thực lực kinh khủng của mình từ đó đã sớm để các lão tổ cổ vực thiên tông tâm phục khẩu phục chuyện gì vậy lục trường sinh hỏi lục tôn xin hỏi thánh thổ thiên tông rốt cuộc là sao đây cũng là vấn đề cổ vực thiên tông quan tâm nhất lục trường sinh dừng một chút rồi nói rõ tất cả ta thành lập thánh thổ thiên tông ở thành thiên thánh giao hảo cùng thương hội lý thị khiêu chiến kiếm tôn trần bằng của vạn kiếm sơn trang và chém chết hắn thu được một mỏ linh thạch của vạn kiếm sơn trang dùng để làm căn cơ của thánh thổ thiên tông sau này theo lời kể của lục trường sinh ánh mắt từng người trong bảy vị lão tổ cổ vực thiên tông càng lúc càng sáng đến cuối cùng thậm chí toàn thân bọn hắn đều đang run rẩy không phải là vì sợ sệt mà bởi kích động lẫn hưng phấn tính toán thời gian lục trường sinh đến thánh thổ mới được bao lâu chỉ là mấy tháng thậm chí còn chưa tới một năm chỉ với một chút thời gian như vậy ai có thể ngờ lục trường sinh đã thành lập được thánh thổ thiên tông cơ chứ thậm chí còn triệt để đứng vững tại thành thiên thánh với thực lực của thánh thổ thiên tông hiện nay thật ra nó đã cường đại hơn cổ vực thiên tông rồi nếu như không phải lục trường sinh biểu hiện ra thực lực vô địch tại hạo tiên tông thì sợ rằng dẫu chính miệng lục trường sinh nói ra nhưng các lão tổ của cổ vực thiên tông cũng không dám tin tưởng ha 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 đây là trời giúp cổ vực thiên tông ta rồi thánh thổ thiên tông cổ vực thiên tông hay là bắc vực thiên tông tam đại thiên tông vốn là một thể không phân khác biệt hiện tại có thánh thổ thiên tông rốt cục chúng ta cũng có thể yên tâm tiến về thánh thổ truy tìm đỉnh cao võ đạo thậm chí về sau đệ tử của cổ vực thiên tông chúng ta và đệ tử của bắc vực thiên tông đều có thể tiến về thánh thổ tu hành võ đạo hoàn cảnh ở thánh thổ chắc chắn hơn xa cổ vực và bắc vực không chỉ có thể thánh thổ thiên tông còn có mỏ linh thạch đây là căn cơ quật khởi của một thế lực cỡ lớn bảy vị lão tổ đều nhao nhao nghị luận trong lời nói bừng bừng phấn chấn tràn đầy ước mơ đối với tương lai lục trường sinh khẽ gật đầu Kỳ thực hắn cũng đã cân nhắc đối với Tam đại Thiên Tông. Hoàn toàn từ bỏ hai đại Thiên Tông khác thật ra là việc không cần thiết. Lục Trường Sinh phát hiện ra rằng võ giả phải trưởng thành trong hoàn cảnh khó khăn gian khổ, như vậy tới khi bước vào Thánh Thổ thì biểu hiện bình thường đều sẽ rất tốt. Như vậy Bắc vực Thiên Tông và Cổ vực Thiên Tông hoàn toàn có thể trở thành kho nhân tài cho Thánh Thổ Thiên Tông ngày sau. Thế nên Lục Trường Sinh mở miệng nói, ta có một suy nghĩ, Tam đại Thiên Tông vốn là một thể, nhưng cũng cần phải phân chia ra ở bắc vực thiên tông linh khí trong thiên địa đã không còn trong tình cảnh này tu luyện đến thần cương cũng đã là cực hạn như vậy sau này có thể ấn định phàm là đệ tử bắc vực thiên tông tu luyện đến cảnh giới thần cương thì đều có thể tiến vào cổ vực tại cổ vực thiên tông tu luyện đến đạo cơ đỉnh tiêm cũng chính là ngưng tụ ra đạo quả thần thông chính là cực hạn như vậy cũng có thể ấn định về sau đệ tử của cổ vực thiên tông chỉ khi nào ngưng tụ ra đạo quả thần thông mới có thể tiến về thánh thổ thiên tông lúc đó thánh thổ thiên tông tất nhiên sẽ cung cấp thiên linh thủy có bắc vực thiên tông cổ vực thiên tông không ngừng vận chuyển thiên tài đến thánh thổ thiên tông đợi thêm một thời gian nữa thánh thổ thiên tông nhất định sẽ không ngừng đi lên thiên tài tầng tầng lớp lớp từ đó phát triển lớn mạnh tại thánh thổ lục trường sinh vừa dứt lời ánh mắt tất cả mọi người đều sáng lên không sai suy nghĩ này của lục tôn rất đúng cổ vực chúng ta và bắc vực không bao giờ thiếu thiên tài thậm chí còn có thể chọn ra người ưu tú trong số những người ưu tú về sau cổ vực thiên tông chúng ta và bắc vực thiên tông nhất định sẽ phát triển càng ngày càng tốt trở thành tông môn võ đạo lớn nhất tại cổ vự và bắc vực đã là chuyện chắc chắn đến lúc đó toàn bộ thiên tài đứng đầu cổ vực và bắc vực đều sẽ có khuynh hướng lựa chọn tam đại thiên tông chúng ta nhưng điều kiện tiên quyết là thánh thổ thiên tông nhất định phải đứng vững tại thánh thổ còn phải có đầy đủ thế lực cùng tài lực mới được có một mỏ linh thạch nên chuyện tài lực đã không thành vấn đề hơn nữa còn có lục tôn ở đây ngoại trừ thế lực võ thánh thì ai còn có thể tạo thành uy hiếp với thánh thổ thiên tông nữa thánh thổ thiên tông đại thế đã thành đám người nghị luận ẩm ý. Họ đều rất hài lòng với tưởng tượng này của Lục Trường Sinh. Đây quả thực là hình ảnh lý tưởng của bọn hắn. Tiến hành theo chất lượng, không ngừng vững vàng phát triển, từ từ lớn mạnh. Đương nhiên, một khi làm như vậy thì Tam Đại Thiên Tông nhất định phải triệt để hòa làm một thể chứ không phải giống như bây giờ. Chỉ có chút ít liên hệ thể dựa vào nguồn gốc cùng xuất thân từ một môn phái. Trên thực tế, Bắc Vực Thiên Tông, Cổ Vực Thiên Tông và Thánh Thổ Thiên Tông chỉ là có cùng nguồn gốc mà thôi, giữa bọn họ không có ước thúc gì, cũng không có khái niệm lệ thuộc. Nhưng về sau không có khả năng như vậy nữa. Tam đại thiên tông nhất định phải hòa làm một thể. Không những vậy, còn phải có phân chia chủ thứ. Tỷ như thánh thổ thiên tông có địa vị cao nhất, thứ hai là cổ vực thiên tông, cuối cùng là bắc vực thiên tông. Thánh thổ thiên tông sẽ quản lý cổ vực thiên tông cùng bắc vực thiên tông, có thể quyết định bất cứ chuyện lớn gì của hai đại thiên tông khác. Những thứ này chỉ là vấn đề chi tiết, chắc chắn sẽ liên lụy tới rất nhiều lợi ích, thậm chí khiến cho rất nhiều người bất mãn. Ví dụ như Bắc vực Thiên Tông làm thổ hoàng đế ở Bắc vực đã quen, trời cao hoàng đế xa, giờ phải nghe lệnh từ cổ vực Thiên Tông và thánh thổ Thiên Tông, chắc chắn họ sẽ bất mãn. Nhưng việc này cũng có vấn đề gì đâu. Đây là thế giới võ lực trí tôn. Chỉ cần lục trường sinh cùng bảy vị lão tổ thần thông của cổ vực Thiên Tông đồng ý là được, những việc còn lại sẽ trở nên đơn giản thôi. Bắc vực Thiên Tông có đồng ý hay không cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì cả. Bởi vì chỉ cần bất cứ vị lão tổ thần thông nào tiến về Bắc vực Thiên Tông, như vậy bắc vực thiên tông chắc chắn sẽ đồng ý đúng rồi còn có một vấn đề mấu chốt nữa chúng ta tạm thời không có trận pháp truyền tống cự ly cực xa nếu như cứ luôn phải mượn dùng của hạo tiên tông lục thông mở miệng mượn nhờ trận pháp truyền tống cự ly cực xa của hạo tiên tông không phải là kế lâu dài điểm này dễ thôi chờ thêm một thời gian nữa hết thảy chuẩn bị thỏa đáng thánh thổ thiên tông tự nhiên sẽ mời một vị đại sư trận pháp thành lập trận pháp truyền tống cự ly cực xa tại thánh thổ thiên tông và bắc vực thiên tông đến lúc đó sẽ không cần mượn dùng trận pháp truyền tống cự ly cực xa của Hạo Tiên Tông nữa." Lục Trường Sinh hồi đáp. Đám người nhẹ gật đầu, nhìn hết thảy đều không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là thương hội Hắc Quang. Cổ vực thậm chí cả Bắc vực tuyệt đối không có thể bị thế lực tại Thánh thổ nhúng tay. Cổ vực chỉ có thể là cổ vực của Thánh thổ Thiên Tông." Lục Trường Sinh từ tốn nói, trong giọng nói lại để lộ ra quyết đoán, không thể nghi ngờ. Chỉ cần không có thương hội Hắc Quang, vậy thì sớm hay muộn cổ vực cũng sẽ trở thành cổ vực của thánh thổ thiên tông dù sao cũng chỉ có thánh thổ thiên tông có thể đứng vững tại thánh thổ theo thời gian trôi qua mọi việc cứ âm thầm thay đổi toàn bộ cổ vực sớm muộn gì cũng sẽ trở thành sân sau của thánh thổ thiên tông cũng không cần sử dụng thủ đoạn mạnh gì thời gian chính là thủ đoạn tốt nhất hiện giờ cũng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi mà thôi chờ đợi các thế lực cổ vực tìm ra trận pháp truyền tống cự ly cực xa của thương hội hắc quang sau đó phá hủy pháp trận là được rồi cổ vực giữa dãy núi hư linh trong một nơi trống trải có một doanh địa trong doanh địa có rất nhiều võ giả và tu tiên giả bọn hắn dường như đang bảo hộ thứ gì đó đó là một tòa pháp trận pháp trận truyền tống cự ly cực xa thông hướng thánh thổ người của thương hội hắc quang nắm giữ pháp trận này nhưng giờ phút này ai nấy trong thương hội hắc quang đều mang sắc mặt rất ngưng trọng vẫn chưa có ai trong ở chỗ thương hội đến sao chúng ta đã truyền tin tức về thương hội bây giờ đến tột cùng là đi hay ở thương hội cũng nên hạ mệnh lệnh mới phải còn trần trừ thêm nữa chúng ta sẽ bị người cổ vực phát hiện mất ai mà ngờ được âu dương du với đao tôn chu liệt sẽ vẫn lạc ở cổ vực tựa như man hoang thế chứ lại còn đá chúng tấm sắt cứng thánh thủ thiên tông ha ha trước đó thậm chí chúng ta đều chưa từng nghe nói tới chúng cổ vực thiên tông không là gì cả nhưng cái tên lục tôn kia cũng không hề tầm thường nghe nói lục tôn còn có quan hệ mật thiết với thương hội lý thị ở thành thiên thánh hiện giờ thương hội đang chờ xem ý của thương hội lý thị và thương lượng với bọn họ chờ đi chắc cũng sắp có tin tức rồi đấy người của thương hội hắc quang giờ chỉ có thể chờ đợi mà thôi bọn hắn đã biết chuyện xảy ra ở hạo tiên tông dù sao thì trong số những người của thương hội hắc quang tiến về hạo tiên tông cũng có cả kim đan chân nhân có thể dùng đá truyền tin đưa tin trực tiếp tất cả chuyện xảy ra ở hạo tiên tông thương hội hắc quang đều đã nắm rõ như lòng bàn tay thế nhưng cũng không có tác dụng lớn gì biết thì như thế nào chẳng phải vẫn cần thương lượng với thương hội lý thị đấy sao đương nhiên nếu như không có thương hội lý thị thì thương hội hắc quang cũng sẽ không sợ một võ tôn cho dù là võ tôn tu luyện vô lượng thần thông thì sao thương hội hắc quang có võ thánh vù vù lúc này trận pháp truyền tống cự ly cực xa bắt đầu chấn động chẳng bao lâu sau một bóng người xuất hiện trước mặt mọi người bái kiến hội phó rất nhiều người cung kính đứng dậy người vừa xuất hiện là hội phó của thương hội hắc quang cũng chính là hậu nhân dòng chính của võ thánh tọa chấn thương hội hắc quang địa vị cao thượng hắn nhìn mọi người một cái lập tức lắc đầu nói tất cả rút lui đi chúng ta đã giao tiếp với thương hội lý thị thái độ của thương hội lý thị rất cứng rắn có thể điều động cao thủ cấp độ kim đan chân nhân và võ giả cảnh giới thần thông vô luận bao nhiêu người cũng được đó là cạnh tranh công bằng nhưng nếu võ thánh ra tay thì võ thánh của thương hội lý thị cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ lão tổ cảm thấy không cần thiết một khu vực man hoang với linh khí đang dần suy yếu mà thôi không cần thiết phải cùng chết với thương hội lý thị cho nên từ giờ trở đi lập tức rút khỏi cổ vực đám người nao nao rất nhiều người há to miệng muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng bọn họ cũng không nói gì cả hội phó đã giải thích rất rõ ràng rồi vì cổ vực mà khiến lão tổ võ thánh ra tay đánh nhau là chuyện bất khả thi cũng không đáng lần này nhịn vậy thế nhưng âu dương du đao tôn chu liệt đều chết trong tay lục trường sinh vẫn là có người không nhịn được nên hỏi. Vẫn phải nhịn. Thương hội Hắc Quang chúng ta phát triển như thế nào, còn không phải là dựa vào nhịn hay sao? Lúc trước, khi lão tổ còn chưa trở thành võ thánh, chúng ta từng yên lặng nhẫn nại rất lâu, mãi cho đến lúc lão tổ thành võ thánh, hết thảy sỉ nhục trong quá khứ cũng được rửa sạch, thậm chí thế lực thương hội còn bành trướng gấp một lần, gấp trăm lần. Tên Lục Trường Sinh này thật sự không đơn giản. Theo lời lão tổ nói, trong tương lai, hắn vô cùng có khả năng thành tựu võ thánh chỉ vì một nơi như cổ vực mà mạo hiểm liều chết với một vị võ thánh tương lai ư không đáng giá lời hội phó nói ra khiến người nghe phải thầm gật đầu kỳ thật hội phó còn có một câu chưa nói nếu như có thể giết chết lục trường sinh thì đây chính là lựa chọn tốt nhất nhưng tình huống bây giờ là nếu không có lão tổ võ thánh ra thì thì ai có thể giết chết lục trường sinh được chứ nếu đánh không lại vậy phải nhịn đây là đạo lý sinh tồn của thương hội hắc quang đúng rồi phái một người đi tới cổ vực thiên tông tự mình gặp mặt lục trường sinh đưa thiện ý của thương hội hắc quang trung ta đến tặng tòa pháp trận khoảng cách cực xa này cho lục trường sinh đi nếu đã lựa chọn nhẫn nhịn thì sao không thuận nước đẩy thuyền tặng nhân tình để làm dịu quan hệ hội phó xử lý rất thỏa đáng thế là sau khi suy tính cân nhắc hội phó quyết định tự mình tiến về cổ vực thiên tông cổ vực thiên tông có một đám khách không mời mà đến bỉ nhân là hội phó của thương hội hắc quang gặp qua lục tôn một vị trung niên nam tử cung kính hành lễ với lục trường sinh hắn thực hiện rất đầy đủ về mặt lễ nghĩa hội phó của thương hội hắc quang à ngươi tìm lục mỗ có chuyện gì vậy lục trường sinh hơi kinh ngạc hắn mới chém hơn 10 vị võ giả thần thông của thương hội hắc quang thậm chí còn chém chết cả âu dương du và đao tôn chu liệt nữa thù hận như thế mặc dù chưa đến mức không đội trời chung nhưng chắc chắn cũng là tử thủ vậy mà hội phó của thương hội hắc quang lại đích thân đến cổ vực thiên tông thực lực của đối phương cũng không mạnh chỉ là võ giả cảnh giới thần thông đỉnh phong, chắc chắn không phải võ tôn. Với thực lực như vậy mà dám chủ động tới cổ vực Thiên Tông, quả thực là đến chịu chết. Đối phương lại không có khả năng đến để chịu chết, vậy chắc hẳn còn có mục đích khác. Lục Trường Sinh cũng muốn nghe thử xem rốt cuộc thì đối phương đến đây với mục đích gì. Tên hội phó vừa cười vừa nói, "Lục Tôn, xung đột giữa thương hội Hắc Quang và cổ vực chỉ là việc ngoài ý muốn mà thôi. Trước đó, chúng ta cũng không biết đây là cố hương của Lục Tôn, cho nên mới gây ra một chút mâu thuẫn." nhưng giờ lục tôn đã tỏ rõ thái độ vậy nên thương hội hắc quang chúng ta cũng sẽ không tiếp tục ở lại cổ vực vữa chúng ta sẽ rời khỏi đây và rút về thánh thổ ngay đồng thời chúng ta sẽ báo vị trí cụ thể của đại trận truyền tống cự ly cực xa cho lục tôn như vậy ân oán giữa lục tôn cùng thương hội hắc quang chúng ta coi như xóa bỏ được chứ lục trường sinh cảm thấy khá ngạc nhiên hắn nhìn chằm chằm tên hội phó này giọng điệu của đối phương rất thành khẩn căn bản không giống như là đang nói láo là sự thật đây là sợ rồi ư. Vậy thôi mà thương hội Hắc Quang đã sợ rồi. Lần này có thể nói thương hội Hắc Quang đã tổn thất nặng nề, ngay cả đao tôn cũng chết trong tay lục trường sinh. Theo lý mà nói thương hội Hắc Quang sẽ không đời nào từ bỏ ý đồ. Dù sao thương hội Hắc Quang cũng còn có võ thánh tọa chấn. Nếu như lục trường sinh tọa chấn tại thương hội Hắc Quang thì với tư cách đường đường là một võ thánh, làm sao hắn có thể cho phép một võ tôn đánh lui thế lực của mình được. Lục trường sinh vừa nghĩ tới đây, hắn khẽ híp mắt lại rồi lập tức mở miệng hỏi, Võ Thánh của Quý Thương hội có biết chuyện này không? Tất nhiên là biết rõ, mệnh lệnh này do chính lão tổ Võ Thánh tự mình đưa ra, hơn nữa còn thông báo với Thương hội Lý Thị, chúng ta có mối quan hệ làm ăn qua lại trên rất nhiều phương diện với Thương hội Lý Thị, xem như quan hệ không tệ, bởi vậy, tất cả mọi người đã đồng ý xóa bỏ hiểu lầm. Lời của hội phó khiến cho Lục Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cũng đã hiểu rõ vì sao Thương hội Hắc Quang lại sợ hãi. Thương hội Lý Thị. Thương hội Hắc Quang chắc chắn đã giao thiệp với Thương hội Lý Thị thám thính thái độ của bọn họ. Kết quả chắc chắn là thương hội Lý Thị ủng hộ Lục Trường Sinh. Bởi vậy, võ thánh của thương hội Hắc Quang tất nhiên sẽ phải kiêng rẻ. Dù sao thương hội Lý Thị cũng có võ thánh tọa chấn. Cứ như vậy, võ thánh của thương hội Hắc Quang không có khả năng tùy tiện động thủ, còn với những người dưới cấp võ thánh, ai có thể là đối thủ của Lục Trường Sinh nữa đây? Bởi vậy, đối mặt với chuyện này, thương hội Hắc Quang chỉ có thể từ bỏ, không có cách nào tiếp tục nữa. Lục Trường Sinh đã hiểu hắn cũng rất hài lòng về kết quả này. Tốt, lục mũ nhận thiện ý của quý thương hội. Chỉ cần phá hủy trận pháp truyền tống cực ly cực xa, vậy thì hiểu lầm giữa lục mũ và thương hội hắc quang cũng sẽ được xóa bỏ. Lục trường sinh cũng đưa ra hứa hẹn. Vậy thì mời lục tôn cùng ta tới chỗ đại trận truyền tống cự ly cực xa đó để tránh gây nên hiểu lầm. Lục trường sinh khẽ gật đầu. Thế là lục trường sinh đi cùng với hội phó, cả hai nhanh chóng rời khỏi cổ vực thiên tông tới cứ điểm của thương hội hắc quang thương hội hắc quang quả nhiên đã bắt đầu lục tục rút lui chỉ để rất ít người ở lại đóng giữ sau khi nhìn thấy hội phó đi tới ngay cả những người vẫn còn ở lại này cũng đều đứng vào trong pháp trận lục tôn hẹn gặp lại ở thánh thổ hội phó tươi cười nói tách trận pháp khởi động toàn bộ người của thương hội hắc quang đều biến mất bọn họ đã được truyền tống trở về thánh thổ nhìn bốn phía trống không lục trường sinh cũng không còn khách khí ầm ầm não vực giáng lâm lục trường sinh dùng não vực để phá hỏng hoàn toàn nơi này Trận pháp truyền tống cự ly cực xa cũng bị xóa bỏ, một chút vết tích cũng không còn nữa. Lần này, dù cho Thương hội Hắc Quang còn nắm giữ đầu kia của trận pháp truyền tống cự ly cực xa thì họ cũng không có cách nào truyền tống đến cổ vực một lần nữa. Thương hội Hắc Quang, Lục Trường Sinh khẽ nheo mắt, phải chịu thua thiệt đến như vậy, Thương hội Hắc Quang có thể nhẫn nhịn sao? Lục Trường Sinh rất rõ ràng, lần này chỉ sợ hắn lại nợ gia tộc Lý thị một nhân tình rồi, không có sự uy hiếp từ Thương hội Lý thị làm sao thương hội hắc quang có thể dễ nói chuyện như vậy được thậm chí còn chủ động nhận thua rút lui khỏi cổ vực võ thánh nếu muốn hoàn toàn đứng vững ở thánh thổ để thánh thổ thiên tông thực sự lớn mạnh vẫn phải có võ thánh tọa chấn mới được chuyện ở cổ vực đã xong xuôi phải mau chóng trở lại thánh thổ tìm được đầy đủ thiên linh thủy trước tiên để đạo quả của hai môn vô lượng thần thông còn lại lột xác thành vô lượng thần thông chân chính đã đến lúc đó có ba môn vô lượng thần thông bản thân hẳn là ta sẽ không còn địch thủ ở cảnh giới thần thông hay kim đan nữa trong lòng lục trường sinh đã có kế hoạch bèo sau một khắc lục trường sinh lập tức bay về phía cổ vực thiên tông trở lại cổ vực thiên tông lục trường sinh tự mình tọa chấn nhanh chóng gia tăng sự thay đổi cho tam đại thiên tông thậm chí lục trường sinh cũng tự mình trở về bắc vực thiên tông một chuyến bắc vực thiên tông này là nơi đầu tiên dẫn đường cho lục trường sinh bước vào võ đạo hắn cũng gặp lại một vài người quen cũ nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi từ lâu bọn hắn đã là người của hai thế giới không còn mấy giao thoa với nhau nữa theo thời gian chuyển rời, Lục Trường Sinh từ Thánh Thổ trở về cổ vực Thiên Tông tính ra cũng vừa tròn một tháng, vậy mà Tam Đại Thiên Tông đã hoàn thành cải tổ một cách triệt để. Tam Đại Thiên Tông chính thức trở thành một thể. Mỗi bên đều có chức trách của riêng mình. Cổ vực Thiên Tông và Bắc vực Thiên Tông hoàn toàn biến thành khu vực hậu cần để bồi dưỡng nhân tài cho Thánh Thổ Thiên Tông. Loại mô hình này có thể tiếp tục kéo dài. Chỉ cần Thánh Thổ Thiên Tông không xuất hiện vấn đề, như vậy với loại hình thức này, nhất định Thánh Thổ Thiên Tông có thể không ngừng phát triển và nhanh chóng trở nên lớn mạnh bảy vị lão tổ để lại ba vị lão tổ trực luân phiên những người còn lại có thể tiến về thánh thổ thiên tông hàng năm sẽ có ba vị cường giả cảnh giới thần thông thay nhau trực luân phiên thế nên xin ba vị lão tổ lại chờ thêm một năm nữa lục trường sinh nói với ba vị lão tổ cảnh giới thần thông như vậy tam đại thiên tông đã là một thể các loại điều lệ và chế độ đều đã xong xuôi ngay cả việc võ giả cảnh giới thần thông cần trực luân phiên cũng đều có quy định cụ thể ha 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 đơn giản thôi Chúng ta ở đây biết bao nhiêu năm rồi, đâu có quan tâm việc ở lại thêm một năm nữa. Lục Tôn, ngươi không cần lo lắng về Cổ vực Thiên Tông, có Lục Tôn ngươi, Cổ vực Thiên Tông chúng ta rất an toàn." Lục Trường Sinh gật đầu. Sau đó, hắn lập tức dẫn 10 vị trưởng lão của Thánh thổ Thiên Tông và 4 vị lão tổ của Cổ vực Thiên Tông trở về thành Thiên Thánh thông qua trận pháp truyền tống cự ly cực xa của Hạo Tiên Tông. Vừa mới trở lại Thánh thổ Thiên Tông, chuyện đầu tiên mà Lục Trường Sinh làm chính là tới gia tộc Lý thị, tìm gặp Lý Quang. Lý huynh chuyện về thương hội hắc quang đã làm phiền lý huynh rồi tất nhiên mục đích của lục trường sinh khi đến đây là để cảm tạ lý quang lý quang khẽ mỉm cười nói thương hội hắc quang đúng là đã hỏi thăm chuyện liên quan tới lục huynh việc này thậm chí còn kinh động đến lão tổ lão tổ tự mình gửi tin cho lão tổ võ thánh của thương hội hắc quang nhờ đó mới khiến thương hội hắc quang lặng lẽ rút lui lục tôn mọi chuyện đều được xử lý thỏa đáng rồi chứ lý quang cũng không hỏi đến tột cùng là chuyện gì nhưng hắn cũng biết đại khái đã xong xuôi cả rồi. Nhưng giờ ta đang cần thiên linh thủy, một lượng thiên linh thủy rất lớn. Lý Huynh có cách nào không? Lục Trường Sinh hỏi, việc này, Lý Quang rơi vào trầm tư. Nếu thực sự không có cách nào, ta lại tới đấu trường vậy. Lục Trường Sinh nghĩ đến đấu trường. Hắn biết, ở trong đấu trường cũng có cấp độ chiến đấu dành cho cảnh giới thần thông. Hơn nữa, số linh thạch lấy được từ đấu trường cũng không ít. Nhưng Lý Quang thì giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói, Lục Huynh, ngươi bây giờ chính là Lục Tôn đại danh đỉnh đỉnh ngươi muốn tới đấu trường ư ngươi thử xem đấu trường có dám cho ngươi tham gia không trừ phi đấu trường toàn đồ ngốc võ tôn như lục trường sinh mà đi đấu trường liệu ai còn đặt cược cho những người khác chiến thắng nữa tất cả đều đặt cược hết cho lục trường sinh thế đấu trường thua sạch sành xanh à bởi vậy đúng là đấu trường có chiến đấu cấp độ võ giả thần thông nhưng trên cơ bản bọn họ đều không phải là võ giả cảnh giới thần thông đã thành danh càng đừng nói tới võ tôn đấu trường không nhận à vậy thì thật là đáng tiếc lục trường sinh có chút tiếc nuối đấu trường thật là tốt biết bao nhiêu chỉ trong thời gian ngắn là có thể thu hoạch được mấy chục vạn viên linh thạch đáng tiếc giờ tiếng tăm của hắn quá lớn đấu trường cũng không dám nhận tiếng tăm vang dội có lợi cũng có hại riêng trong chuyện đấu trường này hiển nhiên chính là hại lớn hơn lợi nhưng nếu không đi đấu trường thì có thể đến nơi nào để kiếm một lượng lớn linh thạch chỉ trong thời gian ngắn đây lục trường sinh cau mày rơi vào trầm tư đúng lúc này lý quang mở miệng lục huynh nếu ngươi thật sự muốn thu hoạch được một lượng lớn linh thạch trong thời gian ngắn có một chỗ có lẽ thích hợp dành cho ngươi là nơi nào thế lục trường sinh ngẩng đầu nhìn lý quang núi hư linh núi hư linh đây là lần đầu tiên lục trường sinh nghe nói tới ngọn núi gọi là hư linh này chẳng lẽ trong núi có rất nhiều mỏ linh thạch nhưng đó là chuyện không thể nào nếu thật sự có rất nhiều mỏ linh thạch thì nó đã bị các thế lực cỡ lớn khác chiếm cứ từ lâu rồi làm sao có thể đến lượt những người tới chậm nhưng lục trường sinh cũng không sốt ruột hắn chỉ lặng lặng lắng nghe Lý Quang giải thích. Quả nhiên, Lý Quang lại nói tiếp, Lục Huynh, ngươi cũng đã biết người nào giàu có nhất phải không? Lục Trường Sinh không chút nghĩ ngợi đáp ngay, đương nhiên là Kim Đan Chân Nhân, hoặc là người tu hành theo hệ thống tiên đạo. Đúng vậy, Kim Đan Chân Nhân, Nguyên Anh Chân Quân có thể luyện khí, bày trận các loại nên giàu có vô cùng. Kim Đan Chân Nhân muốn hóa đan thành anh cũng không dễ dàng, nhất là việc hóa đan sẽ vô cùng khó khăn. Bọn hắn cần dùng đến một loại bảo vật là hóa đan dịch loại bảo vật này do thiên địa tạo ra cực kỳ hiếm thấy chỉ có thể gặp mà không thể cầu trong núi hư linh đôi khi sẽ có hóa đan thủy nhưng số lượng hóa đan thủy trong núi quá nhiều nên đã tạo thành hoàn cảnh đặc thù phàm là kim đan chân nhân tiến vào thậm chí chỉ cần là tu tiên giả tiến vào thì pháp lực trong cơ thể đều sẽ bị đánh tan ảnh hưởng lớn vô cùng cho nên chỉ có võ giả tiến vào mới không bị ảnh hưởng nhưng nơi trọng yếu bậc này không có khả năng bị nắm giữ trong tay bất cứ một tiên tông hoặc là thế lực nào bởi vậy các đại tiên tông đã liên thủ phong tỏa núi hư linh cứ 10 năm mới mở ra một lần khi núi hư linh mở ra chỉ cho phép võ giả từ võ thánh trở xuống của từng tiên tông tiến vào thời gian trong vòng một tháng một tháng này đạt được bao nhiêu hóa đan dịch là tùy vào cơ duyên tạo hóa của từng tiên tông mặc dù mỗi tiên tông đều nuôi dưỡng một nhóm võ giả cảnh giới thần thông nhưng ngươi cũng biết đấy từ võ giả cảnh giới thần thông muốn sinh ra võ tôn là chuyện khó khăn đến cỡ nào không phải cứ bồi dưỡng là được trong núi hư linh không cho phép võ thánh tiến vào như vậy võ tôn chính là mạnh nhất võ tôn càng mạnh sẽ thu hoạch được càng nhiều hóa đan dịch mắt lục trường sinh sáng rực lên hắn hiểu rồi lý quang muốn hắn đến núi hư linh tranh đoạt hóa đan dịch thay cho tiên tông đúng thế vào núi hư linh tranh đoạt hóa đan dịch thay cho tiên tông chỉ cần ngươi có thể lấy được hóa đan dịch muốn bao nhiêu linh thạch sẽ có bấy nhiêu linh thạch dù sao những tiên tông kia cũng cực kỳ giàu có hơn nữa chỉ còn hơn một tháng là tới lần tiếp theo núi hư linh mở ra rồi lời lý quang nói khiến tim lục trường sinh đập thình thịch núi hư linh có nguy hiểm không lục trường sinh lại hỏi đương nhiên là có nguy hiểm núi hư linh có một loại hư ma vô ảnh vô hình nhằm vào tâm linh chỉ có thể thoáng cảm giác được võ giả cảnh giới thần thông chỉ cần có tâm linh hơi yếu một chút là sẽ rất nguy hiểm thế nhưng tâm linh cùng tinh thần là một thể lục huynh ngươi có tinh thần pháp tắc còn có vô lượng thần thông do tinh thần pháp tắc ngưng tụ ra những hư ma kia sao có thể làm gì được ngươi huống hồ nếu ngươi muốn thay tiên tông tranh đoạt hóa đan dịch thì dù sao đi nữa tiên tông cũng phải cho ngươi một chút bảo vật bảo vệ tâm linh lý quang giải thích lục trường sinh cân nhắc một lát gật đầu nói được vậy thì đi núi hư linh thế nhưng ta không quá quen thuộc với các tiên tông không biết là nên tới tiên tông nào huống chi ta chỉ có thể hỏi thăm từng tiên tông một thôi sao lý quang cười yên tâm chuyện này cứ để ta lo lục huynh hiện tại cũng không phải hạng người vô danh ngươi muốn thay tiên tông tranh đoạt hóa đan dịch những tiên tông kia đúng là cầu còn không được về phần rốt cuộc nên lựa chọn tiên tông nào ư chuyện này lại cực kỳ đơn giản tiên tông nào trả nhiều tiền thì chọn tiên tông đó ngươi thấy sao lục trường sinh gật đầu nói được cứ làm như thế đi vậy làm phiền lý huynh không có gì tiện tay mà thôi lục huynh về trước đi cứ kiên nhẫn chờ đợi tin tức trong khoảng thời gian một tháng ta chắc chắn sẽ sắp xếp chuyện này thỏa đáng lý quang làm việc thì lục trường sinh rất yên tâm thế là lục trường sinh quay người rời khỏi gia tộc lý thị về tới thánh thổ thiên tông kiên nhẫn chờ đợi thời gian ngày lại ngày trôi qua trong nháy mắt đã qua chừng một tháng lý quang bên kia còn chưa truyền đến tin tức nhưng lục trường sinh cũng không sốt ruột hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi rốt cuộc lý quang cũng tới thánh thổ thiên tông và tìm được lục trường sinh lục huynh xong việc rồi trải qua một tháng tiếp xúc và hỏi thăm về cơ bản ta đã hỏi một vài tiên tông cỡ lớn phía đưa ra điều kiện tốt nhất chính là hồ tiên tông Hồ Tiên Tông đưa ra điều kiện là một giọt hóa đan dịch sẽ trả năm viên linh thạch, cộng thêm một tòa bảo tháp tâm linh giúp ngươi ngăn cản hư ma và công kích tinh thần. Lời lý quang làm cho mắt Lục Trường Sinh sáng rực cả lên. Một giọt hóa đan dịch đổi năm linh thạch. Đây chắc chắn là một cái giá rất cao. Kỳ thực dù là chiêu mộ võ tôn thì về cơ bản Tiên Tông cũng chỉ sẽ cho giá hơn 30.000 linh thạch, tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 linh thạch. Nhưng Lục huynh thì khác ta đã giới thiệu kỹ càng tình huống của lục huynh cho các đại tiên tông phần lớn đều đồng ý trả bốn linh thạch dù sao lục huynh ngưng tụ vô lượng thần thông thậm chí còn là vô lượng thần thông loại tinh thần khẳng định sẽ chiếm cứ ưu thế rất lớn tại núi hư linh nhưng cuối cùng vẫn hồ tiên tông tài đại khí thô ra giá năm linh thạch cho một giọt hóa đan dịch lục trường sinh khẽ gật đầu thật ra hắn không hề để ý tới bảo tháp tâm linh dùng để bảo hộ tâm linh tinh thần gì hết nhưng một giọt hóa đan dịch tương đương với năm linh thạch lại khiến hắn vô cùng để ý. Một giọt đã là năm, linh thạch. Mười giọt chính là năm, linh thạch. Nếu có thể thu hoạch được mấy chục giọt thậm chí trên trăm giọt hóa đan dịch, hai loại đạo quả thần thông của hắn đều có thể lột xác thành thần thông chân chính. Nghĩ tới đây Lục Trường Sinh cũng không do dự nữa. Vậy chọn Hồ Tiên Tông đi. Lục Trường Sinh đưa ra quyết định, được, từ nay tới khi núi Hư Linh mở ra cũng chỉ còn lại 10 ngày, ngươi tốt nhất mau chóng khởi hành tới Hồ Tiên Tông đi trong hồ tiên tông có rất nhiều tin tức tình báo liên quan tới núi hư linh nhờ thế ngươi cũng có thể hiểu rõ hơn về núi hư linh chuẩn bị đầy đủ lo trước khỏi họa lý quang nhắc nhở được vậy ta lập tức khởi hành lần này lại làm phiền lý huynh rồi lục trường sinh đứng dậy thể hiện sự cảm kích với lý quang nếu không có ngươi ta hiện tại chỉ là phế vật ăn không rồi ngồi chờ chết thôi sao có thể trở thành người thừa kế vị trí gia chủ của gia tộc lý thị được lục huynh giữa ngươi và ta không cần khách khí như vậy lục trường sinh chỉ cười ban đầu hắn và lý quang là bởi vì các loại lợi ích mới trở thành bằng hữu nhưng luận việc làm không luận tâm lý quang đúng là đã giúp lục trường sinh rất nhiều được rồi lời thừa thãi không nói thêm nữa chờ ta từ núi hư linh trở lại hãng nói nói xong lục trường sinh xuống dưới an bài công việc của thánh thổ thiên tông một phen kỳ thật cũng không cần đến lục trường sinh quan tâm chuyện của thánh thổ thiên tông hắn chỉ là thái thượng trưởng lão của thánh thổ thiên tông chứ không phải là tông chủ Tông chủ là lão tổ Lục Thông đến từ Cổ Vực Thiên Tông. Tại thánh thổ, một tông chủ không thể là võ giả đạo cơ mà nhất định phải có cảnh giới thần thông mới được. Vù, sau đó Lục Trường Sinh cấp tốc hóa thành một luồng sáng, bay thẳng về phía Hồ Tiên Tông. Tốc độ của Lục Trường Sinh rất nhanh, mấy canh giờ sau hắn đã tới Hồ Sơn. Hồ Sơn là nơi nhờ có Hồ Tiên Tông mà nổi tiếng. Nghe nói trong Hồ Tiên Tông có một pháp bảo hình cái ấm, chính là pháp bảo trấn tông của Hồ Tiên Tông, tác dụng thần diệu không thể tưởng tượng nổi bởi vậy nên tiên tông này mới có tên như thế. Hồ tiên tông có pháp trận hộ sơn. Hắn không xông vào, mà là dừng lại bên ngoài pháp trận hộ sơn rồi cao giọng hô, thánh thổ thiên tông lục trường sinh tới để bái phỏng tiên tông. Lục trường sinh vừa dứt lời, u u, pháp trận hộ sơn của hồ tiên tông tự động mở ra. Một vị kim đan chân nhân tiên phong đạo cốt từ bên trong bay ra. Hóa ra là lục tôn đại giá Quang Lâm, mời vào trong. Vị kim đan chân nhân này đối với lục trường sinh rất khách khí. Xin hỏi vị chân nhân này xưng hô thế nào? Lục Trường Sinh hỏi. Bần đạo có đạo hiệu huyền hồ. Hóa ra là huyền hồ chân nhân. Lục Trường Sinh cũng không có hỏi nhiều nữa. Hắn theo huyền hồ chân nhân đi vào đại điện. Ừm, có nhiều võ giả thần thông vậy cơ à. Lục Trường Sinh nao nao. Hắn vừa cảm giác đã nhận thấy trong đại điện có tới 13 tên võ giả cảnh giới thần thông. Huyền hồ chân nhân cười giải thích. 10 năm trước núi Hư Linh mở ra, Hồ Tiên Tông ta chuẩn bị không đủ nên không đạt được bao nhiêu hóa đan dịch dẫn đến hiện tại rõ ràng có kim đan chân nhân và kim đan viên mãn nhưng lại chậm chạp không cách nào hóa đan thành anh. Cho nên lần này mới chiêu mộ một số cường giả võ đạo, tính thêm lục tôn, hết thảy có 15 người, còn có người cuối cùng chưa tới, hẳn là cũng trong mấy ngày này thôi. Lục trường sinh khẽ gật đầu. 15 vị cường giả cảnh giới thần thông, lần này Hồ Tiên Tông chỉ sợ là dùng hết cả vốn gốc rồi. Đương nhiên, hóa đan dịch càng nhiều càng tốt. Thánh thổ thiên tông lục tôn nhập điện. Huyền hồ chân nhân cao giọng hô, xoẹt, ngay lập tức có vô số ánh mắt đều tập trung vào Lục Trường Sinh. Võ giả cảnh giới thần thông có thể được xưng tôn, không hề nghi ngờ, đó nhất định là võ tôn. Là võ tôn. Lục Tôn, hình như có chút quen tai. Lục Tôn, chẳng lẽ là Lục Tôn của Thành Thiên Thánh, nghe nói hắn đã giết kiếm Tôn Trần Bằng. Đúng, ta nhớ ra rồi, Thành Thiên Thánh, cách đây rất xa, nhưng có thể chém giết kiếm Tôn Trần Bằng, thực lực không thể khinh thường. Lục Tôn này được Huyền Hồ chân nhân tự mình tiếp đãi, có vẻ không tầm thường đâu khi chúng ta tới đây, không hề có kim đan chân nhân tự mình tiếp đãi. Ta đã nghe được tin tức từ trước, với lục tôn, Hồ Tiên Tông cho giá một giọt hóa đan dịch là năm viên linh thạch. Ngay lập tức, con ngươi của từng võ giả thần thông kia đều có chút co lại, cả đám nhìn chòng chọc, chọc vào lục trường sinh. Một giọt hóa đan dịch đổi năm viên linh thạch. Tất cả mọi người đều là võ giả cảnh giới thần thông, đều sẽ tới núi hư linh liều mạng. Thậm chí đều cùng tranh đoạt hóa đan dịch, sao giá cả lại chênh lệch lớn như vậy kể cả có là võ tôn thì giá cả bình thường cũng chỉ là khoảng 4 viên linh thạch mà thôi. Đó còn là võ tôn đã thành danh. Nếu không phải võ tôn thành danh thì khả năng chỉ có hơn 30.000 linh thạch. Mà lục trường sinh lại được ra giá tận 5 viên linh thạch. Lục trường sinh của Thánh Thổ Thiên Tông gặp qua Tông Chủ, gặp qua các vị chân nhân, các vị đạo hữu. Lục trường sinh hành lễ. Trên đại điện đều là kim đan chân nhân và võ giả cảnh giới thần thông, thân phận mỗi người đều không tầm thường. Tốt, có Lục Tôn tới thì chuyến đi tới núi Hư Linh lần này cũng có bảo đảm." Tông chủ Hồ Tiên Tông vừa cười vừa nói. Rõ ràng hắn đã tìm hiểu qua thực lực của Lục Trường Sinh từ trước, cũng coi như có chút tín nhiệm với Lục Trường Sinh. Lần này, chính là tông chủ cướp lấy Lục Trường Sinh, có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Dù sao trước đó Lý Quang cũng đã liên hệ rất nhiều tiên tông chứ không phải chỉ có một mình Hồ Tiên Tông. Lúc này, một vị võ giả thần thông đột nhiên đứng dậy, hướng về phía tông chủ, hỏi, "Xin hỏi tông chủ nghe nói hồ tiên tông trả cho một giọt hóa đan dịch của lục tôn là năm viên linh thạch không biết lời đồn có phải thật hay không lời này vừa dứt toàn bộ đại điện lập tức yên tĩnh trở lại tông chủ khẽ cao mày nhưng vẫn gật đầu đáp là thật thế nhưng trong số mọi người tại đây giá cả của rất nhiều người cũng không giống nhau giá cả cao hay thấp được quyết định bởi thực lực của các vị lục tôn chính là võ tôn còn là võ tôn từng giết kiếm tôn đỉnh phong thậm chí lục tôn còn ngưng tụ ra vô lượng thần thông uy danh hiển hách vị võ giả cảnh giới thần thông nào dám nói có thể thắng được lục tôn huống chi giá tiền này là do hồ tiên tông ta quyết định nếu như ngươi không hài lòng với giá cả của mình thì cứ rời đi là được hồ tiên tông ta cũng không ép tông chủ hồ tiên tông biểu hiện rất cường thế thậm chí còn ôm hết trách nhiệm về phía mình giá tiền là hồ tiên tông định ra không đồng ý thì rời đi tới núi hư linh không phải chuyện ép buộc lời của tông chủ hồ tiên tông đã rất rõ ràng sắc mặt tên võ giả cảnh giới thần thông có chút khó coi Thế nhưng nếu cứ phải tay áo bỏ đi như vậy cũng không đáng. Hắn còn cần linh thạch. Thôi, là ta cản rỡ. Võ giả cảnh giới thần thông lui xuống. Từ đầu đến cuối, lục trường sinh chẳng hề nói một câu. Những người khác bất mãn là chuyện rất bình thường. Cùng là một giọt hóa đan dịch, có người cầm ba, linh thạch, lục trường sinh lại cầm tới năm, linh thạch. Quá bất công. Thế nhưng thế nào mới là công bằng? Một khi lục trường sinh tiến vào núi hư linh, hắn có khả năng cao thu hoạch được một lượng lớn hóa đan dịch những người khác có thể so sánh với hắn sao lục tôn mời ngồi còn có một vị đạo hữu chưa tới đại khái chính là mấy ngày này xin chờ một chút nơi này có một ít tình báo liên quan tới núi hư linh lục tôn có thể xem qua lục trường sinh gật đầu sau đó hắn ngồi xuống một vị trí trong đại điện vừa xem tình báo về núi hư linh vừa lẳng lặng chờ đợi khoảng ba ngày sau hỏa diễm cung hỏa vân tôn giả nhập điện lúc này vẫn là thanh âm của huyền hồ chân nhân truyền vào đại điện ánh mắt mọi người đều hướng ra bên ngoài đại điện. Một võ giả từ bên ngoài bay vào trong, trên thân hắn tản ra khí tức rất mạnh mẽ. Thậm chí, hắn chỉ vừa bước vào đại điện mà nhiệt độ trong không khí tựa hồ cũng tăng lên rất nhiều. Là hỏa vân tôn giả của hỏa diễm cung, không ngờ hồ tiên tông có thể mời được cả hỏa vân tôn giả. Hỏa vân tôn giả cũng không thiếu linh thạch mà, sao hắn lại đến hồ tiên tông tham gia tranh đoạt hóa đan dịch ở núi hư linh? Nghe nói hỏa vân tôn giả đang rèn đúc thánh thể, việc rèn đúc thánh thể này thật không đơn giản, nhất là hỏa vân tôn giả đã có ba môn thần thông hơn nữa đều là đại thần thông ba môn đại thần thông hỗ trợ lẫn nhau uy lực khủng bố là tồn tại đỉnh phong trong số các võ tôn cường giả như vậy muốn rèn đúc thánh thể sao có thể dễ dàng chỉ vật liệu cho thánh thể sợ là cũng vô cùng chân quý khó mà gom góp được có lẽ hồ tiên tông hứa hẹn một ít vật liệu thánh thể chăng quá nửa là thế nếu không võ tôn đỉnh phong như hỏa vân tôn giả sao có thể tham gia tranh đoạt ở núi hư linh chứ hỏa vân tôn giả đã từng chém giết chín vị võ tôn hung danh hiển hách truyền khắp toàn bộ thánh thổ không biết giá tiền cho hỏa vân tôn giả là bao nhiêu trong lúc nhất thời đám người nghị luận ầm ĩ nhất là những võ giả cảnh giới thần thông kia cả đám đều rất ngạc nhiên với giá cả dành cho hỏa vân tôn giả đương nhiên hỏa vân tôn giả vô cùng có khả năng không nhận linh thạch mà là vật liệu rèn đúc thánh thể bọn hắn chỉ là muốn nhìn xem hồ tiên tông coi trọng hỏa vân tôn giả hơn hay là coi trọng lục tôn hơn mà thôi ha 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 rốt cuộc thì hỏa vân tôn giả cũng đã đến có hỏa vân tôn giả cùng lục tôn chuyến đi núi hư linh lần này mười phần chắc chín rồi tông chủ hồ tiên tông rõ ràng rất cao hứng lần này có thể có được lục trường sinh cùng hỏa vân tôn giả trợ giúp quả thực không dễ nhất là hỏa vân tôn giả thứ hắn muốn không phải linh thạch mà là vật liệu rèn đúc thánh thể may mắn hồ tiên tông nội tình thâm hậu vừa hay lại có vật liệu hỏa vân tôn giả cần bằng không thật đúng là không mời nổi hỏa vân tôn giả hỏa vân tôn giả khẽ nheo mắt hắn ngồi xuống bên cạnh lục trường sinh lục tôn là lục tôn thành thiên thánh người chém giết kiếm tôn trần bằng hỏa vân tôn giả bỗng nhiên mở miệng hỏi lục trường sinh gật đầu nói chính là lục mỗ hỏa vân tôn giả cũng không có thái độ dương cung bạt kiếm như các võ giả thần thông trước đó ngược lại hắn còn rất thân thiện thậm chí chủ động bày tỏ thiện ý lục tôn cửu ngưỡng đại danh nghe nói lục tôn ngưng tụ ra vô lượng thần thông lão phu lúc trước cũng lòng cao hơn trời muốn ngưng tụ ra một môn vô lượng thần thông kinh thiên động địa tiếc là còn kém một chút cuối cùng chỉ ngưng tụ ra đại thần thông. Lục Tôn có thể ngưng tụ ra vô lượng thần thông, thật sự là kinh tài tuyệt diễm, khiến cho người ta khâm phục. Lục Trường Sinh vừa cười vừa nói, Hỏa Vân Tôn giả quá khen rồi. Ba môn đại thần thông đỉnh phong của Hỏa Vân Tôn giả hỗ trợ lẫn nhau, thần thông chồng chất, uy lực mới càng kinh thiên động địa. Hỏa Vân Tôn giả cũng lộ ra nét tươi cười. Hai người tựa hồ mới quen đã thân, trò chuyện với nhau thật rôm rả. Về phần các võ giả cảnh giới thần thông khác, Hỏa Vân Tôn giả căn bản không có để ý tới. Có lẽ trong mắt hắn, chỉ có võ tôn như Lục Trường Sinh mới đáng giá kết giao. Chẳng bao lâu sau đã đến thời gian núi Hư Linh mở ra. Huyền Hồ chân nhân lấy ra một chiếc pháp bảo phi hành, cười nói với đám người Lục Trường Sinh, "Các vị, đi thôi, chúng ta tới núi Hư Linh." Lục Trường Sinh và Hỏa Vân Tôn giả đều nhảy lên phi chu. Thế là phi chu cấp tốc lên đường, hóa thành một luồng sáng, rời khỏi Hồ Tiên Tông. Từ Hồ Tiên Tông đến núi Hư Linh, hiển nhiên phải cần một khoảng thời gian. Lục Trường Sinh đứng trên phi chu, cùng hỏa vân tôn giả thảo luận về võ đạo trong khoảng thời gian này dù chỉ có mấy ngày ngắn ngủi nhưng lục trường sinh và hỏa vân tôn giả tuy mới quen nhưng giống như đã thân thiết từ lâu hai người ở chung vô cùng hòa hợp nhất là khi hỏa vân tôn giả muốn luận bàn một phen mở mang kiến thức về vô lượng thần thông lục trường sinh tất nhiên sẽ đáp ứng người ngoài không được biết kết quả so tài giữa hai người ra sao ngay cả huyền hồ chân nhân cũng không biết hai người bọn họ đóng cửa luận bàn riêng tuy nhiên sau lần luận bàn này quan hệ giữa hỏa vân tôn giả và lục trường sinh lại càng hòa thuận hơn bọn họ thường xuyên thảo luận về võ đạo cùng nhau cơ hồ là biết gì nói nấy cứ như bạn tốt đã nhiều năm không gặp vậy hỏa vân đạo hữu ngươi lần này đi núi hư linh nghe nói là vì vật liệu rèn đúc thánh thể xin hỏi chuyện rèn đúc thánh thể này rốt cuộc là thế nào ta vừa mới ngưng tụ vô lượng thần thông đối với việc làm thế nào để thành tựu võ thánh vẫn là rốt đặc cắn mai hỏa vân đạo hữu có thể giúp giải thích nghi hoặc trang lục trường sinh mở miệng hỏi kỳ thực trước đó hắn cùng hỏa vân tôn giả đóng cửa luận bàn tại hồ tiên tông chuyện thắng bại không cần nói tới tất nhiên là hỏa vân tôn giả thua cho dù thần thông của hỏa vân tôn giả rất mạnh ba môn đại thần thông đỉnh phong phối hợp rất uyển chuyển khi đối mặt với võ giả cảnh giới thần thông hỏa vân tôn giả thật sự là chưa một lần bại trận thế nhưng chỉ với một chiêu của lục trường sinh hỏa vân tôn giả đã thua vô lượng thần thông vừa xuất hiện thật sự là không thể địch nổi hỏa vân tôn giả cam bái hạ phong cũng chính vì lần thất bại này Hỏa vân tôn giả mới coi lục trường sinh là cùng một loại người với mình. Đó là kẻ quan sát chúng sinh, có hy vọng thành thánh giả. Bởi vậy, hai người mới thành hảo hữu trí giao. Khi lục trường sinh hỏi thăm hỏa vân tôn giả các vấn đề về phương diện võ đạo, hỏa vân tôn giả cũng sẽ không giấu giếm. Lục đạo hữu, ngươi đã ngưng tụ ra vô lượng thần thông, sớm muộn gì cũng sẽ đi đến con đường rèn đúc thánh thể. Muốn thành tựu võ thánh thì nhất định phải rèn đúc thánh thể. Cái gọi là thánh thể kỳ thực chính là thông qua đủ loại ngoại vật để cho nhục thân tăng lên đến tình trạng phù hợp với thần thông của chúng ta, sau đó lại để thần thông và thánh thể hòa làm một. Đến lúc đó, sức mạnh quy về tự thân, mọi cử động đều mang theo sức mạnh thần thông, thực sự kinh thiên động địa, võ đạo thông thần. Tỷ như dã tâm của ta rất lớn, muốn rèn đúc thánh thể có thể dung nạp cả ba loại đại thần thông, như vậy cần rất nhiều vật liệu chân quý. Chẳng hạn lần này Hồ Tiên Tông đáp ứng điều kiện của ta, một giọt hóa đan dịch sẽ cho ta một cân hỏa văn xa lục trường sinh bừng tỉnh đại ngộ sức mạnh quy về tự thân đây là bản chất võ giả từ trước tới nay là căn cơ của võ đạo kỳ thực bắt đầu từ đạo cơ nhục thân của võ giả đã không tăng lên được bao nhiêu võ giả bắt đầu cảm ngộ pháp tắc bắt đầu thôi diễn thần thuật cuối cùng nắm giữ thần thông nhưng không có nghĩa là nhục thân không quan trọng nhục thân là căn cơ của võ giả sao có thể không quan trọng đây đến cấp độ võ thánh muốn rèn đúc thánh thể là tương đương với nhục thân tăng lên tới tình trạng phù hợp với thần thông từ đó hòa làm một thể với thần thông. Đến lúc đó sẽ đạt tới tình trạng ta chính là thần thông. Mà thánh thể cường đại hay không lại có quan hệ với việc ngưng tụ thần thông, thậm chí có liên quan cả với số lượng thần thông. Ví dụ như có thể lựa chọn thánh thể phù hợp với một môn thần thông. Cũng có thể giống như hỏa vân tôn giả, có dã tâm, muốn rèn đúc thánh thể dung nạp cả ba môn đại thần thông đỉnh phong. Một khi thành công tấn thăng võ thánh, như vậy hỏa vân tôn giả nhất định có thể trở thành một trong các võ thánh đỉnh phong. Tiềm lực vô hạn tạ ơn hỏa vân đạo hữu giải đáp nghi hoặc lục trường sinh cung kính hành lễ ha ha không có gì ta xem lục đạo hữu chỉ sợ không đơn giản là có một môn vô lượng thần thông phải không hỏa vân tôn giả nhìn qua lục trường sinh với ánh mắt sáng rực lục trường sinh từ chối cho ý kiến chỉ khẽ cười nói quả nhiên trốn không thoát hỏa nhãn kim tinh của đạo hữu lục mỗ còn có hai viên đạo quả thần thông chưa lột xác thành thần thông lần này tới hồ tiên tông chính vì kiếm linh thạch mua sắm thiên linh thủy để đạo quả lột xác thành thần thông Hỏa Vân Tôn giả nghe vậy không khỏi hít sâu một hơi, còn đạo quả của hai môn thần thông nữa. Với thiên phú và lòng dạ của đạo hữu, hai viên đạo quả thần thông này nhất định không thể coi thường, hẳn cũng là vô lượng thần thông. Lục Trường Sinh không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Giờ hắn cũng không sợ bại lộ nữa. Hắn đã là võ giả cảnh giới thần thông, hơn nữa còn là võ tôn đỉnh phong. Hắn không gặp bất cứ nguy hiểm nào với những kẻ dưới cấp độ võ thánh cả. Dù cho ba môn vô lượng thần thông bại lộ thì đã sao, Đám người sẽ chỉ cảm thán thiên phú của hắn chắc tuyệt mà thôi. Hỏa Vân Tôn giả không nói gì nhưng vẻ khó tin đã ngập tràn trên mặt. Ba môn vô lượng thần thông. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bản thân Hỏa Vân Tôn giả chính là người có ba môn đại thần thông đỉnh phong. Hắn tự hỏi, hắn phải trải qua vô vàn gian khổ, thậm chí còn có may mắn rất lớn nên mới có thể ngưng tụ ra ba môn đại thần thông đỉnh phong. Mà Lục Trường Sinh thì sao? Còn hơn hắn một bậc, đối phương ngưng tụ ra ba môn vô lượng thần thông. Nhìn mà than thở, thật sự là chỉ biết nhìn mà than thở. Quả nhiên thánh thổ to lớn, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, trước kia lão phu là ếch ngồi đáy giếng rồi. Hỏa vân tôn giả cảm thán một phen, ngược lại cũng thấy có chút thoải mái, u u, bỗng nhiên, phi chu chấn động. Đến núi hư linh rồi. Giọng nói của huyền hồ chân nhân truyền đến. Lục trường sinh và hỏa vân tôn giả đều vội vàng đứng dậy. Bọn hắn nhìn thấy phía dưới là một dãy núi khổng lồ, kéo dài không biết mấy nghìn dặm phi chu chậm rãi hạ xuống một mảnh đất trống dưới chân núi nơi này đã có rất nhiều võ giả cùng kim đan chân nhân tụ tập là hồ tiên tông đó là hỏa vân tôn giả của hỏa diễm cung ư đúng vậy chính là hỏa vân tôn giả võ tôn đỉnh phong lần trước hồ tiên tông không thu hoạch được một giọt hóa đan dịch nào lần này chỉ sợ là đã cuống rồi còn thuyết phục được cả hỏa vân tôn giả tới hỗ trợ nữa tính toán thời gian hồ tiên tông có mấy vị kim đan chân nhân đại viên mãn đều đang chờ đợi hóa đan dịch để hóa đan thành anh mà cho nên lần này Hồ Tiên Tông xem như bỏ hết cả tiền vốn, không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng nếu chỉ có một mình Hỏa Vân Tôn Giả cũng chưa chắc có thể thu được bao nhiêu hóa đan dịch. Hỏa Vân Tôn Giả tuy mạnh nhưng Võ Tôn Đỉnh Phong cũng có nhiều người không kém Hỏa Vân Tôn Giả, thậm chí là mạnh hơn. Ấy, Võ Giả sánh vai với Hỏa Vân Tôn Giả là ai thế? Hỏa Vân Tôn Giả tâm cao khí ngạo, sẽ không tùy tiện kết giao với những Võ Giả khác. Hơn nữa nhìn bộ dáng, địa vị của người này cũng rất cao, thái độ của huyền hồ chân nhân cũng vô cùng khách khí đúng là không biết thật, đó là một gương mặt xa lạ. Ta cảm nhận được hơi thở sinh mệnh của hắn, tựa hồ còn rất trẻ nhỉ. Ngay lập tức, từng ánh mắt đều tập trung vào Lục Trường Sinh cùng Hỏa Vân Tôn giả. Đúng vậy, núi Hư Linh rất rộng lớn, theo lý thuyết có muốn chạm mặt nhau cũng không dễ dàng. Nhưng vẫn phải cẩn thận, một số võ giả nếu như không thu hoạch được đủ hóa đan dịch, nói không chừng sẽ có ý đồ xấu. Chặn giết những võ giả khác, cướp đoạt hóa đan dịch cũng không phải việc không thể xảy ra. Huyền Hồ chân nhân truyền âm, loại sự tình này mặc dù có phát sinh nhưng cũng tương đối ít dù sao có thể đi vào núi hư linh há lại có kẻ nào là kẻ yếu ai cũng có thủ đoạn bảo mệnh cả muốn chém giết đối thủ cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất hỏa vân lão quỷ không ngờ ngay cả ngươi cũng tới thế nào không đủ vật liệu rèn đúc thánh thể à một lão nhân cao to bỗng nhiên hướng về phía hỏa vân tôn giả mở miệng nói ừm triệu hoài sơn chẳng phải lão phu chỉ giết một số đồ từ đồ tôn của ngươi thôi à Thế nào, không cam lòng hay là lòng mang phẫn uất? Vậy thì tới đi, lão phu ở ngay đây, nếu ngươi có thể giết lão phu, ta cam đoan Hỏa Diễm cung sẽ không làm phiền ngươi. Ánh mắt Hỏa Vân Tôn giả lạnh băng. Hắn cũng lười lá mặt lá trái với Triệu Hoài Sơn. Giữa bọn họ có ân oán, thậm chí ân oán còn không nhỏ. Triệu Hoài Sơn sầm mặt. Bị nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng cần mặt mũi chứ, thế nhưng hắn không dám chắc mình có thể đánh bại Hỏa Vân Tôn giả. Hắn lại càng không chắc chắn giết được Hỏa Vân Tôn giả, bằng không hắn đã sớm động thủ rồi, còn cần chờ tới bây giờ làm gì? Thế nào, sợ rồi à? Ngươi đã không dám, vậy lão phu cũng sẽ không khách khí. Có ân oán gì, giải quyết ngay ở đây đi. Hỏa Vân tôn giả vẫn luôn mang vẻ mặt ôn hòa khi đối diện với Lục Trường Sinh, không mảy may nhìn ra tính khí lại nóng nảy như thế. Nhưng bây giờ, đối mặt với Triệu Hoài Sơn, Hỏa Vân tôn giả tuyệt không nhẹ nhàng. Ầm ầm, Hỏa Vân tôn giả lập tức động thủ, vừa ra tay chính là sát chiêu ba môn đại thần thông đỉnh phong đã khóa chặt triệu hoài sơn trong nháy mắt xông về phía triệu hoài sơn với khí thế che trời lấp đất hỏa vân lão quỷ ngươi dám sắc mặt triệu hoài sơn đại biến thế nhưng sức mạnh thần thông kinh khủng cũng đã khóa chặt hắn rồi cho dù triệu hoài sơn muốn chạy trốn cũng khó có khả năng làm được thanh mặc chân nhân cảnh vân tôn giả hỏa vân lão quỷ quá càn rỡ rồi triệu hoài sơn hô lên hai cái tên thanh mặc chân nhân chính là kim đan chân nhân của xích hà tiên tông lần này xích hà tiên tông chiêu mộ triệu hoài sơn để tiến về núi hư linh tranh đoạt hóa đan dịch về phần cảnh vân tôn giả đây là một vị tôn giả đỉnh phong không hề kém khi so với hỏa vân tôn giả hơn nữa lần này xích hà tiên tông chiêu mộ được rất nhiều người đứng đầu trong số các võ giả thần thông còn có giao tình với triệu hoài sơn hỏa vân tôn giả núi hư linh sắp mở ra lúc này ngươi động thủ không chút kiên kỵ như thế có hơi quá rồi đấy cảnh vân tôn giả mở miệng lời cảnh vân tôn giả vừa dứt một khí tức cường đại bay lên Oanh, Cảnh Vân Tôn giả cũng phóng xuất ra thần thông, va chạm rất mạnh với thần thông của Hỏa Vân Tôn giả. Thần thông của hai võ tôn đỉnh phong va chạm vào nhau, động tĩnh khổng lồ biết bao. Thậm chí rất nhiều võ giả và kim đan chân nhân đều vội vàng lui lại một khoảng cách. Dư âm thần thông trùng trùng điệp điệp truyền khắp bốn phương. Chỉ cảm nhận dao động khí tức cũng đủ khiến tim người khác đập thình thịch. Thật là đáng sợ, Cảnh Vân Tôn giả và Hỏa Vân Tôn giả đều là võ tôn đỉnh phong chưa bại một trận nào, bọn hắn đều ngưng tụ đại thần thông đây là lần đầu tiên cứng đối cứng như vậy. Không biết cảnh vân tôn giả mạnh hơn hay hỏa vân tôn giả mạnh hơn một bậc nhỉ. Giờ núi hư linh còn chưa mở ra mà hai vị võ tôn đỉnh phong đã đại chiến xê rồi. Chật chật, núi hư linh lần này chỉ sợ không đơn giản đâu. Rất nhiều người đều nghị luận ẩm ý. Bọn hắn đều đứng cách xa xem náo nhiệt, nhìn song phường đại chiến. Lúc này, thanh mặc chân nhân của Sích Hà Tiên Tông mở miệng, hắn nói thẳng với huyền hồ chân nhân, huyền hồ chân nhân, hồ tiên tông các người có ý gì? núi hư linh còn chưa mở ra mà hai đại tiên tông đã muốn động thủ rồi huyền hồ chân nhân lại lắc đầu đáp thanh mặc chân nhân nói quá lời rồi đây là ân oán cá nhân của hỏa vân tôn giả và triệu hoài sơn hồ tiên tông ta chỉ là có một ước định ngắn hạn với hỏa vân tôn giả thôi chính là vì hóa đan dịch về phần ân oán cá nhân bên ngoài hóa đan dịch hồ tiên tông chúng ta không hỏi đến thanh mặc chân nhân cũng trầm mặc nói rất đúng đây là ân oán cá nhân giữa các võ giả theo lý mà nói kỳ thực không quan hệ gì với hai đại tiên tông cả tội gì bọn hắn phải nhúng tay thấy thanh mặc chân nhân thờ ơ không quản triệu hoài sơn lập tức tới bên cạnh cảnh vân tôn giả cảnh vân tôn giả hơi nhướng mày lạnh lùng nói ra hỏa vân tôn giả thực lực của ngươi và ta sàn sàn như nhau người này không thể làm gì được người kia nếu có mâu thuẫn với triệu hoài sơn thì đợi rời khỏi núi hư linh hãy nói hỏa vân tôn giả nhìn thoáng qua triệu hoài sơn nếu rời khỏi núi hư linh đúng là hắn không giết được triệu hoài sơn thế nhưng trong tình huống tiên tông không nhúng tay hắn lại càng không có cách nào đánh bại cảnh vân tôn giả. Có cảnh vân tôn giả ở đây hắn sẽ không giết được triệu hoài sơn. Nhưng hỏa vân tôn giả lại là người có tính tình nóng này, hắn đã nổi sát tâm thì nhất định phải giết chết đối phương. Bỗng nhiên, hỏa vân tôn giả liếc mắt thấy lục trường sinh ở một bên. Thế là, hỏa vân tôn giả lúc lên tiếng, lục đạo hữu, giúp ta ngăn lại cảnh vân tôn giả, 30 giọt thiên linh thủy. Lục trường sinh cơ hồ không hề do dự, hắn lập tức trả lời, hỏa vân đạo hữu cứ việc yên tâm. 30 giọt thiên linh thủy, không ít, tương đương với 3 viên linh thạch. Hỏa Vân Tôn giả vừa ra tay đã rất hào phóng. Dù sao hắn xuất thân từ Hỏa Diễm Cung, cũng là võ tôn đỉnh phong thành danh nhiều năm, đối với Hỏa Vân Tôn giả mà nói, 30 giọt thiên linh thủy không phải vấn đề lớn. Hơn nữa giá cả như vậy chắc chắn không đến mức bôi nhọ Lục Trường Sinh. Ừm, sắc mặt Cảnh Vân Tôn giả hơi thay đổi. Sau một khắc, Lục Trường Sinh cũng đã đi tới trước mặt Cảnh Vân Tôn giả. Cảnh Vân đạo hữu, cứu ta triệu hoài sơn mở to hai mắt nhìn nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa vân tôn giả một lần nữa động thủ hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào cảnh vân tôn giả chờ mong cảnh vân tôn giả đánh đuổi võ giả không biết tên tuổi trước mắt này cảnh vân tôn giả có thể thoải mái đánh tan thần thông của võ giả cảnh giới thần thông bình thường thậm chí là võ giả cảnh giới thần thông đỉnh phong chỉ cần không phải võ tôn là được hỏa vân tôn giả ngươi không cho ta một chút mặt mũi nào hay sao cảnh vân tôn giả có chút nổi giận về phần lục trường sinh cảnh vân tôn giả không buồn để mắt tới hắn trong mắt hắn người có thể đối phó với hắn chỉ có hỏa vân tôn giả những người khác đều là gà đất chó sành không chịu nổi một đòn thế nhưng cảnh vân tôn giả vừa định ra tay lần nữa để ngăn cản hỏa vân tôn giả thì gặp ngay lúc lục trường sinh cũng vung tay lên vù vù trời đất bỗng nhiên tối sầm bốn phía lập tức trở lên đen kịt đám người ngẩng đầu nhìn thấy một vòng xoáy màu đen to lớn trong hư không phảng phất nó có thể cắn nuốt hết thảy bao trùm khắp cả bầu trời đó là cái gì chẳng lẽ là thần thông của người này loại thần thông này thật đáng sợ chỉ nhìn thoáng qua đã cảm thấy tim đập nhanh tinh thần hoảng hốt chúng ta cách xa như vậy mà còn cảm giác giống như thái sơn đổ ập xuống vậy rốt cuộc thì đây là thần thông gì rất nhiều người đều cảm thấy rung động một thần thông bao trùm nửa bầu trời làm cho vô số kim đan chân nhân và võ giả thần thông đều cảm thấy tim đập thình thịch trong lòng chữ nặng phảng phất như bị thứ gì đè ép nhưng cảnh Vân Tôn giả bị Lục Trường Sinh dùng thần thông tinh thần hắc động khóa chặt mới là người phải nhận áp chế mãnh liệt nhất. Cảm thụ của hắn cũng sâu sắc nhất. Đây là, đại thần thông, không, không chỉ là đại thần thông. Nếu như là đại thần thông thì không thể khiến để cho ta có loại cảm giác nguy hiểm tới mức này. Tựa hồ một khi động thủ rất có khả năng ta sẽ chết thật. Trong lòng cảnh Vân Tôn giả chấn động. Hắn như không thể tin được một màn trước mắt, lại có ai chỉ mới phóng xuất ra thần thông, thậm chí còn chưa trực tiếp rơi xuống người hắn mà đã khiến hắn cảm thấy gai cả người, thậm chí sẽ có khả năng tử vong. Phải biết rằng ngay cả như hỏa vân tôn giả cũng không có khả năng khiến hắn có loại cảm giác này. Ảo giác, không, cảnh vân tôn giả có thể cảm nhận được được rất rõ ràng, đây chắc chắn không phải là ảo giác. Một khi lỗ đen trong hư không ập xuống, hắn sẽ chết thật. Thế nhưng đường đường là võ tôn đỉnh phong, sao hắn có thể bị một kẻ vô danh chém giết, điều đó không có khả năng. Cảnh vân tôn giả lập tức hiểu ra, người này tuyệt đối không đơn giản. Nếu không, hỏa vân tôn giả cũng sẽ không nhờ đối phương ngăn cản hắn các hạ rốt cuộc là ai cảnh vân tôn giả trầm giọng hỏi mặc dù nghiêm nghị hỏi thăm nhưng cảnh vân tôn giả lại không dám có bất cứ cử động nào khác thân thể hắn cứng ngắc lục trường sinh mỉm cười đứng chắp tay sau lưng bình tĩnh mở miệng đáp thánh thổ thiên tông lục trường sinh ngay khi lục trường sinh vừa dứt lời con ngươi của cảnh vân tôn giả đột nhiên co rụt cả lại lục trường sinh lục tôn thành thiên thánh người đã chém giết kiếm tôn trần bằng Cảnh vân tôn giả không khỏi hoảng hốt. Lục trường sinh được xưng là lục tôn ở thánh thổ. Tựa hồ là đột ngột cuột khởi ở thánh thổ. Chẳng những thế, sau khi cuột khởi đã lập tức một bước lên trời, thanh danh chuyển xa. Nguyên nhân rất đơn giản. Lục trường sinh đạp trên thi thể kiếm tôn để dương danh toàn bộ thánh thổ. Kiếm tôn cũng là một vị võ tôn. Mặc dù không bằng cảnh vân tôn giả và hỏa vân tôn giả, nhưng bất cứ vị võ tôn nào cũng đều là kẻ hùng bá một phương, không thể khinh thường được. Vậy mà hắn lại bị lục trường sinh giết chết ngay trước mắt bao người lục trường sinh quang minh chính đại khiêu chiến chính diện chém giết kiếm tôn còn có lời đồn lục trường sinh ngưng tụ ra vô lượng thần thông tin đồn này càng chấn động không gì sánh nổi vô lượng thần thông đây cơ hồ là thần thông trong truyền thuyết trên toàn bộ thánh thổ này trừ một ít thiên tài hàng đầu ở các thánh địa võ giả ngưng tụ ra vô lượng thần thông cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay nếu như là trước kia cảnh vân tôn giả chưa từng tự mình gặp qua lục trường sinh hắn sẽ cảm thấy đó là nghe nhầm đồn bậy hoặc cũng không quá để ý đến lục trường sinh thế nhưng giờ không giống với lúc trước lục trường sinh đang đứng ngay trước mặt hắn đã vậy còn phóng xuất ra thần thông loại cảm giác khủng bố kia thực sự khiến người ta run sợ cảnh vân tôn giả thật sự tin rằng lục trường sinh đã ngưng tụ ra vô lượng thần thông một khi hắn dám liều lĩnh ngăn cản hỏa vân tôn giả vậy thì lúc vô lượng thần thông của lục trường sinh hạ xuống có lẽ cũng là lúc hắn sẽ chết thật cảnh vân tôn giả không nhúc nhích hắn không dám tùy tiện động đậy Thanh âm bốn phía tựa hồ cũng lập tức nhỏ lại. Rất nhiều người hiển nhiên cũng đã hồi thần. Vô Lượng Thần Thông. Đây chính là Vô Lượng Thần Thông. Vô số người cả đời đều không thể thấy Vô Lượng Thần Thông, đây là chuyện chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Thế nhưng hiện tại bọn hắn được thấy tận mắt Vô Lượng Thần Thông chân chính. Cho dù là cảnh vân tôn giả, dưới sự uy hiếp cao cao tại thượng của Vô Lượng Thần Thông cũng không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ nào. Một màn này, đối với Triệu Hoài Sơn mà nói, đơn giản chính là tai họa ngập đầu. Không, không trên mặt triệu hoài sơn là sợ hãi không gì sánh được hắn mơ hồ đã biết lần này chỉ sợ tận thế của hắn đã đến hắn trung quy là khó thoát khỏi tai kiếp chết ba đại thần thông của hỏa vân tôn giả bao trùm lên người triệu hoài sơn chỉ trong nháy mắt thần thông của triệu hoài sơn lập tức bị phủ kín uỳnh sau một khắc hư không chấn động hỏa vân tôn giả đã thu hồi thần thông mà vị trí của triệu hoài sơn thì trống không thậm chí ngay cả một hơi thở cũng không lưu lại rõ ràng là triệu hoài sơn đã chết ha 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 làm phiền lục đạo hữu còn xin lục đạo hữu thu hồi thần thông thanh âm của hỏa vân tôn giả truyền đến trong thanh âm cũng có thể nghe ra sự hưng phấn không gì sánh được có thể thấy giờ khắc này hỏa vân tôn giả đang vô cùng thoải mái sự ồn ào của triệu hoài sơn giống như là con ruồi vậy trong vài năm gần đây đối phương đã khiến hỏa vân tôn giả cảm thấy cực kỳ phiền phức đã vậy hỏa vân tôn giả cũng không có khả năng đánh đến tận hang ổ của triệu hoài sơn hắn chỉ có thể chịu đựng đủ loại phiền phức triệu hoài sơn mang đến hiện tại phiền phức rốt cục đã bị giải quyết sao hỏa vân tôn giả có thể không cao hứng cho được lục trường sinh nghe vậy lập tức thu hồi thần thông ngay sau đó tinh thần hắc động bị thu về vòng xoáy giữa hư không cũng lập tức biến mất vô tung vô ảnh áp lực khủng bố cùng uy hiếp bao phủ hư không kia tựa hồ cũng hoàn toàn biến mất đám người rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm nhưng khi ánh mắt bọn hắn nhìn qua lục trường sinh vẫn cứ có cảm giác tim đập thình thịch như cũ vô lượng thần thông đây chính là vô lượng thần thông chỉ là một chút khí tức đã khủng bố như thế, thật sự bao trùm tất cả các loại thần thông. Nhìn cảnh vân tôn giả kia, một võ tôn đỉnh phong, kết quả là dưới vô lượng thần thông cũng không dám có chút xúc động nào. Xem ra lời đồn quả thật không sai, lục tôn ngưng tụ ra vô lượng thần thông, hắn đã là võ tôn đỉnh phong, có được tư thế vô địch. Hiện tại ở cấp độ thần thông, ai dám nói có thể chiến thắng lục tôn. Lần này Hồ Tiên Tông hẳn là cao hứng nhất, thực lực lục tôn càng mạnh thì càng có lợi cho Hồ Tiên Tông. Trong lúc nhất thời, ánh mắt đám người nhìn về phía lục trường sinh đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều chấn kinh hâm mộ kính sợ đủ loại cảm xúc bộc lộ cảnh vân tôn giả thực lực của lục đạo hữu thế nào hỏa vân tôn giả giống như cười mà không phải cười nói cảnh vân tôn giả liếc nhìn chằm chằm lục trường sinh lập tức gật đầu nói nhìn mà than thở ta không bằng nói xong cảnh vân tôn giả lắc đầu quay người quay về vị trí cũ tuy kiêng rè lục trường sinh nhưng chuyện vừa xảy ra giữa đôi bên dù sao cũng không phải chuyện vui sướng gì Lục Trường Sinh cùng Hỏa Vân Tôn Giả đáp xuống mặt đất. Hỏa Vân Tôn Giả vừa cười vừa nói, "Lục đạo hữu, 30 giọt thiên linh thủy cho ngươi." Hỏa Vân Tôn Giả lấy thẳng 30 giọt thiên linh thủy từ không gian bảo vật ra. Bảo vật như thiên linh thủy, võ giả bình thường đều sẽ tùy thân mang theo. Lục Trường Sinh cũng không khách khí nhận lấy 30 giọt thiên linh thủy, mà có vẻ hắn cũng không làm gì cả, vẻn vẹn chỉ là phóng xuất ra một cái thần thông thôi. Ngay cả thần thông cũng không giao thủ với người khác cũng chỉ có thế mà đã thu được 30 giọt thiên linh thủy. 30 giọt thiên linh thủy này tựa hồ kiếm được quá dễ dàng. Phảng phất là tiện tay mà thôi. Bất quá, những người khác tiện tay mà thôi sẽ không có tác dụng như vậy. Tiện tay mà thôi của Lục Trường Sinh khiến cho võ tôn đỉnh phong Cảnh Vân tôn giả cũng không dám coi thường hay vọng động. Đây chính là sức uy hiếp. Loại sức uy hiếp này đáng giá 30 giọt thiên linh thủy, hơn nữa chỉ nhiều chứ không ít. Không có uy hiếp từ Lục Trường Sinh, Hỏa Vân Tôn giả chắc chắn không có cách nào giết chết Triệu Hoài Sơn. Chuyện này đối với Lục Trường Sinh mà nói, tựa hồ chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Hắn đứng bên dưới núi Hư Linh, lặng lặng chờ đợi. Rốt cục, vài ngày sau, núi Hư Linh cũng có động tĩnh, ầm ầm, giữa hư không đang chấn động. Sau đó, từng đợt gợn sóng không ngừng khuếch tán. Lục Trường Sinh lúc này mới phát hiện ra, núi Hư Linh trước mắt hắn vẫn luôn bị pháp trận bao phủ. Núi Hư Linh lúc trước chỉ là núi giả, núi hư linh thực sự vẫn luôn bị ẩn giấu ở trong pháp trận chỉ khi nào tới kỳ hạn 10 năm đến mới có thể mở ra sau khi trận pháp khởi động núi hư linh cũng thực sự lộ ra một khí tức đặc thù tỏa ra từ bên trong núi hư linh nếu võ giả thần thông cảm ứng được khí tức này thì không bị ảnh hưởng gì cả thế nhưng với những kim đan chân nhân kia lại khác sắc mặt người nào kẻ nấy đều không đẹp lắm là khí tức của hóa đan dịch chết tiệt ngay cả pháp lực cũng bị tan đi tranh thủ thời gian rời đi thôi khí tức của hóa đan dịch hoàn toàn khắc chế tu tiên giả ngay cả pháp lực cũng có thể bị tan đi nếu không thì làm sao khiến kim đan tan đi được lục tôn hỏa vân tôn giả và các vị đạo hữu hiện tại các ngươi có thể tiến vào núi hư linh nhưng phải nhớ lấy thời gian chỉ có một tháng một tháng sau các ngươi nhất định phải đi ra bằng không một khi pháp trận đóng lại đây chính là pháp trận nguyên anh chân quân của các đại tiên tông liên thủ bố trí là pháp trận ngay cả võ thánh cũng không thể đánh vỡ nếu thật sự bị nhốt ở núi hư linh vậy thì thời gian bị nhốt chí ít cũng là 10 năm các ngươi cũng đừng nghĩ đến việc ở trong núi hư linh 10 năm thu hoạch được thật nhiều hóa đan dịch rồi lần sau mới đi ra đổi lấy rất nhiều bảo vật tại núi hư linh ngây ngốc 10 năm võ thánh cũng chết chắc huyền hồ chân nhân thần sắc ngưng trọng thông báo với đám người lục trường sinh khẽ gật đầu hắn sẽ không vì một chút xíu hóa đan dịch mà ở trong đó suốt 10 năm lục đạo hữu chúng ta đi thôi thế là hai người lục trường sinh và hỏa vân tôn giả dẫn trước đông đảo võ giả trong nháy mắt bay vào núi hư linh vèo vừa vào núi hư linh lục trường sinh lập tức cảm thấy sự khác biệt toàn bộ núi hư linh tựa hồ cũng tràn ngập một loại khí tức đặc thù loại khí tức này không ngừng ăn mòn thân thể nhưng thân thể võ giả kỳ thật rất mạnh mẽ hơn nữa dù có bị ăn mòn cũng không có vấn đề gì lớn võ giả không có pháp lực nên không sợ thứ võ giả cần đề phòng chủ yếu là hư ma lục đạo hữu núi hư linh rất lớn chúng ta từ biệt tại đây thôi, tách ra hành động đi. Hỏa Vân Tôn Giả nói, đây là đã việc đã được lên kế hoạch từ trước đó. Một khi tiến vào núi Hư Linh bọn họ sẽ tách ra hành động ngay lập tức chứ không đi cùng nhau nữa. Dù sao núi Hư Linh rất lớn, nếu đi cùng nhau thì quá lãng phí. Chỉ có tách ra mới có thể trông đợi may mắn, từ đó thu hoạch được càng nhiều hóa đan dịch. Lục Trường Sinh nhanh chóng đi xa. Chẳng mấy chốc, bốn phía xung quanh cũng chỉ còn lại có một mình Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh phóng thích cảm chi lĩnh vực. Cảm chi lĩnh vực của hắn mạnh hơn so với các võ giả cảnh giới thần thông khác rất nhiều. Vậy mà vừa mới phóng xuất ra cảm giác, Lục Trường Sinh cũng cảm thấy bị áp chế. Không, cũng không thể xem như áp chế. Hắn vừa phóng thích ra cảm chi lĩnh vực đã phảng phất như bị một sức mạnh vô hình nào đó đánh tan vậy. Đây là sức mạnh của Hóa Đan Dịch ư? Nghe nói Hóa Đan Dịch có thể đánh tan thần thức, không nghĩ tới ngay cả cảm chi lĩnh vực của ta cũng có thể bị đánh tan. Chẳng trách khi ở bên trong núi Hư Linh, muốn tìm một giọt hóa đan dịch cũng là chuyện khó khăn, không có cảm chi lĩnh vực sẽ phải dựa vào vận khí thật rồi. Lục Trường Sinh nhìn xung quanh một lượt, bốn phía đều là những thứ linh tinh, không thấy hóa đan dịch. Nhưng Lục Trường Sinh không vội, hắn lưu lại một chút đánh dấu. Đến lúc đó bất kể là đi bao xa hắn cũng có thể trở lại cửa ra vào của pháp trận, từ đó rời khỏi đây. Lục Trường Sinh tiếp tục hướng về phía trước. Cũng không biết qua mấy canh giờ, bỗng nhiên, Lục Trường Sinh cảm thấy tinh thần trở nên hoảng hốt thật giống như có thứ gì đó muốn chui vào ý thức của hắn. Thế nhưng hắn lại không nhìn thấy gì cả, ẩm, bảo tháp tâm linh trong đầu lục trường sinh tỏa ra ánh sáng trói lọi. Có một luồng khói đen mơ hồ đã bám vào tinh thần của hắn, hư ma, trong lòng lục trường sinh chấn động, hắn lập tức nghĩ ra lai lịch của luồng khói đen này, hư ma, khói đen chắc chắn là thứ nguy hiểm nhất ở núi hư linh này, hư ma vô ảnh vô hình. Lục trường sinh run lên, hư ma vô ảnh vô hình, cực kỳ khó chơi. Ngay cả hắn cũng không cảm ứng được, ấy thế mà nó đã ăn mòn tiến vào ý thức tinh thần trong đầu hắn từ bao giờ. May mắn mà có bảo tháp tâm linh, đương nhiên, ý thức tinh thần của Lục Trường Sinh cũng rất mạnh nên dù không có bảo tháp tâm linh, hư ma dù là ăn mòn và tiến vào ý thức tinh thần của hắn cũng không làm gì được Lục Trường Sinh. Võ giả cảnh giới thần thông bình thường, thậm chí là cả võ tôn, khi đối mặt với hư ma cũng chỉ có thể dựa vào tinh thần ý chí cường đại để đối kháng, khiến cho hư ma không làm gì được. Nhưng Lục Trường Sinh khác với những người đó, hắn sẽ không ngăn cản bằng ý chí một cách bị động. Thần thông tinh thần hắc động. Sau một khắc, Lục Trường Sinh tâm niệm vừa động, hắn phóng xuất ra thần thông tinh thần hắc động, đồng thời thần thông trực tiếp bao phủ trên người Lục Trường Sinh, chỉ trong nháy mắt đã chui vào cơ thể. Trong đầu Lục Trường Sinh bỗng nhiên xuất hiện một lốc xoáy màu đen rất lớn. Vòng xoáy lỗ đen này bao phủ hư ma một cách cực kỳ chuẩn xác, nhưng đối với tinh thần ý thức của Lục Trường Sinh, nó lại không có bất kỳ uy hiếp nào cả. U, ừ, cho dù là hư ma vô ảnh vô hình, sau khi bị tinh thần hắc động trực tiếp cắn nuốt cũng phát ra từng tiếng kêu thảm thiết thê lương sau đó nó đã bị tinh thần hắc động cắn nuốt chôn vùi biến thành cho tàn chết rồi một hư ma vô ảnh vô hình cứ thế hoàn toàn biến mất không hề để lại chút vết tích nào nếu không phải lục trường sinh cảm nhận một cách sâu sắc chỉ sợ đều sẽ cảm thấy đây chẳng qua là ảo giác mà thôi nhưng lục trường sinh rất rõ ràng thật sự là hắn đã gặp hư ma hơn nữa hắn còn dùng thần thông chôn vùi hư ma hư ma đúng là khó chơi thật võ giả gặp phải cũng chỉ có thể bị động ngăn cản trừ phi có thần thông thuộc loại tinh thần như vậy có thể vừa hay khắc chế được hư ma ta có tinh thần hắc động hư ma mạnh hơn cũng vô dụng ở núi hư linh này nếu không sợ sự nguy hiểm của hư ma chính ra lại tương đối an toàn lục trường sinh thở phào nhẹ nhõm thế là hắn tiếp tục tìm kiếm khắp nơi một ngày hai ngày ba ngày trong nháy mắt thời gian ba ngày đã trôi qua trong ba ngày này chỉ riêng hư ma lục trường sinh đã gặp sáu con rồi hầu như mỗi ngày sẽ gặp được hai hư ma lục trường sinh rốt cuộc biết vì sao hóa đan dịch lại khó tìm và lấy được như vậy với tần suất gặp được hư ma ở núi hư linh chỉ sợ rằng có rất nhiều võ giả còn chưa kịp tìm thấy hóa đan dịch cũng đã bị hư ma giết chết coi như có thể ngăn cản thì cũng có thể ngăn cản bao lâu cuối cùng thì những người hoàn toàn không sợ hư ma hoặc là người có vận khí tốt mới có thể tìm được một chút hóa đan dịch bởi vậy hóa đan dịch mới chân quý tới mức ấy dù sao thì số lượng của nó cũng quá ít vật hiếm thì quý mà thôi. Nhưng đối với Lục Trường Sinh, đây lại là điểm tốt, hắn không sợ hư mà. Bởi vậy, trong thời gian 3 ngày ở núi Hư Linh, hắn vẫn luôn tìm kiếm Hóa Đan Dịch khắp nơi, mà rõ ràng là vận may của Lục Trường Sinh cũng không tệ. Mất thời gian 3 ngày tìm kiếm, rốt cuộc hắn cũng tìm được Hóa Đan Dịch. Hóa Đan Dịch. Lục Trường Sinh lần theo khí tức của Hóa Đan Dịch, thấy được một giọt Hóa Đan Dịch. Thế nhưng một giọt Hóa Đan Dịch này còn đang chậm rãi ngưng tụ cái gọi là hóa đan dịch thật ra là đặc sản của núi hư linh đương nhiên những nơi khác cũng có thể sinh ra hóa đan dịch nhưng núi hư linh có nhiều hơn mà thôi bởi vì bên trong núi hư linh có hoàn cảnh đặc thù sau những tháng ngày tích lũy có thể ngưng tụ ra hóa đan dịch giống như bây giờ lục trường sinh thấy bên trong một khe núi mơ hồ có một đám sương mù đám sương mù này đang không ngừng ngưng tụ cuối cùng nó từ từ ngưng tụ ra ba giọt nước kỳ thật đây chính là hóa đan dịch là ba giọt hóa đan dịch nếu như không tìm thấy hóa đan dịch ngay khi nó đang hình thành thì một khi để hóa đan dịch rơi xuống đất sẽ chẳng còn gì cả nó sẽ hòa vào trong đất không thể tìm ra được nữa sau khi tuần hoàn qua lại nó sẽ lại xuất hiện trong núi hư linh một lần nữa hóa đan dịch sở dĩ khó tìm như vậy số lượng ít như vậy chính là bởi nguyên nhân này nhất định phải vừa vặn gặp hóa đan dịch đang hình thành sau đó yên lặng chờ đợi hóa đan dịch triệt để ngưng tụ lục trường sinh đợi suốt cả một ngày rốt cuộc đợi được đến khi ba giọt hóa đan dịch hình thành sau đó Hắn lấy ra bình xứ, cất cả 3 giọt hóa đan dịch vào trong bình. 3 giọt hóa đan dịch, 15 viên linh thạch, Lục Trường Sinh rất hài lòng. Vậy là tương đương với 15 giọt thiên linh thủy, điều này cũng rất bình thường, hóa đan dịch là thứ có tiền cũng không mua được. Nếu so ra nó còn chân quý hơn thiên linh thủy nhiều, nhưng đây thuần túy là gặp may. Lục Trường Sinh tiến vào núi Hư Linh đã 4 năm ngày, đến giờ hắn mới thu hoạch được 3 giọt hóa đan dịch. Nếu như dựa theo hiệu suất như vậy, tối đa hắn cũng chỉ thu hoạch được 10 giọt 20 giọt hóa đan dịch là cùng, mà quan trọng là hắn còn phải luôn luôn may mắn như vậy nữa. Chỉ trong thời gian 4 năm ngày này, sợ là đại bộ phận võ giả tiến vào núi Hư Linh đều không thu hoạch được gì. Còn phải thời khắc nơm nớp lo sợ, cầu mong đừng gặp phải hư ma. Tiếp tục thôi. Sau khi Lục Trường Sinh thu ba giọt hóa đan dịch, hắn lại tiếp tục tìm kiếm trong núi Hư Linh. Ừm, Lục Trường Sinh còn chưa kịp rời khỏi khe núi thì đột nhiên hắn lại cảm thấy hoảng hốt. Ý thức tinh thần lại bị công kích bảo tháp tâm linh không ngừng tỏa ra ánh sáng chói lọi, hư ma. Lại là hư ma. Hơn nữa lần này không chỉ có một con hư ma, trái tim lục trường sinh trùng xuống, phát hiện trong đầu có tới tận ba bóng đen. Như vậy là tương đương với ba con hư ma. Chỉ một lần mà gặp phải tới ba hư ma, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Tinh thần hắc động. Lục trường sinh không sợ. Sau đó một chiêu tinh thần hắc động đã cắn nút cả ba hư ma, biến chúng thành cho tàn. Việc này tựa hồ cho lục trường sinh một chút dẫn dắt thu được ba giọt hóa đan dịch, sau đó gặp hư ma, lại không chỉ một con mà tới tận ba con. Thậm chí lúc trước ta càng đến gần nơi này thì tần suất gặp phải hư ma lại càng cao. Như vậy chẳng phải là hư ma có một ít quan hệ mật thiết với hóa đan dịch hay sao? Hoặc nói cách khác, phàm là địa phương hư ma tụ tập thì xác suất có hóa đan dịch sẽ lớn hơn. Lục Trường Sinh nghĩ đến một loại khả năng, trong núi hư linh có nhiều hư ma như vậy, cũng đã có rất nhiều võ giả đều từng tiến sâu vào núi, nhưng tựa hồ chưa có ai tổng kết ra quy luật này hoặc là nói dù cho có tổng kết ra quy luật này cũng không có tác dụng gì ai sẽ chủ động đi tìm hư ma chứ nhưng lục trường sinh khác với bọn họ tinh thần hắc động của hắn hoàn toàn có thể khắc chế hư ma lại có bảo tháp tâm linh chống đỡ hắn sẽ không bị tâm ma công phá phòng ngự tâm linh trong nháy mắt chỉ cần lục trường sinh có thể kéo dài thời gian trên lệch sau đó hắn sẽ lập tức thi triển thần thông cắn nuốt hư ma bởi vậy số lượng hư ma có là bao nhiêu đối với lục trường sinh mà nói cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì thà rằng chủ động đi tìm hư ma còn hơn là lang thang không có mục đích khắp núi hư linh này để kiếm vận may có lẽ nơi hư ma hội tụ cũng là nơi có thể tìm được rất nhiều hóa đan dịch nghĩ tới đây lục trường sinh không do dự nữa hắn bắt đầu chủ động tìm kiếm hư ma kỳ thật tìm kiếm hư ma cũng cần có kỹ xảo nhất định càng đến gần hư ma sẽ càng có cảm giác khác biệt đã vậy hư ma còn chủ động tới gần võ giả thời gian từng giờ trôi qua một canh giờ ba canh giờ năm canh giờ chỉ sau năm canh giờ Lục Trường Sinh lại gặp hư ma một lần nữa. Ừm, nơi này có hai con hư ma, như vậy gần đây liệu có còn hư ma nữa không? Lục Trường Sinh lại gặp hai con hư ma. Lần này hắn không vội vã rời đi mà là cẩn thận tìm kiếm xung quanh, cảm nhận hư ma. Vừa mới cẩn thận tìm kiếm, đúng là hắn cảm giác được hư ma thật. Dù sao cũng là ngay trong vùng này, khoảng cách không bao xa. Hư ma rất khó cảm nhận, nhưng đó là do không có cách tra xét rõ ràng. Nếu như tra xét rõ ràng thì có thể phát giác được một chút động tĩnh. Hướng tây nam có hư ma, số lượng khoảng 3 con, Lục Trường Sinh lập tức bay về hướng tây nam. Một lát sau, Lục Trường Sinh đã nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc. Một đám sương mù che trời lấp đất đang không ngừng ngưng tụ. Đây là cảnh tượng Hóa Đan Dịch đang ngưng tụ. Lục Trường Sinh mừng thầm. Hóa Đan Dịch, là Hóa Đan Dịch. Tính từ lần trước thu hoạch được 3 giọt Hóa Đan Dịch tới nay mới có bao lâu, có mấy canh giờ mà thôi, thế mà hắn lại gặp Hóa Đan Dịch tiếp, chẳng lẽ là do may mắn? lục trường sinh cẩn thận suy tư vận khí chắc chắn là một phần nguyên nhân nhưng nguyên nhân lớn hơn chỉ sợ là giống như những gì lục trường sinh suy đoán giữa hư ma và hóa đan dịch có một số quan hệ nơi hư ma tụ tập quá nửa có hóa đan dịch có lẽ là cảm giác của hư ma đối với hóa đan dịch rất nhạy cảm thường thường có thể tới địa điểm hóa đan dịch hình thành để ngồi chờ sớm một bước cũng có lẽ là nguyên nhân khác nhưng bất kể như thế nào chỉ cần nơi có nhiều hư ma tụ tập thì lục trường sinh sẽ tìm kiếm kỹ càng để lần ra hóa đan dịch Lục Trường Sinh biết xung quanh chắc chắn có hư ma, thế nhưng hắn lại không cảm ứng được hư ma mà chỉ có thể cảm ứng được một chút xíu khí tức. Hư ma vô ảnh vô hình, nếu không tiến vào tinh thần ý thức trong não hải, căn bản là không có cách nào cảm ứng được, nhưng cũng không sao cả, không cảm ứng được vậy thì Lục Trường Sinh cũng chẳng thèm cảm ứng nữa. U, ừ, sau một khắc, Lục Trường Sinh phóng xuất ra thần thông tinh thần hắc động, trong hư không, một lỗ đen to lớn chậm rãi nổi lên che khuất không trung, lập tức bao trùm nửa bầu trời. Ánh sáng bốn phía tựa hồ lập tức đều tối sầm xuống. Tinh thần hắc động của Lục Trường Sinh không kiêng nể gì cả mà trùng trùng điệp điệp cắn nuốt tinh thần ý thức của bất cứ sinh mệnh có mặt xung quanh. Chỉ cần có tinh thần là sẽ không chạy thoát khỏi tinh thần hắc động cắn nuốt. Lục Trường Sinh đang thực hiện biện pháp thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, dù sao trong núi hư linh này, ngay cả dã thú gần như cũng không có, chỉ có một ít hư ma. Dù tinh thần hắc động của Lục Trường Sinh cắn nuốt trong phạm vi lớn thì cũng chỉ cắn nuốt hư ma mà, mà thôi. Quả nhiên chiều này rất hiệu quả. Chẳng bao lâu sau lục trường sinh cảm ứng được tinh thần hắc động của hắn đang cắn nuốt hết hư ma này tới hư ma khác. Một con, hai con, ba con, bốn con, năm con. Nơi này có đến tận năm con hư ma. đương nhiên phạm vi tinh thần hắc động của lục trường sinh bao trùm rất lớn. Nhưng dù phạm vi lớn hơn nữa thì trên cơ bản cũng sẽ chỉ quanh khu vực này, chứng tỏ rằng trong khu vực này có năm con hư ma đang du đãng. Số lượng này đã coi như khá nhiều rồi. Thu. Lục Trường Sinh thu hồi tinh thần hắc động. Giờ đã an toàn. Về cơ bản hư ma đều bị tinh thần hắc động cắn nuốt hết sạch. Thế là Lục Trường Sinh bắt đầu an tâm chờ đợi. Để hóa đan dịch hình thành cũng cần thời gian nhất định. Một ngày sau, Lục Trường Sinh nhìn bình sứ trong tay, trên mặt nở một nụ cười. Lại thêm ba giọt hóa đan dịch. Vận khí không tệ, đến giờ mới có mấy ngày mà đã thu được sáu giọt hóa đan dịch. Lục Trường Sinh nở một nụ cười, hắn thật sự vui mừng từ tận đáy lòng không chỉ là bởi vì sáu giọt hóa đan dịch này nguyên nhân quan trọng hơn là lục trường sinh tựa hồ đã tìm được cách để thu hoạch hóa đan dịch đó chính là tìm kiếm hư ma đã thế hư ma còn càng nhiều càng tốt hư ma càng nhiều rất có khả năng sẽ có càng nhiều hóa đan dịch hình thành thời gian ngày lại ngày cứ thế trôi trong nháy mắt 10 ngày cũng qua ừm phía trước có khí tức thần thông dao động có người à lục trường sinh cảm ứng được khí tức thần thông đang dao động thế là hắn nhanh chóng bay tới không lâu sau Lục Trường Sinh thấy phía trước quả nhiên có một võ giả thần thông đỉnh phong đang phóng thích thần thông, hình như hắn đang đại chiến cùng hư ma, chỉ là thần thông tựa hồ không có gì tác dụng quá lớn. Không đối phó được hư ma. Dù sao cũng không phải thần thông loại tinh thần, võ giả dường như phải cố gắng hết sức mới ứng phó với hư ma được. Nhưng hắn cũng có bảo vật bảo hộ tâm linh và tinh thần, bởi vậy trước mắt hắn không có nguy hiểm. Mặc dù gặp hư ma nhưng tên võ giả này tựa hồ cũng không hề có ý định rời đi. Lục Trường Sinh quét mắt nhìn qua lập tức thấy được mảng lớn sương mù đang ngưng tụ rõ ràng nơi này lại có hóa đan dịch đang nổi lên vẫn chưa hoàn toàn thành hình khó trách tên võ giả cảnh giới thần thông đỉnh phong này dù phải cố hết sức để đối phó với hư ma nhưng lại không chịu đi hóa ra là vì hóa đan dịch lục trường sinh nhẹ nhàng đi vào giữa hư không hắn đang định nói gì đó nhưng sau khi nhìn thấy lục trường sinh sắc mặt võ giả cảnh giới thần thông đỉnh phong bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi lục tôn hắn gần như không cần suy nghĩ vèo một tiếng đã quay người bỏ chạy trong nháy mắt hóa thành một luồng sáng, biến mất không thấy bóng dáng. Cảnh tượng này làm Lục Trường Sinh há to miệng, có chút ngạc nhiên, hắn đáng sợ như vậy sao? Chỉ là đụng phải một tên võ giả cảnh giới thần thông, vậy mà đối phương giống như lâm đại địch, lập tức chạy trối chết, thậm chí ngay cả Hóa Đan Dịch cũng mặc kệ luôn. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, Lục Trường Sinh cũng đại khái hiểu suy nghĩ của đối phương. Hiện tại Lục Trường Sinh không phải kẻ vô danh tiểu tốt, hắn là đại danh đỉnh đỉnh Lục Tôn, chính là võ tôn đỉnh phong. Trước đó dưới chân núi hư linh lục trường sinh đã phóng thích vô lượng thần thông sức mạnh đủ để chấn áp hết thảy đã được vô số võ giả thần thông dưới chân núi hư linh trông thấy hiện tại còn đụng phải ở núi hư linh ai lại không sợ ở trong núi hư linh này chuyện giết người cướp hóa đan dịch cũng không hiếm thấy đối phương hiển nhiên biết bản thân không phải là đối thủ của lục trường sinh nên mới lập tức rút lui đây chính là lực chấn nhiếp của lục trường sinh hiện giờ hắn không biết trong bất giác mình đã trở thành võ tôn đỉnh phong uy danh hiển hách Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua hóa đan dịch. Muốn nó hoàn toàn thành hình có lẽ còn cần một chút thời gian, thế là Lục Trường Sinh vung tay lên. Tinh thần hắc động lại lần nữa phóng thích, trực tiếp cắn nuốt hết hư ma trong vùng này. Lại đợi thêm một ngày nữa, rốt cuộc hóa đan dịch thành hình. Lần này, chỉ có hai giọt hóa đan dịch, nhưng vậy cũng tốt lắm rồi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. 10 ngày, 20 ngày, 25 ngày. Núi Hư Linh chỉ mở ra một tháng. Chỉ còn mấy ngày nữa là hết thời gian một tháng. Ầm ầm, Bỗng nhiên núi Hư Linh kịch liệt chấn động. Chỉ cần là người ở núi Hư Linh thì giờ phút này đều đồng loạt ngẩng đầu, có thể nhìn thấy rất nhiều sương mù đang hội tụ trong hư không. Thậm chí sương mù che khuất bầu trời, bao trùm suốt trăm dặm. Trời ạ, à, đây là hóa đan dịch. Mây mù hóa đan dịch bao trùm diện tích trăm dặm, một khi ngưng tụ thành hình sẽ có được bao nhiêu giọt hóa đan dịch đây? 10 giọt, 20 giọt, hay là 50 giọt? Dù sao chí ít cũng phải có mấy chục giọt hóa đan dịch, thật sự là không thể tưởng tượng nổi tình huống này ở núi hư linh là nghìn năm khó gặp thường thường cần thời gian hơn nghìn năm thậm chí mấy nghìn năm mới có thể gặp được một lần như vậy nhanh đi tới giải đất trung tâm bên dưới mây mù nơi đó sẽ hình thành hóa đan dịch với tình huống này nếu như có thể cướp được vài giọt hóa đan dịch trong mấy chục giọt hóa đan dịch thôi cũng xem như chuyến này không thiệt rồi đi 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 nhanh đi thôi thế là các võ giả đều không nhẫn nại được nữa bọn họ nhao nhao hướng về phía xa mấy chục giọt hóa đan dịch chỉ nghĩ cũng để người ta cảm thấy kích động Động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên lục trường sinh cũng nhìn thấy. Dòng giã suốt 25 ngày, kỳ thật lục trường sinh đã thu hoạch rất lớn. Trong thời gian 25 ngày, hết thảy thu được 22 giọt hóa đan dịch. Lục trường sinh tổng kết lại số hóa đan dịch mình có. 22 giọt, đây được coi là thu hoạch lớn rồi. Dựa theo ước định giữa Hắn và Hồ Tiên Tông, một giọt hóa đan dịch đổi năm, viên linh thạch. 22 giọt hóa đan dịch chính là 1,1 triệu viên linh thạch. Đây thật sự là, là một con số khổng lồ. Nếu như chỉ dùng để mua sắm thiên linh thủy thì con số này đã đủ để mua hơn 100 giọt. Lúc đó khiến đạo quả của tinh thần hắc động lột xác thành thần thông chân chính cũng không có vấn đề gì. Nhưng thần thông ngũ hành phân giải cùng với thần thông tứ tượng lao ngục của Lục Trường Sinh không phải loại vô lượng thần thông giống tinh thần hắc động. Chúng còn cường đại hơn tinh thần hắc động, chắc chắn sẽ cần càng nhiều thiên linh thủy, có lẽ số lượng này vẫn chưa đủ để giúp một loại đạo quả thần thông lột xác đâu. Vẫn phải thu hoạch thêm một ít hóa đan dịch mới được, hắn còn 5 ngày nữa nếu như may mắn hắn vẫn còn có thể thu hoạch được một chút hóa đan dịch. Đúng lúc này, một tiếng sấm vang lên giữa không trung. Lục Trường Sinh cũng nhìn thấy mây mù bao trùm phạm vi trăm dặm nơi xa. Mây mù bao trùm phạm vi trăm năm, vậy có thể ngưng tụ bao nhiêu giọt hóa đan dịch, Lục Trường Sinh cũng cảm thấy chấn động. Khi nãy hắn còn đang cảm khái rằng số lượng hóa đan dịch không đủ để hai loại đạo quả của hắn đều lột xác thành vô lượng thần thông, vậy mà giờ đã có cơ hội ngay lập tức. Mấy chục giọt hóa đan dịch. Đây chính là cơ hội nghìn năm một thở. Trong quá khứ, núi hư linh này phải nghìn năm mới có thể xuất hiện một cơ hội như vậy, bây giờ nó đã xuất hiện rồi. Không thể bỏ lỡ, vèo, gần như là ngay lập tức, lục trường sinh bay về phía mây mù nơi xa. Khoảng cách từ chỗ lục trường sinh tới đó hơi xa. Hắn cũng không phải là người đầu tiên đi tới giải đất trung tâm dưới mây mù. Khi đi vào trong khu vực mây mù hắn mới phát hiện đã có hai, ba mươi võ giả cảnh giới thần thông tụ tập ở đó. Càng lúc sẽ có càng nhiều võ giả cảnh giới thần thông xuất hiện. Lục đạo hữu, ngươi cũng tới rồi, Lúc này, bên tai Lục Trường Sinh vang lên một giọng nói quen thuộc, "Hỏa Vân Tôn giả." Lục Trường Sinh cũng nhìn thấy Hỏa Vân Tôn giả. "Lục đạo hữu lần này chắc hẳn thu hoạch không ít nhỉ?" Hỏa Vân Tôn giả hỏi. Trên mặt hắn nở một nụ cười, cả người nhìn rất hưng phấn, "Chắc hẳn thu hoạch từ chuyến đi núi hư linh này không tệ. Vẫn ổn, Hỏa Vân đạo hữu hẳn là cũng thu hoạch rất tốt. Ha ha ha, lần này thật sự là khá may mắn, thu hoạch được 10 giọt hóa đan dịch." Hỏa Vân Tôn giả cũng không kiêng dè chút nào mà thoải mái cười phá lên, mười giọt Hóa Đan Dịch, đúng là có thể coi như thu hoạch rất tốt. Lục Đạo Hữu, cơ hội này là rất khó có được, mấy chục giọt Hóa Đan Dịch đấy, phạm vi mây mù bao trùm rất rộng nhưng nơi này chắc chắn là khu vực trung tâm, hẳn là sẽ có vài chục giọt Hóa Đan Dịch. Chúng ta liên thủ đuổi những võ giả cảnh giới thần thông kia đi, thế nào? Đến lúc đó, ta chỉ chiếm ba phần Hóa Đan Dịch thôi. Trong mắt Hỏa Vân Tôn giả lóe ra một tia sáng, dã tâm của hắn rất lớn hắn muốn liên thủ với lục trường sinh đánh đuổi những võ giả cảnh giới thần thông khác độc chiếm phần lớn hóa đan dịch tách ngay trong lúc lục trường sinh cùng hỏa vân tôn giả nói chuyện với nhau rất nhiều võ giả cảnh giới thần thông còn lại cũng đưa mắt về phía hai người bọn họ thậm chí ánh mắt còn có chút bất thiện hai vị đạo hữu chẳng lẽ là muốn độc chiếm hóa đan dịch nhiều hóa đan dịch như vậy không có khả năng để cho các ngươi chiếm hết hừ dù có là lục tôn và hỏa vân tôn giả chúng ta cũng có thể liên hợp lại đấu một trận cùng các ngươi mười mấy tên võ giả cảnh giới thần thông còn lại cũng đều hiểu rõ tình cảnh hiện tại lục trường sinh và hỏa vân tôn giả đang chiếm ưu thế một khi liên thủ ai có thể là đối thủ của hai người đó bởi vậy bọn hắn cũng phải liên thủ chí ít phải tỏ thái độ trước tuyệt đối không thể để lục trường sinh và hỏa vân tôn giả độc chiếm hóa đan dịch được ha ha một đám gà đất chó sành lục huynh nếu ngươi đáp ứng ba phần cũng tốt hai phần cũng được thế nào cũng được hỏa vân tôn giả cũng không sợ hắn đã trải qua bao nhiêu lần đại chiến cơ chứ sao có thể sợ bị vây công được hắn biết rõ thần thông tinh thần hắc động của lục trường sinh khủng bố cỡ nào căn bản không sợ vây công có hắn ở một bên phụ trợ cho lục trường sinh những võ giả khác dù cho có vây công thì đã làm sao tất cả xông lên cũng không làm gì được bọn họ ngay cả cảnh vân tôn giả cũng như lâm đại địch lục trường sinh lại không đồng ý ngay lập tức hắn nhìn thoáng qua bốn phía rồi nhẹ nhàng lên tiếng hỏa vân tôn giả dù chúng ta liên thủ đuổi những võ giả cảnh giới thần thông này đi nhưng chỉ sợ ngươi cũng không cầm hóa đan dịch đi được đâu thậm chí có khi tới cả tính mạng cũng sẽ phải để lại nơi này lời lục trường sinh nói khiến hỏa vân tôn giả nao nao lục đạo hữu ngươi có ý gì chẳng lẽ ngay cả một phần mà lục trường sinh cũng không chịu nhường ra nhưng dù không đồng ý hắn cũng sẽ không nói như vậy các vị động tĩnh lớn như vậy các ngươi đều bị hấp dẫn đến đây vậy các ngươi cảm thấy hư ma sẽ không bị hấp dẫn tới sao muốn đi thì đi nhanh lên chỉ sợ chậm thêm một lát nữa là không đi nổi đâu lời lục trường sinh nói vang vọng trong hư không hư ma trong lòng mọi người run lên đúng vậy hư ma bọn hắn chỉ cố tranh đoạt hóa đan dịch muốn thu hoạch được càng nhiều hóa đan dịch càng tốt thế nhưng bọn hắn lại quên nơi này là núi hư linh ở đây có hư ma vô cùng đáng sợ một con hai con hư ma thậm chí vài con hư ma thì đông đảo võ giả thần thông không sợ bọn hắn ai có thủ đoạn bảo mệnh riêng có thể là thần thông có thể là bảo vật có thể là tinh thần ý chí hơn người trên cơ bản tất cả đều có thể ứng phó với hư ma nếu không bọn họ cũng sẽ không liều lĩnh tiến vào núi hư linh nhưng vài con hư ma là một chuyện mà mấy chục con thậm chí mấy trăm con hư ma lại là chuyện khác khi bọn hắn cũng bắt đầu dùng biện pháp của mình cảm giác hư ma có người lập tức cảm nhận được khí tức hư ma kẻ ấy hít vào một ngụm khí lạnh mau nhìn kìa hư ma bốn phương tám hướng đều là hư ma trời ạ à, sao lại có nhiều hư ma như vậy Lít nha lít nhít đều là hư ma, mấy chục con hư ma, hơn nữa không chỉ có thế, còn có càng nhiều hư ma đang liên tục xông tới, a, à, lúc này đã có người hét thảm. Vô số hư ma chen chúc mà tới, nhào về phía một võ giả thần thông trong số bọn họ. Tên võ giả thần thông kia chắc chắn cũng có chút thủ đoạn ứng phó hư ma. Thế nhưng hiện tại có vô số hư ma tràn vào cơ thể hắn, bởi vậy ngay cả thời gian một hơi thở mà đối phương cũng không thể chống chọi được. Tinh thần của hắn đã bị hư ma ăn mòn, thân thể đã mất đi sinh mệnh khí tức, chết một võ giả cảnh giới thần thông đỉnh phong cứ thế chết đi. Sau đó lại có càng ngày càng nhiều võ giả cảnh giới thần thông cũng xa vào vòng vây công của hư ma. Sắc mặt hỏa vân tôn giả trở nên tái nhợt, hắn và cảnh vân tôn giả liếc mắt nhìn lẫn nhau. Hư ma, nhiều hư ma như vậy là chuyện chưa từng nghe thấy. Nếu tiếp tục như thế, đừng nói hóa đan dịch, chúng ta có thể chống cự được đến khi hóa đan dịch thành hình hay không cũng là vấn đề. Rút lui, hỏa vân tôn giả và cảnh vân tôn giả gần như là những người đầu tiên bay ra ngoài bọn hắn muốn xông ra ngoài, tuyệt đối không thể để mình bị vây công. Một khi bị hư ma vây công, cho dù là bọn hắn có một ít thủ đoạn ngăn cản hư ma nhưng chắc chắn cũng sẽ phải cái chết. Không có vị võ giả thần thông nào có thể đối mặt mấy chục con, mấy trăm con hư ma mà vẫn chấn định tự nhiên, thành thạo điều luyện được. Căn bản là không có khả năng. Vèo vèo vèo. Thế nhưng hết võ giả cảnh giới thần thông này đến võ giả cảnh giới thần thông khác còn không hề biết chuyện mà vẫn thi nhau vọt tới khu vực này. Cùng lúc ấy cũng có rất nhiều người chạy trốn khỏi đó. Lại vừa có người không biết gì mà lao đến, ta, à, hư ma, cứu ta." Ngăn lại, sắc mặt của những võ giả xông vào khu vực này lập tức đại biến. Tâm linh của bọn hắn bị công phá chỉ trong nháy mắt. Từng tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong hư không. Sau đó bọn hắn trở thành một đám thi thể, lộp bộp rơi xuống mặt đất. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã có hơn 10 vị võ giả thần thông mất mạng. Hư ma thật đáng sợ. May mà trốn thoát được bằng không một khi bị vây quanh thì chết chắc ở đây có nhiều hư ma như vậy cho dù có nhiều hóa đan dịch hơn nữa chúng ta cũng không chiếm được lục đạo hữu đâu vì sao lục đạo hữu không lao ra lúc này hỏa vân tôn giả chợt nhận ra không thấy lục trường sinh đâu cả không không phải không thấy mà là lục trường sinh vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề lao ra ngoài cùng mọi người ngược lại là bọn người hỏa vân tôn giả và cảnh vân tôn giả đã xông ra khỏi vòng vây của hư ma từ lâu nhưng giờ bên trong vòng vây càng ngày càng có nhiều hư ma hội tụ đến cùng một chỗ hơn muốn lao ra đã là chuyện bất khả thi lục đạo hữu ngươi khuôn mặt hỏa vân tôn giả không kiềm được vẻ lo lắng trong khoảng thời gian này hắn và lục trường sinh đã thật sự trở thành bạn tốt giờ lục trường sinh lại rơi vào hiểm cảnh hỏa vân tôn giả tất nhiên sẽ cảm thấy vô cùng lo lắng thế nhưng hắn cũng không có cách nào cả loại tồn tại kinh khủng như hư ma ngay cả hỏa vân tôn giả cũng cảm thấy cực kỳ khó giải quyết một khi xông vào hỏa vân tôn giả cũng sẽ bị vây hãm bên trong lúc này rất nhiều người đều nhìn thấy cảnh lục trường sinh đang bị vây quanh vô số hư ma hội tụ đến cùng một chỗ tựa hồ đã vây kín lục trường sinh mà lục trường sinh lại giống như không hề hay biết hắn cứ lẳng lặng đứng tại chỗ như vậy lục trường sinh xong đời rồi dù hắn có vô lượng thần thông thì cũng chết chắc rồi lục trường sinh vì hóa đan dịch mà không muốn sống nữa rồi nhiều hư ma thế ai mà ngăn nổi chứ rất nhiều võ giả thần thông đều lắc đầu Bọn hắn cảm thấy Lục Trường Sinh quá khinh thường Hư Ma, với tình huống thế này mà hắn còn dám đối cứng với Hư Ma, quả thực là muốn chết. Thế nhưng từ đầu đến cuối, sắc mặt Lục Trường Sinh vẫn không hề thay đổi. Thậm chí, hắn còn khẽ vẫy tay, lấy được không gian bảo vật của mười mấy thi thể võ giả thần thông bên dưới. Trong đám không gian bảo vật này cũng có hóa đan dịch. Đều là hóa đan dịch mà những võ giả này vất vả hơn 20 ngày mới kiếm được, vừa hay bọn hắn thân tử đạo tiêu, giờ lại để Lục Trường Sinh chiếm của hời. Được lắm thế mà cũng có vài giọt hóa đan dịch. Mười mấy thi thể nhưng vẻn vẹn chỉ có vài giọt hóa đan dịch, chứng tỏ vận khí của những võ giả này đều quá kém nên không thu hoạch được mấy. Dù sao, những võ giả tử vong này đều không phải là võ tôn, thực lực cũng có chênh lệch. Tất nhiên họ không dám tìm kiếm trong phạm vi lớn, bởi vậy tỷ lệ thu hoạch được hóa đan dịch cũng nhỏ đi rất nhiều. Nhưng vài giọt hóa đan dịch, Lục Trường Sinh cũng sẽ không ghét bỏ. Hư ma hầu như đều tụ lại cả rồi nhỉ. Đến lúc rồi, Lục Trường Sinh thấp giọng lầm bầm, trong mắt lóe lên một tia sáng. Hắn không muốn xông ra vòng vây của hư ma, bởi vì hắn đang chờ. Hắn vẫn luôn chờ đợi hư ma hội tụ, ù ù, lục trường sinh không do dự nữa, tâm niệm vừa động. Giữa hư không, đột nhiên nổi lên một vòng xoáy màu đen cực lớn là tinh thần hắc động. Đã vậy phạm vi bao trùm của tinh thần hắc động này còn cực lớn. Trong khu vực này, nó hoàn toàn không kiêng nể gì cả, trùng trùng điệp điệp cắn nuốt hết con hư ma này tới con hư ma khác. Một con lại một con hư ma, đều không có chút sức chống cự nào, cứ thế bị tinh thần hắc động cắn nuốt, mà Lục Trường Sinh thậm chí còn không có động tác nào khác. Hắn chỉ đứng một bên lẳng lặng quan sát. Một màn này khiến tất cả võ giả thần thông xung quanh đều nghẹn họng nhìn chân chối, ở sâu trong nội tâm nhấc lên sóng gió ngập trời. Đối phó hư ma còn có thể làm như thế ư? Hư ma vô cùng kinh khủng, vô cùng khó chơi cũng chỉ có thế thôi sao? Đây, đây là vô lượng thần thông. Dù có là vô lượng thần thông đi nữa, cũng sẽ không khủng bố như vậy chứ, đây chính là hư ma đấy đám hư ma này không phải là hư ma giả đấy chứ nghe nói thần thông loại tinh thần có thể khắc chế hư ma nhưng những võ giả cảnh giới thần thông trước đây người mang thần thông loại tinh thần cùng lắm cũng chỉ có thể cam đoan chính mình không bị hư ma ăn mòn thôi tuyệt đối không thể khủng bố như lục tôn giết hư ma dễ như trở bàn tay rất nhiều người đều nhìn tới ngây ngẩn đây chính là hư ma hư ma khó giải quyết làm vô số võ giả thần thông vô số võ tôn đều vô cùng kiên kỵ kết quả khi chúng ở trước mặt lục trường sinh, hắn tiện tay cũng có thể diệt hết. Hơn nữa không phải chỉ là một con hai con hư ma, mà là một đám. Lục trường sinh vừa ra tay đã diệt được một đám hư ma. Chỉ đếm sơ sơ qua thôi, chỉ ít giờ hắn đã diệt sát mấy chục con hư ma rồi. Dựa theo hiệu suất như vậy, diệt sát trên trăm con hư ma, thậm chí mấy trăm con hư ma chỉ sợ cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Điều này đúng là làm cho đông đảo võ giả trợn mắt há hốc mồm. Núi hư linh mất đi sự chấn nhiếp đến từ hư ma, đối với lục trường sinh mà nói, còn có độ khó sao. Đã vậy, hư ma còn là một loại quái vật không có bao nhiêu trí tuệ. Bất luận bị diệt sát bao nhiêu, bọn chúng đều sẽ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà xông tới. Chẳng qua có một điều kỳ quái là dường như có giết chết bao nhiêu hư ma thì núi hư linh lại sẽ lại sinh ra chúng lần nữa. Hư ma sẽ không bao giờ biến mất. Thế nhưng, sau khi lục trường sinh phóng xuất ra tinh thần hắc động, cắn nuốt mấy chục con, trên trăm con hư ma cũng làm cho hư ma ở vùng này bị cắn nuốt hết sạch rồi bốn phía chỉ còn lại có rất nhiều sương mù hóa đan dịch sương mù đang không ngừng ngưng tụ thời gian từng giờ trôi qua chỉ mấy canh giờ sau lục trường sinh đã thu hồi thần thông bởi vì bốn phía đã không còn một con hư ma nào nữa những võ giả cảnh giới thần thông đã chạy trốn thật xa kia sau khi thấy cảnh này đều hai mặt nhìn nhau hư ma không còn nữa trong lòng bọn họ tựa hồ cũng có một chút ý nghĩ khác tỉ như hóa đan dịch vùng này có vẻ như không còn hư ma mà hóa đan dịch đã sắp thành hình trong một khu vực rộng lớn thế này thì việc tranh đoạt hóa đan dịch hẳn là tương đối dễ dàng dù gì cũng có thể cướp được một hai giọt hóa đan dịch không có hư ma lại có sương mù hóa đan dịch rộng lớn thế này chúng ta đều có cơ hội còn phải cảm tạ lục tôn cắn nuốt những hư ma kia bằng không chúng ta cũng đừng hòng đạt được một giọt hóa đan dịch nào ngay sau đó những võ giả này bắt đầu dục dịch vừa rồi đối mặt với hư ma chen trúc mà tới bọn hắn chỉ muốn đào tẩu làm sao còn suy nghĩ đến hóa đan dịch gì nữa Lúc đó bọn hắn chỉ muốn giữ được tính mạng. Mà giờ đã mất đi uy hiếp đến từ hư ma, bọn hắn lại tiếp tục nghĩ đến hóa đan dịch. Thế là, từng võ giả cảnh giới thần thông bắt đầu thử tới gần giải đất trung tâm bên dưới đám sương mù, cũng chính là tới gần lục trường sinh. Ai nấy đều muốn kiếm một chén canh, dẹt, ánh mắt lục trường sinh quét qua. Hắn tiện tay chỉ một cái, u, thần thông tinh thần hắc động tái hiện. À, một tên võ giả cảnh giới thần thông gặp xui xẻo, bị tinh thần hắc động của lục trường sinh cắn nuốt luôn, tinh thần bị chôn vùi trong nháy mắt thi thể cũng rớt xuống rơi trên mặt đất yên lặng bốn phía bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người dừng bước thân sắc kinh ngạc nhìn qua lục trường sinh có lẽ các ngươi đã quên mất một việc các ngươi đã rời khỏi khu vực này rồi hiện tại lục mỗ đã diệt xong hư ma các ngươi lại muốn quay về nhặt của hời à cho các ngươi một lựa chọn hoặc là rời khỏi trăm dặm quanh đây hoặc là đối mặt với tinh thần hắc động của lục mỗ các ngươi chỉ có thời gian một nén nhang mà thôi giọng điệu lục trường sinh lạnh như băng hắn sẽ không nhường nhịn những người này hắn không ra tay giết người cướp đoạt hóa đan dịch cũng đã coi như rất tử tế rồi nếu thật sự muốn đạt được một lượng lớn hóa đan dịch thì lục trường sinh có thể lựa chọn giết người nhưng lục trường sinh khinh thường cách ấy hay nói cách khác hắn cảm thấy không cần thiết có đủ hóa đan dịch là được nhưng nếu những người này muốn nhặt của hờ thì lục trường sinh sẽ không khách khí ha 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 lục đạo hữu nên làm thế hư ma vốn là lục đạo hữu tiêu diệt các ngươi cũng có mặt mũi đi nhặt của hời sao thật sự nghĩ rằng lục đạo hữu sẽ không dám giết người à lục đạo hữu lão phu rời khỏi núi hư linh trước chúng ta gặp lại ở bên ngoài người lên tiếng đầu tiên chính là hỏa vân tôn giả suy nghĩ của hắn rất rõ ràng đợi lục trường sinh cắn nuốt hư mờ sau những người khác lại muốn nhặt của hời ư đó rõ ràng là chuyện bất khả thi lần này hắn cũng thu được rất nhiều hóa đan dịch như vậy cũng đủ rồi thế là hỏa vân tôn giả dứt khoát rời khỏi núi hư linh hỏa vân tôn giả rời đi rồi những võ giả khác hai mặt nhìn nhau sắc mặt đều hết sức khó coi nhất là cảnh vân tôn giả hắn đường đường là võ tôn đỉnh phong vậy mà bây giờ cũng đâm lao phải theo lao chẳng lẽ tiếp tục ở lại đây đối kháng với lục trường sinh ư đây rõ ràng là chuyện bất khả thi ở bên ngoài cảnh vân tôn giả đã lĩnh giáo thực lực của lục trường sinh rồi nếu thật sự tiếp tục ở lại đây hắn sợ rằng mình sẽ chết mất vô lượng thần thông của lục trường sinh xem ra khủng bố thật sự cảnh vân tôn giả không phải là đối thủ của hắn. Còn việc trong núi Hư Linh có nhiều võ tôn đỉnh phong, võ giả cảnh giới thần thông như vậy, mọi người có thể cùng nhau tiến lên, liên thủ đối phó lục trường sinh không? Không nói đến chuyện có thể liên thủ hay không, có thể đồng lòng hay không. Coi như có thể liên thủ, coi như có thể đồng tâm hiệp lực thì tính sao? Đến lúc đó, một chiêu vô lượng thần thông của lục trường sinh phóng ra, nhiều võ giả hơn nữa, nhiều võ tôn hơn nữa cũng không làm nên trò chống gì, tinh thần của tất cả mọi người đều bị chôn vùi rồi mất mạng đối mặt với lục trường sinh đối mặt với vô lượng thần thông số lượng chỉ là một chuyện cười thôi đi cảnh vân tôn giả không do dự nữa mất mặt dù sao cũng còn hơn là mất mạng huống chi chuyện này bọn hắn cũng không chiếm lý rõ ràng chính lục trường sinh diệt sát phần lớn hư ma hành vi lần này của bọn hắn cũng chỉ là muốn nhặt của hơi thôi sau khi cảnh vân tôn giả rời đi những người khác lại càng không dám ở lại thế là tất cả cùng nhau nhau rời đi trong nháy mắt hết thời gian một nén nhang bốn phía đã không còn một ai không chỉ có bốn phía không có một ai, trong phạm vi trăm dặm cũng không có một ai. Sau đó Lục Trường Sinh chỉ lặng lặng chờ đợi. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Lần này, thời gian sương mù hóa đan dịch hội tụ rất dài, dòng dã suốt ba ngày trời. Rốt cuộc, ở giải đất trung tâm nơi sương mù hội tụ đã bắt đầu xuất hiện từng giọt, từng giọt hóa đan dịch. Những giọt hóa đan dịch này đều đã thành hình. Giống như nhặt hạt đậu, Lục Trường Sinh bắt đầu thu thập từng giọt hóa đan dịch một. Chỉ sau mấy canh giờ, Toàn bộ hóa đan dịch đã bị Lục Trường Sinh thu hết sạch. Lục Trường Sinh thống kê sơ lược một chút, chuyến này hắn tiến vào núi Hư Linh, lấy được tổng cộng 68 giọt hóa đan dịch. Đây là một con số kinh người. Tận 68 giọt hóa đan dịch. Nếu như dựa theo ước định trước đó cùng Hồ Tiên Tông, một giọt hóa đan dịch trị giá 5 viên linh thạch, vậy thì 68 giọt hóa đan dịch, tổng cộng chính là 34 vạn viên linh thạch. Đây quả thực là phất nhanh sau một đêm. Không còn khoa trương hơn cả phất nhanh sau một đêm nữa. Ngẫm lại những võ tôn đỉnh phong như Hỏa Vân Tôn Giả hay Cảnh Vân Tôn Giả, trên cơ bản họ đều đã đứng trên đỉnh cao nhất của cảnh giới thần thông. Thế nhưng sau khi bọn hắn đến núi Hư Linh một chuyến, liệu có thể đạt được bao nhiêu giọt hóa đan dịch? Tầm 10 giọt thôi. Hơn nữa, tầm 10 giọt này còn là khá may mắn mới có được. Còn Lục Trường Sinh thì sao? Tận 68 giọt hóa đan dịch. Hoàn toàn không thể so sánh. Đương nhiên, Điều này cũng có quan hệ với việc thần thông tinh thần hắc động của Lục Trường Sinh vừa hay có thể khắc chế hư ma. Đã thế, hắn còn phải cảm tạ núi hư linh lần này đang đúng vào thời kỳ bộc phát hóa đan dịch nghìn năm khó gặp. Không có thời kỳ bộc phát hóa đan dịch lần này, dù Lục Trường Sinh có thể khắc chế hư ma thì chắc chắn cũng không có cách nào thu hoạch được 68 giọt hóa đan dịch. Chỉ còn khoảng một ngày nữa là kết thúc thời hạn một tháng. Hóa đan dịch cũng đủ nhiều rồi, nên rời đi thôi. Lục Trường Sinh không hề có suy nghĩ sẽ tiếp tục tìm kiếm hóa đan dịch. Thế là hắn cũng cấp tốc rời khỏi nơi này, phóng vụt ra bên ngoài núi Hư Linh. Giờ phút này, bên ngoài núi Hư Linh, trước mắt bao người, tất cả mọi người đang tập trung vào pháp trận ở cửa ra vào núi Hư Linh, từng võ giả cảnh giới thần thông đang lần lượt rời đi. Vì vài ngày trước, đám người Hỏa Vân Tôn giả và Cảnh Vân Tôn giả đã rời khỏi núi Hư Linh nên Đông Đảo Tiên Tông đều đã biết đến tình huống xảy ra bên trong núi Hư Linh. Nhưng vẫn có thật nhiều võ giả không rời khỏi đi núi Hư Linh trước mà chọn chờ đợi đến ngày cuối cùng. Trong Đông Đảo Tiên Tông Người hưng phấn nhất, hồi hộp nhất chắc chắn chính là Huyền Hồ chân nhân. Lần này, Hồ Tiên Tông nhất định là tiên tông có thu hoạch lớn nhất. Đến tận bây giờ, Huyền Hồ chân nhân vẫn còn đang chấn động với tin tức được đám người Hỏa Vân tôn giả mang ra. Mỗi lần nhớ tới, hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dùng sức một mình tiêu diệt trên trăm con hư ma, thực lực của Lục Trường Sinh phải kinh khủng như nào. Huyền Hồ chân nhân tưởng tượng thế nào cũng không ngờ được rằng vô lượng thần thông của Lục Trường Sinh lại vừa hay khắc chế được hư ma đã thế còn khắc chế đến loại trình độ này nữa đó chính là hư ma đấy đã vậy còn gặp ngay lúc bộc phát hóa đan dịch nghìn năm khó gặp ở núi hư linh huyền hồ chân nhân hiện tại rất chờ mong không biết lần này lục trường sinh rốt cuộc có thể thu hoạch bao nhiêu giọt hóa đan dịch vù lúc này một thân ảnh quen thuộc bay ra khỏi cửa ra vào của pháp trận ánh mắt của mọi người lập tức tập trung vào bóng dáng này ra ngoài rồi lục tôn ra ngoài rồi ngẫm lại vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi dùng sức một mình diệt sát trên trăm hư ma cho dù rất nhiều người đều chính mắt thấy một màn này, nhưng vẫn cứ có cảm giác khó mà tin nổi. Chuyện này chắc chắn là thật, nhưng dù lời kể lại chân thực đến đâu mà không thực sự được nhìn thấy đoán chừng cũng rất khó tưởng tượng. Có lẽ, chúng ta khó mà phỏng đoán được uy lực của vô lượng thần thông. Không biết lần này Lục Tôn rốt cuộc có thể đạt được bao nhiêu giọt hóa đan dịch nhỉ? Hồ Tiên Tông lần này kiếm lợi lớn rồi, xem ra phải tạo mối quan hệ với Hồ Tiên Tông nhiều hơn, hóa đan dịch trong Tiên Tông chúng ta cũng không đủ dùng, mà Hồ Tiên Tông nếu như chịu nhường ra một chút chỉ sợ phải trả cái giá rất lớn. Rất nhiều người nghị luận ẩm ý. Tâm trạng bọn họ vừa chờ mong lại vừa có chút phức tạp. Kỳ thật lúc trước thương hội Lý Thị đã liên lạc với các đại tiên tông để xem tiên tông nào ra giá cao nhất để chiêu mộ lục trường sinh tiến về núi Hư Linh. Kết quả hồ tiên tông không tiếc năm, viên linh thạch đổi một giọt hóa đan dịch để chiêu mộ lục trường sinh. Lúc đó bọn hắn còn cảm thấy hồ tiên tông điên rồi. Nhưng giờ ngẫm lại, hồ tiên tông kiếm lời to mới đúng. Huyền hồ chân nhân lập tức tiến lên, tự mình nghênh đón lục trường sinh lục đạo hữu rốt cuộc ngươi cũng ra ngoài rồi lục đạo hữu lần này ngươi thu được bao nhiêu giọt hóa đan dịch huyền hồ chân nhân sốt ruột không dằn nổi mà hỏi ánh mắt mọi người đều tập trung vào lục trường sinh thật ra hồ tiên tông cũng không sợ tỏ vẻ giàu có giữa các tiên tông ở thánh thổ nếu không phải có thâm cừu đại hận thì trên cơ bản đều sẽ hỗ trợ nhau một chút thật ra hóa đan dịch vẫn được lưu thông giữa các tiên tông với nhau hóa đan dịch không đủ ư không sao cả tìm tiên tông sở hữu đủ nhiều hóa đan dịch rồi cầm đồ vật đến đó giao dịch thôi. Hồ Tiên Tông cũng là như thế. Mười năm trước hóa đan dịch của Hồ Tiên Tông không đủ nên bọn hắn đã có một thời gian dài phải trả giá rất đắt để giao dịch hóa đan dịch. Mà lần này, nếu có đủ nhiều hóa đan dịch thì Hồ Tiên Tông cũng không để ý việc giao dịch một ít hóa đan dịch để đòi lại những thua thiệt trước đó, kiếm cả gốc lẫn lãi. Cho nên, Huyền Hồ Chân Nhân tuyệt đối không hề lo lắng tin tức lộ ra ngoài, vậy nên hắn mới hỏi thăm Lục Trường Sinh ngay trước mặt mọi người. Lục Trường Sinh cũng không nói nhảm mà lấy ra bình xứ luôn. Huyền Hồ chân nhân, ngươi kiểm tra lại một chút đi, tất cả có 68 giọt hóa đan dịch. Lục Trường Sinh cũng không sợ Huyền Hồ chân nhân cầm hóa đan dịch rồi chạy mất. Họ đang ở trước mắt bao người, đã vậy sau lưng Lục Trường Sinh cũng không phải không có võ thánh. Hồ Tiên Tông chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ, 68 giọt hóa đan dịch. Đúng, ngươi không nghe lầm, Lục Tôn đúng là đã nói 68 giọt hóa đan dịch. Đây thật sự là một con số không thể tưởng tượng nổi, 68 giọt hóa đan dịch, nhiều võ tôn như vậy cộng lại liệu có được 68 giọt hóa đan dịch không? Lần này Hồ Tiên Tông thật sự là kiếm bộn rồi. Mấy lần trước chiêu mộ võ giả tiến vào núi Hư Linh, mỗi một lần thật ra cũng chỉ thu hoạch được mười mấy, hai mươi giọt hóa đan dịch, nhưng lần này lại tới tận 68 giọt. Cũng không chỉ 68 giọt, còn có hỏa vân tôn giả cũng thu được một chút hóa đan dịch. Những võ giả khác cũng có hóa đan dịch, cộng vào với nhau, chỉ sợ có hơn 80, thậm chí là 90 giọt. Chúng ta lần này thu hoạch giải rác không đáng kể, xem ra cần phải giao dịch với Hồ Tiên Tông một phen rồi. Rất nhiều Tiên Tông thật sự là hối hận phát điên. Nếu như ban đầu bọn hắn đồng ý với thương hội Lý Thị, thỏa mãn yêu cầu của Lục Trường Sinh thì tốt biết bao nhiêu. Như vậy hiện tại 68 giọt hóa đan dịch này chính là của bọn hắn. Đáng tiếc bọn hắn đã bỏ qua. Về phần phải bỏ ra một lượng lớn linh thạch ư. Điểm này, vô luận tiên tông nào đi chăng nữa, kỳ thật đều không quá để bụng đối với tiên tông mà nói linh thạch đơn giản chính là tích lũy tháng ngày từ từ mà có được mấy trăm nghìn mấy triệu linh thạch cũng không đáng là gì cả thế nhưng hóa đan dịch lại là thứ có tiền cũng không mua được chân quý hơn linh thạch rất nhiều tỷ như hiện tại trong lòng huyền hồ chân nhân đã mừng rỡ phát điên rốt cục cũng có một lượng lớn hóa đan dịch rồi thật ra hắn cũng là một trong số những người được lợi dù sao sau mấy năm nữa huyền hồ chân nhân hẳn là có thể thử nghiệm sử dụng hóa đan dịch phá vỡ kim đan nếm thử ngưng kết nguyên anh Lục Đạo Hữu, 68 giọt hóa đan dịch, dựa theo ước định, năm, viên linh thạch cho một giọt hóa đan dịch, tổng cộng là 34 vạn linh thạch, không sai chứ? Đúng, không sai. Huyền Hồ chân nhân lập tức lấy một chiếc nhẫn không gian ra, vừa cười vừa nói, may mắn lần này Tiên Tông để cho ta mang đủ nhiều linh thạch, bằng không chỉ sợ là phải trở lại Tiên Tông mới có thể trả đủ linh thạch cho ngươi. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua số lượng linh thạch trong nhẫn không gian. Toàn bộ là linh tinh, tất cả có 34 viên linh tinh chuyển đổi thành linh thạch chính là 34 vạn viên linh thạch. Thế là lục trường sinh cất linh tinh đi. Không sai, số lượng đúng rồi. Trên cơ bản, giữa tiên tông cùng võ giả đều là thanh toán tại chỗ. Tỷ như hỏa vân tôn giả, hắn cũng đã nhận được vật liệu mà hắn muốn. Thấy huyền hồ chân nhân thu được nhiều hóa đan dịch như vậy, các tiên tông khác đều không khỏi hâm mộ. Thế là bọn họ đều nhao nhao tới gần. Huyền hồ đạo hữu, có thể thương lượng một chút được không? Ngay lập tức, có rất nhiều chân nhân của các tiên tông bắt đầu thương lượng với Huyền Hồ chân nhân, bọn hắn cũng cần hóa đan dịch, nhưng nếu là hóa đan dịch trong tay Hồ Tiên Tông, vậy coi như sẽ phải trả một cái giá rất đắt, rất nhiều người đều nhao nhao rời khỏi núi Hư Linh. Tuy nhiên, bọn hắn đều đã nhớ kỹ Lục Trường Sinh, thậm chí đợi đến sau khi bọn hắn rời đi, tên của Lục Trường Sinh tất sẽ truyền khắp toàn bộ thánh thổ. Dù sao đây cũng là người dùng sức một mình diệt sát trên trăm con hư ma tại núi Hư Linh, là người thu hoạch được 68 giọt hóa đan dịch. Đây cơ hồ là hành động vĩ đại chưa bao giờ có trong lịch sử núi Hư Linh. Chúc mừng Lục đạo hữu. Hỏa Vân tôn giả tiến lên, chúc mừng Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh nhìn thấy Hỏa Vân tôn giả, trong lòng hơi động. Hắn có một vấn đề vẫn chưa kịp hỏi thăm. Hỏa Vân đạo hữu, Hỏa Diễm cung của các ngươi chính là đại phái võ đạo, không biết công pháp đúc thành thánh thể có thể truyền ra ngoài hay không? Lục Trường Sinh bây giờ đã thu được 34 vạn linh thạch. Về cơ bản chắc chắn là hắn có đầy đủ thiên linh thủy để hai loại đạo quả vô lượng thần thông đều lột xác thành thần thông chân chính rồi. Đến lúc đó có ba loại vô lượng thần thông bản thân, Lục Trường Sinh cũng sẽ phải suy nghĩ về chuyện rèn đúc thánh thể. Hắn không có công pháp rèn đúc thánh thể, đây là điều phiền toái nhất. Hơn nữa hắn cũng không thể luôn dựa vào thương hội lý thị. Nếu không, thánh thổ thiên tông làm sao tránh được việc phải phụ thuộc vào thương hội lý thị đây. Lục Trường Sinh cùng Hỏa Vân Tôn Giả mới quen đã thân, đã vậy Hỏa Vân Tôn Giả cũng đang rèn đúc thánh thể, Chắc chắn hắn có công pháp dùng cho việc rèn đúc thánh thể. Thế nên Lục Trường Sinh mới hỏi thăm Hỏa Vân Tôn giả, "Lục đạo hữu, ngươi muốn công pháp rèn đúc thánh thể?" "Đúng, Hỏa Vân đạo hữu hẳn phải biết, Lục Mỗ xuất thân từ một tông môn nhỏ bé, vốn dĩ cũng không có công pháp rèn đúc thánh thể." Hỏa Vân Tôn giả trầm ngâm một hồi, thật thà nói, "Công pháp thánh thể chính là gốc rễ của Hỏa Diễm Cung, chắc chắn không thể nào truyền ra ngoài, trừ phi Lục đạo hữu gia nhập Hỏa Diễm Cung." Nhưng Lục Đạo Hiểu vừa mới thành lập Thánh thổ Thiên Tông, chắc chắn sẽ không tùy tiện gia nhập vào tông môn võ đạo khác. Huống chi kỳ thật trong hỏa diễm cung ta, số lượng công pháp rèn đúc thánh thể cũng rất ít, phần lớn đều là công pháp liên quan tới rèn đúc hỏa diễm thánh thể. Lục Đạo Hữu coi như thu hoạch được công pháp rèn đúc thánh thể của hỏa diễm cung cũng chưa chắc đã thích hợp với bản thân ngươi. Để ad có thêm kinh phí làm video dài và hay hơn, rất mong mọi người ủng hộ để ad có kinh phí mua bản dịch. Cảm ơn mọi người nhiều nha.